tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 331, từ trái nghĩa của vận đào hoa là gì? Online chờ gấp, bạch tôn giả hỏi, dược sư không đích thân đến đây sao? Lúc trước hắn liên hệ với dược sư, dược sư nói sẽ mau chóng chạy tới, sao bây giờ lại thành nhờ người đưa thuốc? Đồng quái tiên sư dựng xe đẩy tay rồi nhún vai đáp. Chuyện này thì ta không biết, ta chỉ nhận sự ủy thác của dược sư đạo hiếu, tiện đường mang thuốc trị thương đến đây giúp hắn thôi. Sau đó khi nào về ta lại tiện tay mang, vật thí nghiệm của hắn về theo. Chắc là dược sư đạo hữu đột nhiên có thực nghiệm gì quan trọng, hoặc là nảy ra linh cảm gì phải thực hiện ngay thôi. À, bạch tôn giả gật đầu, tính tình dược sư cuồng nghiên cứu, việc này đúng là dễ xảy ra. Tống thư hàng nhận lấy gói dược cao. Đồng quái tiền bối, dược cao này sử dụng thế nào vậy? dược sư nói bạch tiền bối đã nói rõ với hắn về vết thương của cô bé họ sở kia rồi dược cao này dễ dùng lắm chỉ cần dán thẳng vào ngực cô ấy là được dược cao do dược sư đặc chế đấy sau khi dán lên một tháng có thể dần dần chữa khỏi vết thương cho cô bé kia hai tháng thì cam đoan cô ấy sẽ vui vẻ khỏe mạnh không chút di chứng đông quái tiên sư trả lời dán vào ngực á tuy rằng vòng ngực của sở sở từ đường cong chữ s đã bị ép thành màn hình máy tính bảng rồi thế nhưng Tống Thư Hàng nắm dược cao trong tay, nhìn sang bên cạnh. Bên cạnh hắn là Bạch Tiền Bối, nhóc sư con và Đậu Đậu. Một đại tiền bối, một đứa nhóc con, một con động vật. So ra thì ai cũng thích hợp đi dán thuốc cho Sở Sở hơn hắn. Thôi cứ hỏi xem họ có đồng ý đi dán thuốc hay không, nếu không được thì hắn đành đi vậy. Thế là Tống Thư Hàng hỏi: "Tiền Bối, quả quả, Đậu Đậu, mọi người có ai đi dán thuốc cho Sở Sở cô nương được không?" Tiểu Hòa Thượng không thể động vào ngực Trần của nữ thí chủ. Quả quả chắp hai tay, nghiêm túc niệm A Di Đà Phật. Bản Đậu Đậu là người đã có vợ, không thể làm việc này, Đậu Đậu cũng nghiêm túc không kém. Mấy ngày nay hắn không lên mạng chơi với bà xã rồi, không biết bà xã chơi game có bị ai bắt nạt hay không. Để ta làm cho. Đúng lúc ấy thì Bạch Tiền bối mỉm cười nhận lấy dược cao trong tay Tống thư hàng, rồi đi tới chỗ sở sở cô nương. Audio điện tử Võ Tấn Bền thư hàng tiểu hữu à, người đã bỏ lỡ mất một cơ hội tốt để làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Đồng quái tiên sư thật thà cười nói, nếu người cầm dược cao kia dán vào ngực cô bé họ sở, mà con gái nhà người ta lại vừa hay mở mắt nhìn thấy cảnh tượng ngượng ngùng ấy thì nói không chừng, lại có thêm một đôi đạo lữ song tu ra đời ấy chứ. Tống thư hàng, gạch nối, vẻ mặt thế kia là ngươi không tin lời bản tiên sư phán à. Đồng quái tiên sư nhíu mày, bản tiên sư nói cho người biết, giữa hai đầu lông mày của ngươi có khí thức màu hồng phấn, tướng tá thế là sắp có vận đào hoa đấy. Mình có vận đào hoa há? Không đúng, đồng quái tiền bối toàn bói ngược thôi, thế nên vấn đề bây giờ là, từ trái nghĩa với vận đào hoa là gì? Đào hoa kiếp, hay là hồng nhan họa thủy? Lúc này đậu đậu ngẩng đầu lên nhìn tống thư hàng, sau đó cặp mắt chó hợp kim của nó sáng ngời lên. Gâu gâu, ấn đường đúng là có màu sắc, cơ mà là tối đen như mực. Nói nè đồng quái, rốt cuộc là ngươi mù màu nặng cỡ nào mà dò màu đen xì xì kia thành phấn hồng hả? Gâu, đậu đậu dừng một chút rồi lại nói tiếp, thư hàng, sắp tới người ra ngoài phải cẩn thận một chút, để ý lời nói và việc làm vào. Nói không chừng sẽ bị người ta chém chết luôn đấy. Tống thư hàng, gạch nối, trái ngược với vận đào hoa là ấn đường biến đen, gặp xui xẻo lớn hả? Làm sao có thể như thế được, rõ ràng bản tiên sư nhìn thấy rành rành là màu hồng phấn mà thư hàng tiểu hữu người đứng yên để ta thi pháp làm cho đào hoa trên trán người hiện hình lên coi. Nói đoạn, đồng quái tiên sư bèn bắt quyết chỉ vào trán của tống thư hàng. Ngay sau đó thì giữa trán tống thư hàng sáng lên. Và một luồng xương đen xì xì cuộn mình trên trán hắn. Đậu đậu trợn trắng mắt. Đen xì xì chứ có thấy hồng phấn nào đâu, đừng có bảo ta mù màu. Từ sau khi mở nhãn khiếu thì ta đã không còn là một con chó bị mù màu nữa rồi. Đồng quái tiên sư hồ nghi nói. Kỳ lạ, đúng là đen thật, nhưng ban nãy rõ ràng ta nhìn thấy màu hồng mà. Đậu đậu tiền bối, đồng quái tiền bối, đúng là có một điểm hồng phấn kẹp trong màu đen kia. Ở kia kia, đúng lúc này, nhóc sư con đứng một bên bỗng nói. Nó chỉ về luồng sáng trên chán tống thư hàng, nơi đó có một điểm hồng nhỏ rất dễ bị xem nhẹ. Đậu đậu chừng mắt nhìn vào chán hắn. Đúng là có kia. Thế đây là ý gì? Chẳng lẽ là đào hoa kiếp? Tống thư hàng lo lắng nói hắn đang suy xét không biết sắp tới có nên bám gót bạch tiền bối không rời, để ăn ké hào quang may mắn của tiền bối không đây. Đào hoa kiếp, đừng mơ đẹp thế, đồng quái tiên sư đáp, cái loại ấn đường đen xì lẫn một tia hồng phấn này tức là người sắp nhọ rồi, nhọ như đít nồi. Hơn nữa vận xui này còn có thể liên quan đến đàn bà con gái. Tóm lại sắp tới người liệu mà giữ khoảng cách với phái nữ đi. Tiền bối đang xem bói đấy à? Tống Thư Hàng dè giật hỏi. Nếu đây là quẻ tượng của đồng quái tiên sư thì có phải hắn nên nhìn theo hướng ngược lại không? Nếu nghĩ ngược lại thì chẳng phải là vận may à? Không, đây chỉ là ta đang giải thích theo khí sắc trên trán ngươi thôi. Hôm nay ta vui, để ta tính cho ngươi một quẻ, miễn phí. Đồng quái tiên sư nói đoạn bèn xoay người tìm kiếm gì đó trong xe đẩy tay. Cảm ơn tiền bối, Tống Thư Hàng cảm kích nói. Từ một góc độ nào đó thì có thể nói đồng quái tiên sư xem quẻ rất chuẩn, Ví dụ như khi xem quẻ ngược chẳng hạn. Đồng quái tiên sư đắc ý cười vang rồi lấy ra một chiếc mai rùa với ba đồng tiền, sau đó nhét tiền vào trong mai rùa. Mai rùa lắc lắc, ba đồng tiền vang ra, rơi xuống đất. Tống thư hàng chẳng hiểu gì về quẻ tượng, bèn nhìn đồng quái tiên sư đang dòm ba đồng tiền với vẻ thần bí vô cùng. Tiền bối là cát hay hung, hắn cẩn thận hỏi, vừa hỏi vừa mặc niệm trong lòng đại hung. Đại hung, càng hung càng tốt. Đồng Quái Tiên sư giật giật khóe miệng rồi ngẩng đầu lên, cắn răng nặn ra một nụ cười. "Cát." Sắc mặt Tống Thư Hàng đờ ra, "Là hung, tiêu rồi." Đồng Quái Tiên sư ho khan hai tiếng rồi giơ ngón cái lên, nghiêm trang nói. "Đây chính là quẻ cát, quẻ đào hoa đấy. Thư Hàng tiểu hữu, để ý các bạn nữ bên cạnh ngươi chút đi, ví như cái cô nàng họ Sở kia chẳng hạn, nếu ngươi đi dán thuốc cho cô nàng thì có khi đã có được một đạo lữ song tu rồi." Phụt đậu đậu cười văng ta hiểu rồi tiền bối tống thư hàng nghiến răng sắp tới ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiếp xúc với con gái đừng thế chứ thư hàng tiểu hữu chắc chắn là ngươi đã bị đám mất nét trong nhóm cửu châu số một tẩy não rồi nhất là cái tên bắc hà tán nhân kia kìa chẳng có câu nào tin được đâu quẻ của ta xưa nay vẫn chuẩn lắm đấy đồng quái tiên sư mạnh miệng tới cùng đúng vậy ta tin tiền bối mà tống thư hàng nở nụ cười đắng ngắt rồi lẳng lặng hạ quyết định sắp tới nhất định hắn phải bám gót bạch tiền bối một tấc cũng không rời, còn tuyệt đối không tiếp xúc với phái nữ. Ít nhất cũng phải chờ ấn đường biến đen của mình bình thường trở lại rồi mới tính tiếp. Ủa, ấn đường của tống thư hàng sư huynh đen xì thế mà vẫn gặp vận cát tường đào hoa há. Nhóc sư con không biết thuộc tính của đồng quái tiên sư. Nó nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu rồi thốt ra, lừa đảo hà. Đậu đậu vội vàng dơ chân che miệng nhóc sư con lại. Nhóc ơi là nhóc, người nói thật để làm cái gì thế? Đồng quái à, trẻ con không biết gì, người đừng chấp nó nha. Đồng quái tiên sư, gạch nối. Tự nhiên hắn thấy sống sao mà mệt thế. Rõ ràng hắn chỉ thành thật nói ra quẻ tượng mình tính được mà thôi. Giải quẻ thật lòng chẳng lẽ cũng là một sai lầm ư? Trên thế gian này lẽ nào không dung cho kẻ chính trực thật thà sao? Tống Thư Hàng gượng cười, muốn chuyển chủ đề sang việc khác. Khụ, đồng quái tiền bối tiện đường qua đây là vì có chuyện gì muốn làm phải không? Ờ, đúng là có một việc làm ta cực kỳ phiền muộn. Đồng quái tiên sư thở dài não ruột, nói thì nói là tiện đường đến đây, nhưng thực ra là ta cố tình đến tìm các ngươi đấy. Tống Thư Hàng, Đậu Đậu và cả nhóc sư con đều chẳng hiểu ra sao. Ta có một đệ tử, đồng quái tiên sư mặt đầy sầu não bắt đầu kể chuyện. Đậu Đậu dơ vuốt ngắt lời mở bài của hắn. Ta biết rồi, Clon thiết quái toán tiên của ngươi trong nhóm chính là nick của đệ tử ngươi, ta nghe nói lúc còn ở chỗ Hoàng Sơn Đại Ngốc rồi. Đừng có ngắt lời, đồng quái tiên sư nghiêm nghị nói, coi chừng ngày nào ta cũng tính quẻ cát cho ngươi đấy. Đậu đậu tức thì rụt cổ thè lưỡi ra giả vờ dễ thương. Tống thư hàng giờ khóc giờ cười, đồng quái tiền bối à, ngài uy hiếp đậu đậu như thế, nghĩa là ngài cũng biết mình chuyên tính quẻ lừa đảo đúng không? sau khi uy hiếp đậu đậu xong, đồng quái tiên sư cảm thán tiếp. Sự tình là thế này, mấy ngày trước ta đột nhiên hứng lên đi tính cho thằng danh thiết quái kia một quẻ. Sau đó thì sao, nhóc sư con quả quả cực kỳ phối hợp, hỏi ngay. À, đó là quẻ thượng thượng, đại cát đại lợi, là quẻ đẹp nhất mà ta tính được trong suốt cả đời này, đồng quái tiên sư cảm khái muôn vàn. Quẻ đẹp nhất tính được trong suốt cuộc đời, bỏ mẹ, có chuyện lớn rồi. Tống thư hàng và đậu đậu chăm miệng một lời âm thầm thốt lên. Thế xong, đệ tử thiết quái thân ái của ta sợ quá, bèn lập tức bế quan luôn. Nó nhốt mình trong phòng bế quan, chẳng dám ra khỏi cửa một bước. Đồng quái tiên sư thở dài não nề. Ủa, nếu là quẻ các đẹp nhất thì làm sao lại phải sợ chứ? Nhóc sư còn không biết thuộc tính, lừa đảo của đồng quái tiên sư, hồn nhiên hỏi. Đồng quái tiên sư giật giật khóe miệng rồi nói đầy chua chát. Đó là bởi vì từ lúc học quẻ đến bây giờ, ta chưa tính được một quẻ nào chuẩn hết. Nhóc sư con đơ ra, sau đó chắp tay nghiêm túc nói. Thí chủ, xin hãy nén bi thương. Đậu đậu nghi hoặc hỏi. Đồng quái này, người tới tìm bọn ta, là vì bọn ta có thể giúp gì à? Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ tới một khả năng, bèn hỏi. Bạch Tôn Giả, chương 332, Vũ Nhu Tử, tín hiệu bên ta không tốt, cô thả vào nhóm rồi ta tải xuống được không? Thư hàng tiểu hữu đoán không sai, ta đang nghĩ với vận khí cường đại của bạch tiền bối, có lẽ sẽ giúp thiết quái qua được một kiếp nạn này, đồng quái tiên sư dứt lời, lại cảm thán muôn vàn mà bỏ thêm một câu, chính vì đệ tử đắc ý này mà ta mới dám tới đây gặp trực tiếp bạch tiền bối đấy. Nghe giọng điệu của đồng quái tiên sư, cứ như dám đến gặp bạch tiền bối phải cần dũng khí lớn lao lắm ấy. Tống thư hàng tò mò hỏi. Đồng quái tiền bối này, người muốn mời bạch tiền bối về làm khách à? Sao giống mời bạch tiền bối về nhà nhờ chấn trạch thế nhỉ? Đồng quái tiên sư tưởng tượng ra cảnh mình mời bạch tiền bối, về nhà làm khách thì sắc mặt tái nhợt cả đi. Hắn nuốt nước miếng đánh ực một cái, nhỏ giọng hỏi bên tai tống thư hàng. Thư hàng tiểu hữu gần đây ngươi vẫn đi theo bạch tiền bối, ta muốn hỏi ngươi cái này. Mời đồng quái tiền bối cứ nói, tống thư hàng gật đầu đáp, đồng thời thầm nghĩ chắc ổng lại muốn hỏi xem bạch tiền bối khống chế mị lực của mình thế nào rồi thôi. Điểm này ở các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 hay ho đáo để. Thế ta hỏi nhé, người thấy cô nàng họ sở kia có sinh không? Đồng quái tiên sư nhỏ giọng hỏi, mà vấn đề của hắn đúng là trên trời rơi xuống, chẳng có liên quan gì cả. May mà gần đây sóng não của Tống Thư Hàng cũng được rèn luyện cho linh hoạt lên không ít rồi. Mà, sao sóng não của mình lại linh hoạt hơn nhỉ? Tống Thư Hàng lấy làm lạ lắm. Được rồi, nói chung là sóng não của Tống Thư Hàng đã tiến hóa đến mức thích nghi được với vấn đề rơi từ trên trời xuống này ngay tắp lự. Thế là hắn đáp chắc nịch. Cô nàng họ sở ấy là một cô gái rất xinh. Ta hỏi thêm câu nữa nhé, ban nãy vì sao ngươi không tự mình đi dán thuốc cho cô ấy? Đồng quái tiên sư lại thầm thì. Bởi vì bạch tôn giả, đậu đậu và nhóc sư con đều thích hợp đi dán thuốc hơn ta việc liên quan đến sự trong sạch của con gái nhà người ta, tránh được thì nên tránh chứ. Tống Thư Hàng nghĩ ngợi rồi đáp. Đồng quái tiên sư. Khụ, Thư Hàng tiểu hữu đúng là người tốt mà. Tống Thư Hàng run run khóe miêng, tiền bối, đừng có tùy tiện phát thẻ người tốt cho ta, ta sẽ trở mặt đấy. Ha ha, đồng quái tiên sư bật cười, xoa cằm, dường như đã có được câu trả lời vừa ý. Không biết lúc hắn hỏi Tống Thư Hàng hai câu kia thì đã tưởng tượng ra kết quả gì ừm, tóm lại là chưa vội lắm, ta ở đây đôi ngày đã. Việc mời bạch tiền bối đến nhà cứ để nói sau đi. Đồng quái tiên sư lẩm bẩm. Lúc này, đậu đậu lẳng lặng cho cho tống thư hàng. Thư hàng à, ta cứ cảm thấy tên đồng quái kia tự thêm cho người mấy cái thuộc tính cá nhân mất nét ấy. Tống thư hàng. Gạch nối. Nghe thấy câu nói của đậu đậu, đồng quái tiên sư NGJC ơi chuyển sang chủ đề khác. Ha ha, nói chứ, thư hàng tiểu hữu gửi giáo viên ngữ văn tới cho phủ chủ thất sinh phù đạo hữu để dạy đám người nguyên thủy kia lúc nào thế. Ta có gửi giáo viên ngữ văn đến chỗ phủ chủ thất sinh phù tiền bối đâu. Tống thư hàng ngu ra. Ơ ờ, hay, người có gửi mà. Dạo trước phủ chủ thất sinh phù đạo hữu lên nhóm cảm ơn người gửi giáo viên tới cho hắn. Hắn còn nói người đó có trình độ giảng viên đại học, mang theo một đám trợ giảng nữa cơ. Nói rồi, đồng quái tiên sư lấy ra một chiếc di động màn hình to oạch, Chiếc di động này không thuộc bất cứ nhãn hàng nào có thể nhìn thấy trên thị trường, rõ ràng là đồng quái tiên sư đặt làm riêng, hoặc cũng có thể là do chính các tu sĩ mần mò sửa đổi mà ra. Sau khi lấy điện thoại ra, đồng quái tiên sư rút một cái đằng sau nó, lôi ra một cọng anten, rồi nối mạng, chạy lên nhóm cửu châu số 1. Sau đó hắn lội lịch sử trò chuyện đưa cho Tống Thư Hàng xem. Phần đầu lịch sử trò chuyện là phủ chủ thất sinh phù A còng thư sơn áp lực đại và cảm ơn Tống Thư Hàng đã gửi giáo viên đến cho hắn. Giáo viên ngữ văn trình độ giảng viên đại học và một đám trợ giảng, cộng thêm phủ chủ thất sinh phù xác định những người này là mình gửi đến, vậy thì hình như chỉ có một khả năng thôi. Tống Thư Hàng dai dai mặt mình. Đầu tiên hắn lái máy bay tiến vào đảo thần bí, tuy trong quá trình đó ký ức có chút vấn đề, thế nhưng khi hắn bị quăng ra từ hòn đảo đó thì chính là bị ném xuống từ không trung chắc là những hành khách khác trên máy bay đã bị đưa đến hòn đảo trên Thái Bình Dương của phủ chủ thất sinh phù tiền bối rồi. Từ Đông Hải mà đưa những hành khách khác đến tận hòn đảo thần bí xa tít Thái Bình Dương cũng liều lắm. Không được, mình phải liên hệ với phủ chủ thất sinh phù tiền bối mới được. Vì dù sao thì đám bạn tốt cao mỗ mỗ, thổ ba của mình, chị em Lục Phi, cha con nhà Joseph và anh em họ ra cát đều ở trên máy bay mà. Đồng quái tiền bối, tiền bối có thể cho ta mượn điện thoại lên mạng một chút được không? Ta sẽ đăng nhập bằng nick của mình. Tống Thư Hàng hỏi thử, vì di động của hắn chỉ là điện thoại bình thường, ở trên hòn đảo khỉ ho có gái này làm gì có tín hiệu. Xem ra phải nghĩ cách kiếm một cái điện thoại giống của đồng quái tiền bối thôi. Không thành vấn đề, cứ tùy ý đi. Đồng quái tiên sư nói rồi trọt trọt màn hình, đăng xuất tài khoản cá nhân của mình trước. Tống Thư Hàng nhận lấy di động rồi chạy vào giao diện đăng nhập của nhóm chat, nhập tài khoản và mật mã của mình, login. Một lát sau, Thư Sơn áp lực đại online, hắn lên mạng được, có điều tốc độ mạng hơi gà. Thế nhưng trên cái hòn đảo con con Đông Hải này mà lên được mạng thì tốc độ gà thế nào cũng tha thứ được thôi. Vừa mới online thì phần mềm chat đã truyền đến những tiếng tích tích liên hồi. Đầu tiên là tin tức mỗi ngày được cập nhật. Ngày hôm qua 15 tháng 7, một máy bay từ nước X đi Đông Hải mất liên lạc với trung tâm điều khiển, trên máy bay có 172 hành khách và 7 thành viên tổ bay. Hiện tại các ngành hữu quan đã bắt đầu hoạt động tìm kiếm cứu nạn để tìm kiếm máy bay này. Là máy bay của bọn ta đấy." Tống thư hằng cười khổ, xem ra cả đất nước và gia đình các hành khách đều phải khổ não rồi. Lần này không biết có thể tìm được xác máy bay hay không, các hành khách thì đều bị ném đến đảo nhỏ Thái Bình Dương hết rồi. Nếu cứ tìm cái máy bay mất tích cùng với hành khách ở khu Đông Hải thì cứ xác định là cả đời cũng đừng hòng mà thấy. Tin tức máy bay mất tích mới được công bố cách đây không lâu, phải mau chóng liên lạc với ba mẹ cho họ khỏi lo lắng thôi, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn lại thấy tin nhắn của Vũ Nhu tử. Tống Thư Hàng mở ra xem thì thấy đó là một tệp đính kèm. Thế nhưng không biết là vì tín hiệu không tốt hay là Vũ Nhu tử gửi sai cách, mà tên của tệp biến thành một chuỗi dấu sao và ký hiệu loạn xạ. Tống Thư Hàng thử nhấp vào tải xuống, thế nhưng sau khi bấm xong, vừa bắt đầu tải đã thất bại ngay không thể tải được vũ nhu tử gửi sai cách thức rồi hà tống thư hàng bèn nhắn một tin qua vũ nhu tử người gửi tệp gì qua đây thế hình như bên ta tín hiệu yếu nên không nhận được đâu lúc này vũ nhu tử cũng đang online thấy tin là trả lời ngay tắp lự ô tống tiền bối âu oh nô no rồi hà ta gửi tặng ngươi một cái ai cần ta tự tay chế tác đấy nó dễ thương lắm nên làm xong một cái là ta nghĩ ngay đến việc chia sẻ cho tiền bối liền có cần ta gửi lại lần nữa không? Được, Tống Thư Hàng thầm vật đầu. Vũ Nhu Tử ở đầu bên kia nhanh chóng gửi tệp lại lần nữa. Tống Thư Hàng click nhận. Tên tệp vẫn là một chuỗi ký hiệu như trước. Sau khi nhận thì tốc độ đường truyền tự nhiên rất nhanh, thế mà đang tải một nửa thì lại bị gián đoạn. Nhận tệp thất bại. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử. Ồ, lại thất bại, sao thế nhỉ? Thư Sơn áp lực đại. Xem ra là vì tín hiệu kém quá bây giờ ta đang ở một hòn đảo hoang ở đông hải đây linh điệp đảo vũ nhu tử đông hải đảo hoang tiền bối à đừng nói người đang ở trên đảo thần bí đấy nhé thư sơn áp lực đại ha ha không phải bây giờ ta bạch tiền bối và đậu đậu đang tìm bừa một hòn đảo ở đông hải để nghỉ tạm thôi ta vừa ở đảo thần bí về nhưng mà ký ức về hòn đảo đó quả nhiên đã bị phong ấn mất rồi ta chẳng nhớ ra được gì cả ai cần khóc thét linh điệp đảo vũ nhu tử. Vỗ vỗ, tống tiền bối đừng buồn, có lẽ dược sư tiền bối có thể giải quyết vấn đề ký ức của người đấy. Tống tiền bối người phải lạc quan lên, vui vẻ lên nha. Tống thư hàng cười ha hả, tay lướt như bay gửi tin đi. Nếu có thể nhớ lại thì quá tốt, nhưng ta cứ thấy việc cởi bỏ phong ấn ký ức chẳng dễ chút nào. Sau đó hắn nhắn tiếp. Phải rồi, vũ nhu tử. Nếu ai cần của ngươi không gửi được online thì gửi qua mail cho ta đi, nếu không ngươi cứ post thẳng vào nhóm cũng được, lúc nào về ta sẽ vào nhóm tải xuống sau. Chỉ là cái ai cần thôi mà, Tống Thư Hàng đâu nghĩ ngợi gì nhiều. Linh điệp đảo Vũ Nhu Tử, gửi vào nhóm à, gửi mail cũng được, người thấy làm thế nào tiện hơn thì làm nha. Tống Thư Hàng cười cười trả lời, ừm, tuy là chắc sẽ ngưỡng lắm, nhưng mà ta cũng thấy ai cần này rất đáng yêu, gửi vào nhóm cho mọi người cùng xem càng hay. Vũ Nhu Tử gửi ai cần cười tươi giói. Tống Thư Hàng mỉm cười, tính cách Vũ Nhu Tử rất dễ thương. Cô ấy tạo ra ai cần đáng yêu còn muốn chia sẻ cho mọi người, thế thì cứ gửi lên nhóm cho mọi người tải xuống hẳn là càng tốt nhỉ. Vậy ngươi cứ gửi lên trước đi, ta về sẽ lên tải xuống. Bây giờ ta đi tìm phủ chủ thất sinh phù tiền bối có chút việc, tí nữa nói chuyện tiếp nhé. Tống Thư Hàng gửi lại một ai cần cười mỉm. Tí nói chuyện tiếp, Vũ Nhu Tử cũng gửi ai cần cười tươi. Tống Thư Hàng tắt cửa sổ chat với Vũ Nhu Tử, mở nhóm cửu châu số 1 giờ chưa phủ chủ thất sinh phù. Phủ chủ thất sinh phù tiền bối, ngài có đây không? Phủ chủ thất sinh phù đáp rất nhanh. Thư Hàng tiểu hữu cuối cùng ngươi cũng online rồi. Cảm ơn ngươi đã gửi giảng viên đại học và các giáo viên ngữ văn khác cho ta nhé. Ha ha, ta mượn điện thoại của đồng quái tiền bối để lên mạng đấy. Mặt khác, nói sao bây giờ nhỉ, mặc dù có chút hiểu lầm, nhưng xin tiền bối hãy chăm sóc cho mấy người bạn kia của ta nhé. Tống Thư Hàng nghĩ ngợi một lúc rồi gõ xuống. chương 333, me me bạch tiền bối spam đầy màn hình. Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng tiếp đón họ chu đáo. Phủ chủ thất sinh phù cười ha ha nói. Dù sao thì cái trí nguyện dạy một vạn người biết chữ chung của hắn vẫn phải nhờ nhóm người giáo sư và cao mẫu mỗ, mỗ hoàn thành. Hắn đương nhiên sẽ tiếp đãi bạn bè của Tống Thư Hàng cho thật tốt rồi vậy thì làm phiền tiền bối rồi. Tống Thư Hàng nghĩ ngợi rồi lại gửi thêm một tin nhắn nữa, ngoài ra. Thất sinh phù tiền bối, trên đảo của ngài có thiết bị liên lạc với bên ngoài không? Nếu như có thể, ngài có thể để bạn bè của ta cách một thời gian lại báo tin bình an về nhà được không? Bởi vì tin tức máy bay bị mất tích đã được công bố ra ngoài rồi, bây giờ chắc là người thân của các hành khách trên chuyến bay kia đều đang lo lắng chờ đợi tin giữ về chiếc máy bay rồi. Vì vậy, nếu như có thể, Tống Thư Hàng hy vọng có thể để các hành khách đó có cơ hội báo bình an với người nhà. Báo bình an ấy à? Phủ chủ thất sinh phù nghĩ ngợi một lát rồi trả lời cũng đúng. Họ phải ở lại đảo một thời gian, quả thật cần phải giữ liên lạc với người nhà, thỉnh thoảng báo bình an thì người nhà mới không lo lắng. Được thôi, cứ giao hết cho ta đi, ta sẽ nghĩ cách làm ra một thứ giống như điện thoại công cộng, tranh thủ để tất cả mọi người đều có cơ hội nói chuyện với người nhà. Thất sinh phù tiền bối vất vả rồi. Tống Thư Hàng gửi đi một cái ai cần mặt cười. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm tạm thời hắn chỉ có thể giúp cho đám bạn của mình được đến đây thôi. Sau khi kết thúc cuộc gọi với thất sinh phù phủ chủ, Tống Thư Hàng offline. Đồng quái tiền bối, ta có thể gọi thêm một cuộc điện thoại nữa không? Tống Thư Hàng hỏi đồng quái tiên sư. Đồng quái tiên sư cười nói, người cứ dùng tự nhiên đi. Cảm ơn tiền bối, Tống Thư Hàng vội vàng bấm số điện thoại của mẹ Tống điện thoại nhanh chóng được kết nối. Alo, xin chào, ai đấy ạ? À? Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói pha chút mỏi mệt của mẹ Tống tin tức máy bay bị mất liên tích đã được công bố. Ba Tống và mẹ Tống nhanh chóng tra được chiếc máy bay bị mất liên lạc chính là chiếc máy bay mà Tống thư hàng ngồi. Hai vợ chồng gấp đến mức quay mòng mòng, gọi vào số điện thoại của Tống thư hàng nhưng không lần nào kết nối được. Bên hãng hàng không mới triển khai hành động cứu viện không được bao lâu, hơn nữa kỳ lạ là chiếc máy bay đó cứ như đột nhiên bốc hơi vậy, không phát hiện được bất cứ mảnh vỡ nào. mẹ tống đã lo lắng đến mức khóc mấy lần rồi. alo mẹ ạ, à, con là thư hàng đây. tống thư hàng lên tiếng. tống thư hàng vừa nói xong thì phía bên kia điện thoại truyền đến âm thanh đồ vật bị rơi. tiếp theo đó là mẹ tống lớn tiếng hỏi dồn thư hàng à, thật là con sao? bây giờ con đang ở đâu? di động của con đâu? tại sao mẹ không gọi được cho con? Còn số điện thoại toàn dấu sao này là của ai đấy? Số điện thoại toàn dấu sao? Thì ra số điện thoại của đồng quái tiên sư còn có chức năng tự động mã hóa khi gọi cho người khác, số điện thoại sẽ biến thành dấu sao. Tống thư hàng an ủi, mẹ, mẹ bình tĩnh lại đã. Con không sao đâu, bây giờ con rất an toàn, không chỉ con mà tất cả mọi người trên máy bay đều bình an. Điện thoại của con không gọi được là do bây giờ không có sóng, con đang dùng điện thoại đặc biệt của bạn con để gọi điện. Hiện con đang ở cùng vài người bạn, hai ngày nữa con sẽ về. Hai ngày nữa sẽ về. Bây giờ con đang ở đâu? Sao không về ngay? Mẹ Tống lo lắng hỏi. Tống Thư Hàng tiếp tục an ủi mẹ Tống, bây giờ chắc là con vẫn đang ở trên biển Đông. Nhưng mẹ yên tâm đi, bạn con có cách đưa con rời khỏi chỗ này, mẹ đừng lo, con rất an toàn, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Sau đó, Tống Thư Hàng tiếp tục an ủi mẹ Tống hồi lâu mới làm cho bà tạm yên tâm sau khi cúp điện thoại tống thư hàng thở phào một hơi hắn trả điện thoại lại cho đồng quái tiên sư đa tạ tiền bối như vậy tạm thời người nhà sẽ không còn lo lắng cho an toàn của hắn nữa cũng may đồng quái tiền bối đến đảo này để cho hắn kịp thời gọi điện về trấn an mẹ tống và ba tống đồng quái tiên sư cầm lấy điện thoại của mình cười đáp đừng khách sáo đúng rồi tiền bối chiếc điện thoại có thể giữ được tín hiệu trên đảo hoang này là ở đâu mà có thế Tống Thư Hàng tò mò hỏi thử, nếu như có thể, hắn cũng muốn có một chiếc điện thoại như thế. Hắn cứ cảm thấy trong tương lai, hắn sẽ thường xuyên tới những nơi điện thoại bình thường không bắt được tín hiệu. Chiếc điện thoại này của ta là lấy được từ chỗ Hoàng Sơn chân quân đấy. Phần lớn những chiếc điện thoại đặc biệt của các vị đạo hữu trong nhóm dùng đều là lấy từ chỗ Hoàng Sơn chân quân cả. Đương nhiên, trong nhóm cũng có vài vị đạo hữu tự nâng cấp điện thoại của mình lên. Đồng quái tiên sư đáp, Tống Thư Hàng im lặng gật đầu. Đúng lúc bọn họ đang nói chuyện, Bạch Tôn Giả đi đến, hắn đã bôi dược cao lên miệng vết thương của Sở Sở cô nương rồi. Đồng thời, hắn cũng tình cờ nghe được việc Tống Thư Hàng muốn nâng cấp điện thoại. "Thư Hàng muốn nâng cấp điện thoại hả? Đợi sau khi trở về ta sẽ nâng cấp giúp ngươi nhé." Bạch Tôn Giả nói. Tống Thư Hàng tò mò hỏi lại, "Ồ, Bạch tiền bối cũng biết nâng cấp à?" Bạch Tôn Giả móc chiếc điện thoại đã được nâng cấp của mình ra, lắc lắc chuyện vặt thôi ấy mà ta chỉ tùy tiện mày mò một lúc là nâng cấp được rồi về phần tùy tiện mày mò một lúc rốt cuộc đã làm tốn bao nhiêu chiếc điện thoại thì cái này là bí mật tống thư hàng giơ ngón tay cái lên bạch tiền bối lợi hại quá đồng quái tiên sư cũng bật ngón tay cái theo không hổ là bạch tiền bối bạch tôn giả cất điện thoại của mình đi vẻ mặt trầm tĩnh đúng rồi bạch tiền bối sau khi bôi thuốc vết thương của sở sở cô nương kia thế nào rồi Tống Thư Hàng hỏi. Hiệu quả của dược cao rất tốt, các vết thương đều đang bắt đầu hồi phục rồi. Chắc khoảng một tháng nữa là lại chạy nhảy được thôi. Chỉ có điều cô ấy không có cơ hội tham gia đoạn tiên đài, gì đó được rồi. Bạch Tôn giả đáp. Chúng ta cũng đã cố hết sức rồi. Việc về đoạn tiên đài, chúng ta cũng không thể làm gì hơn. Tống Thư Hàng thở dài một tiếng rồi hỏi, vậy Bạch Tiền Bối, bây giờ chúng ta có cần đến chỗ thất sinh phù tiền bối hay không? Không vội, giờ chúng ta phải đợi vài vị khách cái đã. Bạch tôn giả cười mỉm đáp lời. Đám người lang nhất, như nhị của tam thập tam thú thần tông hiện đang gấp rút tiến về phía hòn đảo hoang này. Bạch tôn giả muốn đón tiếp bọn chúng cho ra trò, tiện thể xem thử có thể lấy quyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, hoàn chính từ trên người chúng không. Hắn rất có hứng thú với môn công pháp này. Một nơi khác, bên trong thế gia họ sở. Vũ Nhu Tử ngồi trên thảm cỏ, ngón tay chuyển động nhanh thoăn thoát trên laptop thế gia họ sở giờ đã bất chấp mọi giá rồi. Đệ tử của họ muốn đấu một trận trên, đoạn tiên đài, với hư kiếm phái, giải quyết tất cả ân oán. Hiện cả hai bên đều đã chuẩn bị cho, đoạn tiên đài, sắp tới. Tình hình như thể sắp có rông bão kéo tới. Tuy rằng Vũ Nhu Tử có lòng muốn giúp đỡ nhưng cô ấy không phải là người của thế gia họ sở, không thể tham gia, đoạn tiên đài, giúp thế gia họ sở một tay được. Phiền quá đi, nếu bây giờ tống tiền bối có thể tới thì tốt rồi, cái ghim cải biến hình của mình vẫn đang ở chỗ hắn. Nếu như có cây ghim cải áo đó, nói không chừng mình có thể lên thi đấu thay sở xuân huỳnh tỷ tỷ. Vũ nhu tử lầm bẩm nếu như cô mà lên thi đấu thì ngoại trừ lão tổ của hư kiếm phái ra, thì những đệ tử khác không có một ai là đối thủ của Vũ nhu tử hết. Trong khi nói chuyện, cô ấy dùng sức gõ vào phím Enter. Xong rồi, tải lên thành công rồi, Vũ nhu tử nở một nụ vừa hài lòng. Trong nhóm cửu châu số 1, đám người bắc hà tán nhân cuồng đao tam lãng tạo hóa pháp phương đang chuyện trò với nhau thì đột nhiên nhìn thấy một thông báo hiện ra trong nhóm linh điệp đảo vũ nhu tử đã tài tệp tin mìm của bạch tiền bối lên nhóm thành công mìm bạch tiền bối đây là thứ gì vậy có liên quan gì với bạch tôn giả sao bắc hà tán nhân là người đầu tiên hồi âm đồng thời nhấn mở không gian nhóm ra chỉ thấy trong không gian nhóm có thêm một tập tin mới. Tên của nó là Mim Bạch Tiền Bối, số lượt tải là 12. Má, nhanh tới vậy á? Mình vừa mới click vào mà đã có 12 vị đạo hữu tải tệp tin rồi sao? Bác Hà tán nhân thầm than một tiếng, những tu sĩ có tu vi cao thì khả năng phản ứng cũng đặc biệt nhanh. Hiển nhiên, 12 người này chính là những người có tu vi mạnh hơn Bắc Hà tán nhân ở trong nhóm. Từ số lượt tải tệp tin có thể thấy, trong nhóm có rất nhiều vị tiền bối đang thầm quan sát vừa thấy có gì thú vị là sẽ ra tay ngay. Bác Hà Tán nhân yên lặng click tải file đã chọn, tăng thêm số lần tải xuống cho tệp tin mà Vũ Nhu Tử gửi lên. Giải nén tệp tin, rồi thông qua phần mềm chat để vào gói mim. Sau đó, bác Hà Tán nhân click vào gói me me để xem. Ngay sau đó, bác Hà Tán nhân cảm thấy cả người không thoải mái. Ôi má 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 ơi! Bác Hà Tán Nhân nhìn số mim mới có thêm trong phần mềm chat của mình. Bạch tôn giả buộc tóc hai chùm, hai tay chỉ vào má. Trên ảnh còn kèm theo một dòng chữ sáng lấp lánh, hôm nay ta thật đáng yêu. Một bím tóc của bạch tôn giả được buộc trên đỉnh đầu, bím kia thì được buộc sau tai, miệng cười mỉm, kèm thêm dòng chữ lấp lánh, đáng yêu. Sau đó là hình ảnh bạch tôn giả chỉ buộc một bím tóc đuôi ngựa, bị bắt làm tư thế chắp hai tay lại, cầu nguyện. Còn có ảnh bạch tôn giả với quả đầu bánh bao, trên mặt được photoshop thêm hai dạng mây hồng, xấu hổ còn có rất nhiều rất nhiều nữa, có bạch tiền bối buồn bã, bạch tiền bối đổ mồ hôi lạnh, bạch tiền bối khinh bỉ, bạch tiền bối chúc phúc, bạch tiền bối phẫn nộ. Vân vân và mây mây, nguyên một hệ liệt hoàn chỉnh gần 60 ảnh khác nhau. Sau khi xem xong, Bắc Hà tán nhân cảm thấy, cả người đều bị thanh lọc triệt để. Đây chính là thanh tẩy linh hồn đúng không? Bắc Hà tán nhân quay lại cửa sổ chat của nhóm Cửu Châu số 1, dùng sức gõ liền một dòng chữ, Vũ Nhu tử cô nương làm tốt lắm. Hắn vừa mở ra thì lập tức gửi lên một câu. Trong nhóm đã có rất nhiều người trồi lên bình luận liên tiếp. Cuồng đao tam lãng, vũ nhu tử cô nương làm tốt lắm cộng 1. Tạo hóa pháp vương vũ nhu tử cô nương làm tốt lắm cộng 2. Chốc lát sau, lệ chi tiên tử cũng xuất hiện, hôm nay ta cũng thật đáng yêu, mìm bạch tiền bối đáng yêu. Lệ chi tiên tử điên cuồng dùng cái mìm, bạch tiền bối đáng yêu, bình luận liên tiếp, một hơi liền mấy chục cái. Lệ chi tiên tử, thích nhất là tấm này, ta quyết rồi, ta phải thay hình đại diện, thay thành hình mim bạch tiền bối đáng yêu có hai bím tóc. Mấy người không ai được dành cái ảnh đại diện này với ta đấy. Nói là làm, chỉ trong chốc lát, ảnh đại diện của lệ chi tiên tử liền đổi thành ảnh bạch tiền bối buộc hai bím tóc, hai ngón tay nghịch ngợm chỉ vào má. Lệ chi tiên tử là người mở đầu. Những đạo hữu khác trong nhóm cũng lập tức hành động. Ta chọn cái mim, bạch tiền bối, buộc tóc đuôi ngựa cầu nguyện rồi nhé, đừng có tranh với ta, ta đi đổi hình đại diện đây. Nhãn, bạch tiền bối phẫn nộ, tuyệt quá đi, ta muốn bức hình đại diện này. Bức này cũng tuyệt, bức này là của ta nhé. Trong nháy mắt, toàn bộ hơn 30 thành viên thường xuyên online trong nhóm đều đổi thành hình đại diện bạch tiền bối với đủ kiểu dáng tư thế. Phóng mắt nhìn lại, cảm giác cả nhóm cửu châu số một như đột nhiên biến thành, già ních phụ của bạch tôn giả, vậy. Nguyên bạch tiền bối trở thành một trào lưu ở nhóm cửu châu số 1. Sau khi đổi ảnh đại diện, mọi người trong nhóm bắt đầu đấu me me. Cuồng đao tam lãng, lệ chi tiên tử, hôm nay cô cũng rất đáng yêu. Đính kèm me me bạch tiền bối đáng yêu. Lệ chi tiên tử, me me bạch tiền bối xấu hổ. Tuyết lang động chủ, tam lãng đạo hiếu, me me bạch tiền bối khinh bỉ. Cuồng đao tam lãng, me me bạch tiền bối buồn bã đến cả thông huyền đại sư cũng lặng lẽ gửi một me me bạch tiền bối đổ mồ hôi lạnh bác hà tán nhân yên lặng nhìn các đạo hữu trong nhóm điên cuồng gửi me me bạch tiền bối thầm xoa mồ hôi lạnh hắn bỗng có một ảo giác dường như hắn nhìn thấy cả đám đạo hữu đều đang nhảy múa trên mũi đao rực rửa mấy người đều đang tự tìm đường chết đấy à có điều có cái gọi là luật không phạt quần chúng nếu như cả đám đều đang tự tìm đường chết có lẽ sẽ không chết đâu nhỉ nghĩ ngợi một hồi Bắc Hà Tán Nhân lặng lẽ đổi ảnh đại diện của mình thành bạch tiền bối khinh bỉ, hắn cảm giác biểu cảm của cái me me này tuyệt cú mèo. Sau khi thay ảnh đại diện, về sau lúc chat với đồng quái tiên sư chính là không ngừng khinh bỉ đồng quái tiên sư. Trong lòng cảm thấy thoải mái hết sức luôn. Chỉ trong thời gian Bắc Hà Tán Nhân thay ảnh đại diện, thì nhóm cửu châu số 1 đã có đến 999 tin nhắn. Không hổ là tu sĩ, tốc độ gõ phím nhanh thật đấy. Bắc Hà Tán Nhân thầm nhủ, đúng lúc bắc hà tán nhân đang cảm khái thì hoàng sơn chân quân xuất hiện sau khi xuất hiện trước tiên hoàng sơn chân quân gửi một me me cười xấu xa sau đó hắn phóng to cái me me bạch tiền bối đáng yêu rồi gửi lên ta rất tò mò hai cái tay trong bức ảnh này là tay của ai đây a à, còng linh điệp đảo vũ nhu tử những bức ảnh này đều là do vũ nhu tử chụp đấy à hoàng sơn chân quân cười hỏi lúc này mọi người mới phát hiện bên rìa bức ảnh bạch tôn giả buộc tóc đuôi ngựa, hai ngón trỏ chỉ vào mặt, có một đôi tay đang thu về. Nếu như không nhìn kỹ, quả thật không dễ gì phát hiện ra. Hoàng Sơn chân Quân đúng là có hỏa nhãn kim tinh mà. Vũ Nhu Tử vẫn luôn âm thầm theo dõi tin nhắn. Cô quả thật không ngờ, me me bạch tiền bối, mà cô gửi lên lại được mọi người yêu thích như thế. Me me mới gửi lên được mấy phút mà cả nhóm cửu châu số một rều tràn ngập me me bạch tiền bối rồi sau khi thấy chủ nhóm hoàng sơn chân quân tắc mình vũ nhu tử ngại ngùng trồi lên phần lớn đều do ta chụp hoàng sơn chân quân gửi một cái ai cần giơ ngón cái lên giỏi thật không chỉ vì hành vi mà còn vì lá gan của vũ nhu tử nữa hai cái tay này là của ai chẳng lẽ là người đã làm dáng cho bạch tiền bối à hoàng sơn chân quân hiếu kỳ hỏi rốt cuộc là vị đạo hữu nào lại gan to bằng trời dám động thủ trên đầu thái tuế như thế dám làm đủ mọi kiểu tóc tạo đủ kiểu dáng tư thế xấu hổ nhường này cho bạch tiền bối. Quả thực là hành vi tìm chết đây mà, nếu như ở trong phim truyền hình nhân vật này tuyệt đối không sống quá ba tập. Đó là tay của tống tiền bối, linh điệp đảo vũ nhu tử ngại ngùng trả lời. Quả nhiên, là tiểu hữu tống thư hàng à. Hà, mươi 334, thông nương, đầu của cô đâu? Nếu như là tống thư hàng tiểu hữu thì có lẽ hắn có thể đấu tranh sống lâu hơn mấy tập trăng. Hoàng Sơn chân quân xoa xoa cằm, thầm nói. Dù sao thì thư hàng tiểu hữu có chút khác biệt với vị đạo hữu chịu trách nhiệm nghênh tiếp bạch tôn giả trước kia. Khư, tên tiểu tử đó, ta cực nhiều nhất hắn chỉ sống được hai tập. Ở bên cạnh Hoàng Sơn chân quân, một người lưng mọc sáu cánh, dung mạo đẹp như thiên sứ, toàn thân bao phủ, thánh quang, nhếch miệng, nói với vẻ khinh thường. Người này, chính là vị bạch hạc chân quân đã lăn lộn rất tốt ở phương Tây kia. Bạch Hạc chân Quân có huyết mạch thần thú truyền lại từ thời thượng cổ. Bộ tộc của họ từ khi nở ra từ trong trứng thì đã không phân giới tính, không phân âm dương. Chỉ khi nào bọn họ tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình, đồng thời lập ra khế ước giống như hôn nhân cùng người mình yêu xong thì mới căn cứ vào giới tính của người yêu mà biến thành giới tính phù hợp. Nếu như người yêu là nam thì bọn họ sẽ biến thành nữ. Nếu như người yêu là nữ, vậy thì bọn họ sẽ biến thành đàn ông đây quả thật là một chủng tộc tự do yêu đương, vượt qua giới tính và giống loài để yêu nhau nói thật. Huyết mạch thần thú của bọn họ có thể truyền lại đến tận giờ này, quả thật đúng là không dễ dàng gì. Giải thích một chút, tuy rằng Bạch Hạc Trân Quân đã tìm thấy đối tượng trong lòng, nhưng vẫn chưa lập ra khế ước hôn nhân đặc biệt kia với người mà hắn ngưỡng mộ, nên hiện tại hắn vẫn đang trong trạng thái không phân giới tính. Hoàng Sơn Trân Quân cười ha ha, không phản bác Bạch Hạc Trân Quân. Bạch Hạc Trân Quân đang lướt xem chiếc máy tính cứng nhắc của mình, bên trên hiển thị khung chat của nhóm Cửu Châu số 1. Hắn từ phương Tây ngàn dặm xa xôi về đến đây, sau khi nghe nói Bạch Tôn Giả đã gia nhập nhóm Cửu Châu số 1, hắn cũng mặt dày đòi Hoàng Sơn Trân Quân thêm hắn vào nhóm. ID của Bạch Hạc Trân Quân ở trong nhóm là ta là con Bạch Hạc nhỏ nơi chân trời, hình như cái ID này có sự tích gì đó. Lúc này, hắn đang cẩn thận lưu hết mớ mìm Bạch Tiền Bối về trong máy tính của mình sau đó dùng phần mềm cắt từng bức hình ra, lưu vào trong một thư mục riêng. Sau đó, Bạch Hạc chân Quân lộ ra vẻ mặt hài lòng, xem đi xem lại gần 60 bức ảnh chụp của Bạch Tôn giả trong thư mục. Mỗi lần xem một bức ảnh, hắn đều lộ ra vẻ hạnh phúc. Tuyệt quá đi, đây đùng là thiên đường mà, Bạch Hạc chân Quân thầm nói. Lúc Hoàng Sơn chân Quân nhìn thấy cảnh này, gai óc gì đều nổi lên kín hết cả tay nhiều lúc thấy phen não tàn thật đáng sợ vì ngươi sẽ không biết liệu fan não tàn có phóng to ảnh của ngươi rồi treo trong phòng, mỗi ngày nhìn ảnh của ngươi rồi xs hay không. khổ khủ, bạch hạc, lần này ngươi lặn lội ngàn dặm xa xôi đến chỗ của ta chính là vì muốn được vào vào nhóm thôi à. Hoàng Sơn Trân Quân hỏi, nếu như thật sự muốn vào nhóm thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đường dài hoặc dùng thiên lý truyền âm là được mà. Đương nhiên không chỉ đơn giản là vào nhóm không thôi rồi. Bạch Hạc chân Quân mang vẻ mặt đầy nghiêm trang, nói, lần này ta đến, chủ yếu là muốn thông báo kết quả xử lý việc lần trước cho Bạch Tiền bối biết. Việc lần trước á? À, à, là chuyện của giáo viên dạy lái máy bay tên Lý Tây Hoa đúng không? Lẽ nào chuyện này có gì xảy ra sao? Hoàng Sơn chân quân nhớ lại giáo viên dạy bay đó. Không chỉ là chuyện của giáo viên Lý Tây Hoa kia thôi đâu, mà còn có chuyện của trạm vũ trụ nữa. Không có biến hóa gì lớn, căn bản là ta đã xử lý ổn thỏa hết cả rồi. Bạch Hạc Trân Quân nói với vẻ mặt đầy cảm khái, chuyện của giáo viên Lý Tây Hoa kia thì dễ giải quyết. Tuy đã lên TV rồi nhưng chỉ cần phi hành ra Anthony quay về thuận lợi, ta có thể thông qua chính phủ và các phương tiện truyền thông, từ từ xóa nhỏ ảnh hưởng của sự việc giáo viên Lý Tây Hoa, khiến người dân phương Tây tin rằng sự xuất hiện của thầy Lý Tây Hoa chỉ là một lần hợp tác giữa chúng ta và Hoa Hạ thôi. Nói đi cũng phải nói lại, sau khi bị người phái người đưa trở về, giáo viên Lý Tây Hoa kia thế nào rồi? hoàng sơn chân quân nhún nhún vai gần đây ta đang chuẩn bị thăng cấp không có thời gian đến thăm cái vị giáo viên lý tây hoa này theo tin tức mà chu ly gửi về thì bạch tôn giả đã tiến hành tẩy trí nhớ cho lý tây hoa rồi đưa hắn đến trường dạy bay rồi sau đó ta cũng cử người đến quan sát hắn cố gắng để đưa giáo viên lý tây hoa trở lại cuộc sống của người bình thường chắc hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn đâu người mà hắn cử đi chăm sóc lý tây hoa là một người giỏi xử lý mấy chuyện rắc rối có bản lĩnh ngang hàng với Chu Ly. Mỗi lần trong nhóm có đạo hữu mới xuất quan gây ra rắc rối gì, thì đều là vị cấp dưới ra mặt giải quyết ví dụ cách đây không lâu có một vị đạo hiếu, lúc vừa mới xuất quan một hơi phá hủy tận mười mấy con yêu thú có tên là xe hơi. Chính vị cấp dưới này đã xử lý chuyện đó một cách hoàn mỹ. Vậy thì tốt rồi, trong thời gian ngắn, số lần bị xóa trí nhớ của giáo viên Lý Tây Hoa này quá nhiều, nói không chừng sẽ tạo thành ảnh hưởng đến não bộ của hắn cũng không biết là phúc hay họa nữa đây, chỉ đành phải chờ xem tạo hóa của hắn mà thôi. Còn nữa, trong thời gian gần đây ta đang xử lý chuyện lỗ hổng lớn ở trên trạm vũ trụ, khó khăn lắm mới lấp được cái lỗ hổng đó đấy. Hai chuyện này ta đều giải quyết một cách hoàn mỹ, nên ta chuẩn bị đi báo cáo với Bạch Tiền Bối một chút. Bạch Hạc chân Quân nắm chặt tay nói. Hắn cứ đề cập đến việc đi báo cáo với Bạch Tiền Bối hết lần này đến lần khác, nhìn có vẻ như đang tự cổ vũ bản thân mình hơn thì phải. Hoàng Sơn chân quân thầm liếc mắt khinh thường rốt cuộc hắn cũng hiểu ra. Bạch Hạc muốn tìm cớ để tiếp cận Bạch Tôn Giả, nhưng trong lòng hắn thì lại không dám đến gần Bạch Tôn Giả, vì vậy vẫn đang do dự, dối rắm đây mà. Phải đuổi cái tên này đi thôi, nếu không thì hắn nghĩ ấy định sẽ ở lại trong phủ của mình rồi gây thêm rắc rối cho mình. Đi đi, chính vì vậy, Hoàng Sơn chân quân nghiêm túc nói với Bạch Hạc chân quân, chỉ là đi báo cáo vài việc thôi mà, cố lên, người nhất định có thể làm tốt chuyện này thôi. Bạch Hạc Trân Quân hoan hỉ nhìn Hoàng Sơn Trân Quân, người cũng nghĩ thế sao? đương nhiên, việc này ngươi xử lý rất tốt, nói không chừng sẽ còn được Bạch Tôn giả khen ngợi nữa đấy. Hoàng Sơn Trân Quân dùng sức vỗ mạnh lên vai của Bạch Hạc Trân Quân cái tên quái đản. Quả nhiên, vẫn nên đưa hắn đến chỗ Bạch Tôn giả thì hơn. Nếu không tên này mà ở lại phủ của hắn thì sẽ khiến hắn khó chịu lắm, thế thì làm sao hắn có thể an tâm thăng cấp được đây chứ? Vậy vậy ta đi tìm bạch tiền bối đây bạch hạc chân quân kích động tới mức ngay cả cánh cũng run run hoàng sơn chân quân lại dùng sức vỗ vào bả vai của bạch hạc chân quân đi đi người nhất định sẽ thành công vì vậy bạch hạc chân quân thu lại chiếc máy tính của mình vỗ cánh vui vẻ bay ra từ phủ của hoàng sơn chân quân hoàng sơn chân quân thầm thở phào một hơi bên kia trên một hòn đảo nhỏ ở biển đông bạch tôn giả vẫn chưa lên phần mềm chat bây giờ hắn đang bày một số trận pháp dạng bẫy dập ở xung quanh hòn đảo này số trận pháp này chủ yếu là dùng để đề phòng dung trong lúc kẻ địch muốn chạy trốn dù sao thì mục tiêu của bọn họ chính là đệ tử của tam thập tam thú thần tông thuyền vỡ vẫn còn ba cân đinh nói không chừng những tên đệ tử của tam thập tam thú thần tông này vẫn còn mấy thứ pháp khí hay bảo phù linh tinh gì đó dùng để chạy trốn thì sao bạch tôn giả muốn một lướt bắt hết mấy tên sắp đến đây không muốn để bỏ sót tên nào ở trên đảo đồng quái tiên sư đang dùng đá lập một đạo đàn, trông có vẻ thần thần bí bí. Tống Thư Hàng cũng không hiểu hắn muốn làm gì. Vì vậy, Tống Thư Hàng nhàm chán bèn đưa đậu đậu và tiểu hòa thượng đi xem sở sở cô nương. Sau khi thoa thuốc mỡ, sở sở cô nương lại chìm vào giấc ngủ sâu. Sắc mặt của cô ấy đã tốt hơn rất nhiều, không giống còn thi thoảng lại lộ ra vẻ mặt đau đớn như lúc trước nữa. Xem ra hiệu quả của dược cao dược sư chế tạo ra đúng là cực kỳ tuyệt vời và hiệu nghiệp. Nếu như Sở Sở cô nương đang ngủ thì Tống Thư Hàng cũng không quấy rầy nữa mà làm gì. Đi thôi, đậu đậu, tiểu của của, chúng ta thử đi xây một cái phòng thử xem sao, xem tình hình này, có lẽ tối nay chúng ta sẽ phải ở lại trên hòn đảo này cũng nên." Tống Thư Hàng nói. Bạch Tôn giả nhất định phải lấy được bí pháp của Tam thập tam thú thần tông, mà không biết đám người lang nhất kia lúc nào mới tới. Nói không chừng sáng mai đối phương mới chạy tới thì sao? Tóm lại, đi dựng tạm một chỗ có thể nghỉ ngơi thôi hắn không muốn qua đêm trong cảnh lấy đất làm giường lấy trời làm màng đâu tiểu hòa thượng của của hỏi thư hàng sư huynh người biết xây phòng ở à không biết tống thư hàng nhún nhún vai kinh ba đậu đậu cười lạnh người đúng là vô dụng xem ta đây năm phút sau kinh ba đậu đậu đã thành công dựng xong một cái ổ chó rất tinh xảo sau đó nó thu nhỏ cơ thể lại thoải mái chui vào trong ổ chó nhìn thấy không, đây chính là tuyệt kỹ nhất định phải học được khi ra khỏi nhà xây ổ. Như thế cũng tiện che mưa chắn gió, không sợ gió thổi nắng chiếu. Thế nào, các người có muốn chui thử vào không, tuy rằng nó hơi nhỏ một chút, nhưng bên trong đã trải cỏ khô, thoải mái lắm đấy. Đậu đậu thu lưu lại trong ổ chó, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tống thư hàng. Đậu đậu, người đi ra ngoài đi, ta đảm bảo không đánh chết người đâu. Lúc này, đồng quái tiên sư kéo xe đẩy, từ xa đi đến. Xem bộ dạng hắn thế kia, lẽ nào đạo đài đã dựng xong rồi sao? Sau khi lại gần, đồng quái tiên sư lên tiếng hỏi, thư hàng tiểu hữu người đang làm gì thế? Tống thư hàng giải thích, chúng ta đang nghĩ xem có cần phải dựng một nơi để ở không, nói không chừng đêm nay chúng ta phải qua đêm ở trên đảo đấy. Đồng quái tiên sư xoa cằm, hóa ra là thế, nếu như muốn chỗ ở thì chắc là ta có thể cho các ngươi vài thứ tốt đấy. Nói xong, Hắn xoay người lại, đào bới trên xe đẩy của mình. Tiên sư nhanh chóng lấy vài cái lều vải ra, nào, ghép lại dùng chung đi. Cái lều vải này lớn lên, bên trong còn có đệm hơi, đủ để qua đêm một cách thoải mái. Tiên bối, người đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tuyệt quá, ta rất thích. Tống thư hàng bật ngón cái lên khen mà cái thói quen bật ngón cái lên của hắn là từ đâu ra thế nhỉ? Trước đây hắn hoàn toàn không có cái thói quen này này mà chẳng lẽ là học được từ trên hòn đảo thần bí kia à? Còn nữa, bộ dạng này của đồng quái tiên sư, cách ăn mặc, lại thêm chiếc xe đẩy này nữa. Cứ cảm thấy bộ dạng bây giờ trông không giống một tên xem bói chút nào, mà giống với mấy ông bán hàng rong trên lề đường hơn người. Dưới sự giúp đỡ của đồng quái tiên sư, Tống Thư Hàng và Tiểu Hòa Thượng nhanh chóng dựng được bốn cái lều lớn. Về phần đậu đậu, ừ, nó có ổ chó rồi nếu thật không được thì nó có thể ở cùng một lều với tiểu hòa thượng. Dựng xong lều, Tống Thư Hàng tiện miệng hỏi, Bạch Tiền Bối vẫn đang bố trí trận pháp à? Đã bố trí xong từ lâu lắm rồi, bây giờ hình như Bạch Tiền Bối đang nghỉ ngơi, đợi đối phương tự mò đến cửa. Các ngươi cũng nghỉ ngơi một lát đi, ta đi xung quanh đảo nhìn xem có thể kiếm được cái gì bỏ bụng hay không. Đồng quái tiên sư cười nói, làm phiền tiền bối rồi, Tống Thư Hàng sờ cái bụng, đúng lúc có hơi đói rồi tuy rằng lần này ra ngoài đã nhớ đem theo ít cốc đan nhưng khi đói mà được ăn cái gì đó thì vẫn hơn là cái cảm giác chỉ được no xuông mà thôi. Đồng quái tiên sư lên hòn đảo này chẳng khác gì mang đến sự ấm áp của quê nhà. Đồng quái tiên sư đi kiếm đồ ăn, tiểu hòa thượng và đậu đậu thì ngồi ở một bên chơi đùa. Tống thư hàng chui vào lều của mình, đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện sau khi hắn đi ra từ hòn đảo thần bí kia thì mất đi ký ức. Vậy thì thông nương sống ở trên ngộ đạo thạch thì sao đây? Hiện giờ thông nương đang ở hình dạng một gốc hành nho nhỏ, liệu cô ấy có giữ được ký ức của mình hay không? Sau khi nghĩ đến khả năng này, hắn lập tức lấy ngộ đạo thạch ra. Thông nương, cô có còn giữ ký ức ở trên hòn đảo thần bí không? Này, thông nương, thông nương, cô bị hái mất rồi à? Lúc lấy ngộ đạo thạch ra, Tống Thư Hàng phát hiện một đoạn lá non mà vất vả lắm thông nương mới mọc ra được đã bị người ta ngắt mất đầu rồi. Bây giờ, cô ấy chỉ còn nửa đoạn trồi non, trông cực kỳ đáng thương. Gốc hành tinh trên ngộ đạo thạch lắc lư nửa cộng hành còn sót lại của mình, trông bộ dạng như mới tỉnh lại từ giấc ngủ say. Hồi lâu sau, cô ta mới rên một tiếng cực kỳ đau đớn, đau quá. Ồ, thông nương cô có thể nói chuyện rồi à? Nói đi, cô bị làm sao thế, là ai ngắt mất đầu hành của cô hả? Còn nữa, ký ức ở trên hòn đảo thần bí thì sao? Cô còn hỡi ký ức trên đảo thần bí kia không? Tống Thư Hàng hỏi dồn dập Hòn đảo thần bí, thân thể của thông nương lắc lư, sau đó nghi hoặc hỏi, đó là nơi nào? Ở đấy có thứ gì ngon không? Tống Thư Hàng, quả nhiên, không nên ôm ảo tưởng gì với cộng hành ngốc nghếch này, cộng hành ngốc nghếch này từ đầu đến chân đều không đáng tin chút nào hết. Còn phần lá hành non của cô ấy, chắc không phải bị người ta cắt xuống làm thức ăn rồi đấy chứ. Nửa thân trồi non của thông nương lắc lư hồi lâu, Dường như đột nhiên mới phản ứng lại, đau quá, đầu hành của ta đâu rồi? Đáng ghét, Tống Thư Hàng, có phải ngươi ngắt đầu hành của ta ăn rồi không? Tống Thư Hàng, hắn rất muốn biết, thần kinh phản xạ của thông nương này bị cái gì, sao mà kéo dài tới như thế cơ chứ? Hắn hoài nghi có khi nào mình ngồi kể chuyện cười cho thông nương nghe, phải nửa tiếng sau cô ta mới phản ứng lại luôn không nữa. Đầu hành chắc không phải ta ăn đâu, lúc nãy ta cũng hỏi cô là đầu hành của cô đâu rồi mà. Tống Thư Hàng bất đắc dĩ nói hắn không dám chắc lắm, vì ký ức khi ở trên hòn đảo thần bí của hắn đã bị mất rồi, nói không chừng lúc ở trên hòn đảo thần bí chính hắn đã hái đầu hành để ăn cũng nên. Bởi vì, khẩu khiếu của hắn tự nhiên mở ra, rõ ràng trước khi lên hòn đảo thần bí kia, hắn chỉ mới vừa mở có nhĩ khiếu mà thôi. Nếu như không có kỳ ngộ gì thì dù có đủ khí huyết đan cầm cực, cũng phải mất một năm rưỡi nữa hắn mới mở được khẩu khiếu. Phải biết rằng, tâm khiếu đơn giản nhất cũng phải mất 100 ngày chúc cơ đây. Thông nương lắc lư thân mình, nghi hoặc nói, thế thì lạ quá, tại sao ta không nhớ được gì hết thế này. Xem ra, cộng hành ngốc này cũng mất ký ức rồi. Tống thư hàng thở dài, bỏ thông nương vào túi. Lúc cất thông nương đi, đột nhiên tay hắn sờ thấy trong túi áo dường như có một túi giấy. Sau đó, tống thư hàng móc túi giấy nhỏ ra, nhìn qua thì có vẻ giống túi để đựng thuốc trong bệnh viện chắc là lấy được từ trên hòn đảo thần bí kia, bởi vì hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì với cái túi giấy này. Vì thế, hắn tò mò mở ra xem. Trong túi giấy không có gì cả, chỉ có một cọng hành tươi non xanh mơn mờn. Tống Thư Hàng, chắc không phải là do mình ngắt đi lúc ở trên hòn đảo thần bí kia thật đấy chứ. chương 335, tiện tay thả cho Thư Hàng tiểu hữu một icon bi thương. Nếu đúng là mình ngắt búp hành thật, Vậy ngắt xong không dùng mà gói vào để trong túi làm gì? Chẳng lẽ lúc ở trên đảo mình bất cần vặt đầu của thông nương, sau đó định bụng lúc nào ra khỏi đảo thì dính lại cho cô ta à? Đầu ơi là đầu, búp ơi là búp, thông nương trên ngộ đạo thạch trong túi hắn kêu ầm lên, tống thư hàng chết tiệt, quả nhiên là người vặt búp của ta. Đừng ăn vả, kêu gì mà kêu, ta làm gì có ký ức lúc ở trên đảo thần bí đâu? Tống thư hàng nhìn kỹ đoạn búp hành rồi hỏi, thông nương, nếu dán lại búp cho cô thì cô có khôi phục như cũ được không? Dán thế nào được mà dán? Dán bằng cái gì hả? Hồ dán à, bây giờ ta vặt đầu ngươi xuống rồi dán lại cho ngươi thử xem sao nhé. Thông nương tức điên cả người, vất vả lắm cô mới mọc ra được một cái búp xinh xinh, khó khăn biết bao nhiêu, thế mà lại bị vặt mất tiêu. Đau lắm biết không hả? Tống thư hàng mà không giải thích đàng hoàng thì đừng hòng mà cô tha cho hắn. Cũng đúng ha? tống thư hàng gói lại đoạn búp hành rồi nhét nó vào thỏ tử xúc tiểu bao dù sao cũng không dán lại được thôi thì cứ cất giữ trước đã phạt cũng đã phạt rồi bỏ đi thì tiếc lắm chỉ bằng giữ lại biết đâu sau này còn có chỗ dùng ví dụ như khi hắn trùng kích dược long môn mà muốn nhanh chóng tích lũy khí huyết chi lực trong cơ thể chẳng hạn điều chế búp hành này một chút rồi dùng chắc chắn là hiệu quả không đùa được đâu cất kỹ đoạn búp hành rồi tống thư hàng nói với thông nương nếu đúng là ta vặt mất búp hành của ngươi thật, thì sau này ta nhất định sẽ nghĩ cách bồi thường cho ngươi. Ngươi bồi thường ta kiểu gì? Thông nương chỉ còn lại có nửa nhánh hơi phồng lên biểu thị cô nàng đang phùng mang trợn má. Chưa nghĩ ra bồi thường thế nào, để xem sau này có cơ hội nào không. Chứ bây giờ nhìn bộ dạng ngươi thế này, ta có muốn bồi thường cũng chẳng nghĩ ra cách nào hết. Hay là ta đi kiếm cho ngươi cái búp khác về làm bạn nhé?" Tống thư hàng đáp, chẳng có tí thành ý nào. Thông nương oán hận trả lời, thế nhưng thân mình đang phồng lên lại xìu xuống. Cây hành ngốc này dễ dỗ thật đó nha. Yên tâm đi, Tống Thư Hàng ta xưa nay nói lời luôn giữ lời, đã nói là bồi thường cho ngươi thì nhất định là sẽ nghĩ cách mà. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Hình như thông nương tu luyện công pháp Phật môn, thế nhưng công pháp này cũng chẳng tương xứng với cô nàng lắm. Cô nàng tu luyện hơn 300 năm mà còn chưa đột phá được cảnh giới nhất phẩm nữa kia hay là lúc nào mình đổi bộ công pháp khác cho thông nương xem thử, đổi sang đạo gia hay nho môn đều được. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng âm thầm ghi nhớ lựa chọn này. Sau đó hắn lấy ngộ đạo thạch ra, bắt đầu đả tọa minh tưởng, tu luyện tinh thần lực của mình. Không biết qua bao lâu, khi Tống Thư Hàng chấm dứt minh tưởng thì đồng quái tiên sư tiền bối đã trở về, trong tay còn sách theo mấy món thịt rừng. Mà bạch tôn giả thì vẫn còn đang trông đám người lang nhất chưa về. Đồng Quái Tiên sư quen tay hay việc đốt lửa ngoài lều, sau đó còn lấy cả giá nướng từ chiếc xe đẩy tay, lột ra làm thịt đám thú rừng nọ. Bắc lên giá, tẩm gia vị, bắt đầu nướng, xem ra kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã của Đồng Quái Tiên sư đúng là mắc điểm. Năm ấy khi hắn còn trẻ, thực lực còn yếu, chưa biết tích cốc mà thường xuyên tính quẻ bịp người ta, bị dân tình đuổi theo đòi chém, thi thoảng lại phải chui vào thâm sơn cùng cốc sông rộng biển sâu để trốn tránh, cho nên mới luyện ra được kỹ năng sinh hoạt cao siêu thế này đấy. Đồng quái tiên sư vui vẻ hớn hở nói. Nào nào, qua nếm thử tay nghề của bản tiên sư đi, mấy năm nay không làm cũng ngượng tay ra phết. Đậu đậu ngồi sổm một bên, nước miếng ròng ròng. Nhóc sư con quả quả trốn tít trong lều không dám ra, nó sợ phá giới. Ta đi gọi bạch tiền bối về ăn cơm, Tống Thư Hàng nói. Đám người lang nhất chưa đến đây, Bạch tôn giả cứ chờ bên bờ biển cũng vô dụng, để ngài ấy ăn chút gì đã thì hơn. Đi đi, đồng quái tiên sư mỉm cười nhìn Tống Thư Hàng với ánh mắt đầy ẩn ý. Ừm, ban nãy khi đi săn đồ rừng thắng lợi trở về, hắn đã thuận tay selfie mấy tấm rồi lên nhóm cửu châu số 1, định bụng đăng chúng nó để lên mặt một phen. Ai dè vừa ló mặt lên đến nhóm cửu châu số 1 thì lịch sử trò chuyện đã nhảy tanh tách đầy màn hình máy hắn, làm cho di động suýt thì đưa máy. Vất vả lắm mới ngơi ngơi một tí, đúng lúc đồng quái tiên sư hí hửng chọn hình selfie chuẩn bị đăng lên thì lịch sử trò chuyện của nhóm Cửu Châu số 1 lại tiếp tục nhảy tanh tách chẳng khác gì đang bị spam, số lượng tin nhắn leo ẩm ầm lên đến 99. Đã thế lại còn toàn là spam hình ảnh, bởi vì tín hiệu trên đảo nhỏ này không được tốt cho lắm, nên hình ảnh mà đồng quái tiên sư thu được đều ở trong tình trạng đang tải, mãi mà chẳng thấy nội dung là gì. Hôm nay các đạo hữu trong nhóm làm sao vậy nhỉ? sao đang đâu lại spam ầm ầm thế làm gì chẳng lẽ tìm thấy đề tài nói chuyện phiếm gì vui vẻ lắm hả gian nan một hồi từng bức ảnh spam đầy màn hình được hiển thị ra đồng quái tiên sư xem xong thì ngây như phỗng ta nhìn thấy cái gì thế này bạch tiền bối buộc tóc hai bên xinh xắn dễ thương bạch tiền bối tết tóc đuôi ngựa lại còn cả bạch tiền bối thắt bím buộc chùm trên đỉnh đầu tất cả đều là hình ảnh bạch tiền bối năm mươi sắc thái spam tràn ngập màn hình điện thoại. Đã thế avatar của tất cả mọi người trong nhóm còn đổi hết thành các sắc thái của bạch tiền bối, cảm giác nhóm chat chỉ trong phút chốc đã biến thành cái động toàn yêu ma nhảy nhót tùm lum. Đồng quái tiên sư ngu người mất một lúc lâu, hôm nay làm sao vậy? Tư thế hắn mở nhóm cửu châu số một không đúng phải không? Sao chỉ mới óp có một lúc thôi mà mình lạc hậu cả thời đại so với người ta thế này? Để xem căn nguyên của vụ spam bạch tiền bối này ở đâu ra mới được. Thế là đồng quái tiên sư chuyển chế độ di động, mở phần mềm chát ra, sắn quần lên lội. Đáng sợ quá, đám đạo hữu trong này spam liên tục đến 6 vạn tin nhắn liền, lúc tu sĩ bùng nổ tốc độ tay đúng là người thường khó có thể tưởng tượng ra mà. Vất vả lắm hắn mới tìm ra căn nguyên sự tình, đó chính là chẳng bao lâu sau khi tống thư hàng tiểu hữu mượn đờ ti của mình, linh điệp đảo Vũ Nhu Tử đã thả vào nhóm chat một tệp tin đặt tên là Mim Bạch Tiền Bối tập tin này chính là nguyên nhân và nội dung chính của đợt phát rồ spam tập thể trong nhóm đây. Sau khi sửng suốt 3 giây, đồng quái tiên sư quyết đoán lựa chọn tải file về. Tuy rằng tốc độ mạng rất cùi nhưng tải mãi cả buổi thì file vẫn xuống thôi. Để cho không thua bạn kém bè, đồng quái tiên sư còn không chút do dự thay ava của mình thành nim, bạch tiền bối khinh bỉ, vẻ mặt này là tuyệt nhất này. Đồng quái tiên sư cảm thấy sau khi thay Ava này xong thì lần nào nói chuyện cùng bác Hà Tán Nhân cũng là đang khinh bỉ hắn. Tâm lý thật là thỏa mãn quá đi. Tiếp đó hắn lội xuôi theo lịch sử trò chuyện, chẳng mấy lâu sau đã bắt được một đoạn hội thoại làm cho người ta sáng ngời cả mắt. Đó là đoạn đối thoại giữa Hoàng Sơn chân Quân và Vũ Nhu Tử. Hoàng Sơn Trân Quân, hai tay này là của ai? Của người trang điểm cho bạch tiền bối à? Tay của tống tiền bối đấy, Linh Điệp Đảo Vũ Nhu tử trả lời: Ta nhớ là Bạch Tôn giả cũng có mặt trong nhóm Cửu Châu số 1 đúng không? Chính là Tống thư hàng tiểu hữu cầm tay chỉ cách cho Bạch Tôn giả vào nhóm đó. Cho nên hẳn là Bạch Tôn giả sẽ nhìn thấy hết lịch sử trò chuyện này nhỉ? Chắc cú luôn, nhìn kiểu các anh em spam nhiệt tình thế này, Bạch Tiền Bối vừa online vào nhóm thì chắc chắn là phải để ý đến đoạn lịch sử chat này rồi. Tuổi trẻ vui vẻ ghê ha, tương đương đồng quái tiên sư âm thầm nói trong lòng. Hắn tiện tay thả cho Vũ Nhu Tử cô nương cái lai, like, rồi lại tiện tay thả cho Tống Thư Hàng tiểu hữu một biểu cảm bi thương. Tống Thư Hàng căn bản không hề biết việc Vũ Nhu Tử đang mim bạch tiền bối lên nhóm Cửu Châu số 1. Hắn thậm chí còn không hề nghĩ tới việc cái phai mà Vũ Nhu Tử muốn gửi cho mình lại là mim bạch tiền bối. Nếu Tống Thư Hàng mà biết việc này, thì bây giờ hắn đã lặng lẽ đào cho mình một cái hố rồi nhảy xuống tự chôn rồi. Cho nên, không biết gì thì không phải sợ, chính là một loại hạnh phúc lớn lao. Tống Thư Hàng sung sướng phớn phở đi về phía Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối đang ngồi khoanh chân trên một tảng đá lớn, một tay chống lên cằm, một tay yên lặng vuốt màn hình di động. Vẻ mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, mái tóc dài đen mướt tung bay theo gió biển, hình ảnh ấy đẹp như một bức tranh. Bạch Tiền Bối, không còn sớm nữa, đám người lang nhất còn chưa về, hay là đi về ăn chút gì trước đi. Tống Thư Hàng đứng từ xa gọi Bạch Tôn Giả. Thực lực của Bạch Tôn Giả đã tới cảnh giới tích cốc từ lâu, chẳng cần cơm nước gì cả, thế nhưng từ khi xuất quan đến giờ hắn vẫn luôn phối hợp với quy luật sinh hoạt của người phàm, cũng hưởng thụ cuộc sống hiện đại một ngày ba bữa. Hả, nghe thấy Tống Thư Hàng gọi, Bạch Tôn Giả quay đầu lại mỉm cười với hắn, đã đến giờ cơm rồi cơ à? Vâng, ban nãy đồng quái tiên sư tiền bối bắt được mấy con thú rừng, nhìn ngon miệng mà cũng thơm lắm. Tống Thư Hàng cười đáp, Bạch Tôn giả yên lặng gật đầu. Trước nay ta mới chỉ nghe thấy trong nhóm truyền nhau về tay nghề của Đồng Quái Đạo hữu mà thôi. Nếu chỉ luận về hương vị thì có thể sánh ngang với tu sĩ hệ tiên chủ đấy, đi thôi, đi nếm thử nào. Nói đoạn, Bạch Tôn giả cất điện thoại đi, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi tảng đá lớn, đứng xuống bên người Tống thư hàng một cách cực kỳ chuẩn xác. Hai người bước song song về phía lều trại. "Đang đi, Bạch Tôn giả bỗng như tùy ý hỏi một câu." Đúng rồi, thư hàng này, người nói thử xem nếu ta thay đổi hình tượng thì có phải sẽ rất thú vị không? Dạ, tống thư hàng chẳng hiểu ra làm sao, chỉ biết quay sang nhìn bạch tiền bối với vẻ mù mơ. Lúc này không thể không cảm thán, năng lực khóa ký ức của đảo thần bí đúng là cực kỳ đáng sợ. Bởi vì ảnh hưởng của pháp thuật phong ấn ký ức mà đầu óc của tống thư hàng bây giờ chẳng khác gì nổi cháo, phản ứng cũng chậm mất nửa nhịp so với bình thường. Nếu ở trong tình huống bình thường, chỉ cần nghe thấy mấy từ khóa như đổi hình tượng, thú vị, thì công năng, tìm kiếm kỳ huột, trong não của Tống Thư Hàng đã có thể giúp hắn liên tưởng đến sự kiện liều chết chụp ảnh bạch tiền bối cách đây không lâu rồi. Thế nhưng bây giờ công năng ấy của Tống Thư Hàng xảy ra trục trặc, cho nên mặt hắn ngu ra. Thấy vẻ mặt ngu ngơ của hắn, bạch tiền bối chỉ nhếch miệng mỉm cười chứ không nói gì nữa. Thay đổi hình tượng gì cơ, Tống Thư Hàng ngờ nghịch hỏi. Hai người tiếp tục sóng vai đi về phía trước. Đi được mất bước, bạch tôn giả đưa tách mái tóc dài mượt của mình ra hai bên rồi túm cao lên. Ví dụ như hình tượng này này. Tống Thư Hàng quay sang nhìn bạch tiền bối một cái. Ủa, đây chính là bạch tôn giả bản tóc hai bím nè. Tống Thư Hàng đơ rồi. Tống Thư Hàng ngu luôn rồi. Tống Thư Hàng không nhặt được mồm. Bây giờ nhìn thấy bạch tiền bối như thế này, cho dù não hắn có chết máy thì cũng lập tức nhớ ra hình ảnh mình và Vũ Nhu Tử nắm tay đi tìm chết hôm nào rồi sao tự nhiên bạch tôn giả lại làm động tác này là bạch tiền bối tự nhiên nổi hứng bất tử muốn thay đổi hình tượng hay là ngài ấy đang tái hiện lại hiện trường vụ lao đầu đi chết của mình và vũ nhu tử đây không thể nào việc đó cực kỳ kín đáo chỉ có mình và vũ nhu tử biết mà thôi trừ khi là vũ nhu tử lộ chuyện ra ngoài từ từ vũ nhu tử làm lộ chuyện á Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới tình hình mình nói chuyện với Vũ Như Tử khi mượn điện thoại của đồng quái tiên sư, sau đó cõi lòng bạn trẻ tống lạnh ngắt, bởi vì hắn nghĩ tới một khả năng cực kỳ đáng sợ. Hắn ra sức nuốt được một ngụm nước miếng, thế mà miệng mồm khô khốc, chẳng có tiếng gì. Ha ha, Bạch Tiền Bối buông xóa mái tóc, cất tiếng cười to. Sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh như mặt nước hồ, bước đi vẫn nhẹ tênh tiến về phía trước. Còn Tống Thư Hàng thì cứng đờ cả người, đi lại máy móc từng bước như chỉ. Bỗng nhiên hắn đạp phải một hòn đá nhỏ, ngã dập mặt xuống, cú ngã không hề phòng bị này đau dã man. Vũ nhu tử cô nương, cô tuyệt đối đừng có bán tống mỗ nha. Không được, phải mượn điện thoại của đồng quái tiên sư dùng một chút, xem rốt cuộc vũ nhu tử thả cái gì vào nhóm chat mới được. Mặt khác hắn còn phải liên hệ với Tô Thị A thất tiền bối nữa. Lòng cốt khô đằng mà Tô Thị A thập lục cần đã có rồi. Tiếp đó, rõ ràng tay nghề của đồng quái tiên sư cực tốt đồ ăn cực ngon thế nhưng tống thư hàng lại chẳng nhai ra cái vị gì hắn máy móc lấp cho đầy bụng sau đó tính mượn điện thoại của đồng quái tiên sư để xem file tin mà vũ nhu tử thả vào nhóm một cái thế nhưng khi hắn đang định mượn điện thoại của đồng quái tiên sư thì ổng lại cười phớ lớ rồi bảo thế này nhé tống thư hàng tiểu hữu bạch tiền bối tiểu quả quả đậu đậu ăn xong thì mọi người nghỉ ngơi đi nha bản tiên sư có chút việc cần làm ngay, tí gặp nhé. Nói xong, đồng quái tiên sư dậm nhẹ một bước, một thanh phi kiếm nổi lên dưới chân hắn. Sáng nay hắn xây đạo đàn lâu như vậy, bây giờ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, phải khai đàn làm việc thôi. Tống thư hàng há hốc miệng, cả người đơ như khúc gỗ. Không còn sớm nữa, mọi người nghỉ ngơi cho tốt đi. Thư hàng, người đưa sở sở cô nương sang một lều, đậu đậu và quả quả một lều. Bạch tôn giả yêu nhã buông đồ ăn xuống, mỉm cười. Không còn, sớm, nữa. Yên nghỉ đi, yên nghỉ đi. À nhầm, phải là nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi mới đúng chứ. mươi 336, Bạch tiền bối nghịch kiến. Một đêm không mộng mị, ngày hôm nay thế giới vẫn hòa bình. Sáng sớm tống thư hàng ngủ dậy, nặng nề thở dốc một hơi, Bạch tiền bối không tìm hắn đi nhảy ban di, có khi hôm qua ngài ấy chỉ nhất thời nổi hứng muốn thay đổi hình tượng thôi ha. Hắn ôm trong lòng cả suy đoán và hy vọng. Đây chính là tâm lý đà điểu. Nghe đồn khi đà điểu bị đẩy vào đường cùng thì sẽ vùi đầu vào trong cát. Nó nghĩ nếu mình không nhìn thấy kẻ địch thì kẻ địch cũng không nhìn thấy mình luôn. Đây là một loại tâm lý trốn tránh hiện thực. Con người đôi khi cũng vậy. Họ sẽ luôn tìm một vài cái cớ hoặc một vài khả năng để an ủi chính mình, sẽ bao vây mình trong những lý do để chế tạo ra một cảm giác an toàn hư ảo hy vọng hôm nay thế giới vẫn hòa bình như trước hy vọng hôm nay mình có thể sống sót an toàn tống thư hàng xuống giường ngẩng đầu ước nguyện với thiên không sau đó hắn đi ra ngoài lều chuẩn bị tìm chỗ rửa mặt ra khỏi lều thì thấy đống lửa nướng hôm qua lại đang bập bùng đồng quái tiên sư đội mũ cao bồi đang loay hoay bên giá nướng trên giá có rất nhiều thịt rừng sâu chuỗi có cả một chút rau rừng quả dại linh tinh, nhìn là biết chuẩn bị riêng cho nhóc sư con. Đồng quái tiền bối chu đáo thật đó nha, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, đồng thời hắn cũng phát hiện hôm nay cái mũ cao bồi của đồng quái tiên sư hình như to ra một tí, trông rông giống cái mũ rộng vành. Chẳng lẽ là cái mũ khác cái hôm qua sao? Chào buổi sáng, đồng quái tiền bối, Tống Thư Hàng vẫy tay gọi. Thư Hàng tiểu hữu chào buổi sáng, đi về phía tay phải của ta tầm 100 mét có nguồn nước đấy người đi rửa mặt mũi rồi về ăn sáng đi. Đồng quái tiền bối không quay lại mà nói. Cảm ơn tiền bối, tiền bối vất vả rồi. Tống Thư Hàng trả lời theo bản năng, sau đó mơ màng đi về phía tay phải của tiền bối. Đi được hai bước, Tống Thư Hàng đột nhiên khụng lại. Hắn cứ thấy có gì đó sai sai. Giọng nói của đồng quái tiền bối có chút không thích hợp, nó mỏng mảnh mềm mại cứ như là giọng con gái ấy. Tống Thư Hàng quay phát đầu lại nhìn về phía giá nướng đồng quái tiền bối vẫn mặc áo may ô trắng, quần bò lửng, vẫn đội mũ cao bồi. Cơ mà bộ ngực sừng sướng kia là sao? Đường cong khiến cho người ta phải há hốc mồm kinh ngạc làm cho ngực áo may ô vồng lên khêu gợi kia là sao? Còn có cái eo con kiến yêu kiều. Còn cả đôi chân nhỏ dài trắng nõn lộ ra dưới chiếc quần bò lửng. Và khuôn mặt, khuôn mặt kia cứ phải gọi là con mắt lá răm lông mày lá liễu, mỹ miều xinh đẹp vô cùng, giữa đôi lông mày còn điểm một vết chu sa. Con gái, đồng quái tiền bối, Tống Thư Hàng chỉ vào cô, kinh ngạc hỏi. Ủa, vẫn chưa đi rửa mặt à? Đồng quái tiên sư ngẩng đầu lên nở một nụ cười rạng rỡ nhan sắc này đã đạt trình hỏa thủy luôn rồi. Tiền bối, bề ngoài của ngài là, là sao? Tống Thư Hàng khiếp sợ hỏi. Vì sao mình ngủ một giấc dậy mà đồng quái tiên sư đã hóa thân từ một ông chú tục tăng thành đồng quái tiên tử rồi? Thế giới này vặn vẹo rồi hả? Hay là mình vẫn còn đang nằm mơ? À, ngươi nói bề ngoài của ta á hả? Đồng quái tiên sư mỉm cười, đây là thuật dịch dung đó mà. Ngươi ở trong nhóm cửu châu số một lâu thế, chắc cũng ít nhiều nghe nói là thuật dịch dung của ta rất cao minh rồi ha. Thuật dịch dung à, ưa ừ ha, đúng là mình có nghe nói về thuật dịch dung của đồng quái tiên sư ở trong nhóm thật. Thế nhưng tiền bối à, tình hình của tiền bối bây giờ thì không thể giải thích bằng thuật dịch dung cao minh được nữa đâu hai quả bưởi phi khoa học kia là sao, vòng eo con kiến kia là sao, đôi chân nõn nà kia là sao. Thuật dịch dung phối hợp với xúc cốt công, với ta mà nói thì thay đổi ngoại hình chỉ là chuyện dễ như bỡn thôi. Đồng quái tiên sư đắc ý nói, vừa nói chuyện vừa buông cái kẹp nướng xuống. Sau đó, tiên sư sâu cho tống thư hàng xem dáng người yêu kiều của mình hiện tại. Hắn vuốt quanh cái rốn sinh sinh tương đương sướng nha tương đương thuật dịch dung chính là tùy hứng như vậy đó tương đương. Chờ giã tiền bối, để ta từ từ đã tống thư hàng ra sức dây dây huyệt Thái Dương, ra sức rụi mặt, sau đó ra sức xoa mạnh lên mặt mình. Rồi hắn lại nhìn về phía đồng quái tiên sư. Đồng quái tiên sư cười xinh tươi với hắn. Tống thư hàng tiếp tục lặp lại chuỗi động tác của mình ban nãy, rồi lại nhìn đồng quái tiên sư, sau đó bình tĩnh hỏi. Tiền bối, có thể cho ta biết giới tính của ngài được không? Nầu no, tương đương đây là bí mật lớn nhất của ta đó nha tương đương đồng quái tiên sư đắc ý cười nói, toàn bộ nhóm cửu châu số một chưa ai biết giới tính và hình dạng thật sự của ta đâu. A hi hi tương đương, tiền bối, đây có phải là việc đáng để tự mãn thế đâu. Khí trách lúc ấy khi đồng quái tiên sư và bắc hà tán nhân hẹn nhau đại chiến trên tử cấm đỉnh, bắc hà tán nhân lại gào thét là không tìm thấy đồng quái tiên sư loại dịch dung làm thay đổi không chỉ tướng mạo mà còn cả hình thể và khí thức này căn bản chính là một bác to đùng. chẳng khác gì nhân vật trong phim tự nhiên bị đổi thành diễn viên khác đóng nhận ra mới là lạ ấy lại nói cuộc đại chiến tử cấm đỉnh mà bắc hà tán nhân và đồng quái tiên sư hẹn nhau hình như chỉ còn tầm một tháng nữa là diễn ra rồi đến lúc đó mình nhất định phải kiếm tấm vé máy bay đến kinh thành thôi không thể bỏ qua trận chiến này được từ từ đã đề tài chạy đi đâu mất rồi Tống Thư Hàng ra sức lắc đầu. Tiền bối, sao tự nhiên ngài lại muốn trang điểm thành con gái thế này? Vì sao lại tự nhiên muốn trang điểm thành nữ á? Đồng quái tiên sư đặt một tay lên môi, sau đó nở một nụ cười tươi giói, đương nhiên là vì bạch tiền bối rồi. Tống Thư Hàng chẳng hiểu mô tê gì. Ngươi không cảm thấy dùng thân phận đàn ông để đối mặt với bạch tôn giả là rất nguy hiểm hay sao? Cứ cảm thấy thế giới quan bị vặn vẹo kiểu gì ấy đã vậy thì ta chỉ cần biến sang thân phận con gái là không cần phải lo lắng việc này nữa rồi đúng không? Ta cảm thấy ta ở trong bộ dạng này có lực miễn dịch bạch tôn giả cao lắm nhé. Đồng quái tiên sư dương dương tự đắc. Tống thư hàng câm lặng gật đầu. Sau đó hán giơ ngón cái lên với đồng quái tiên sư, rồi nở một nụ cười trói lóa để lộ mấy chiếc răng trắng tinh lấp lóe dưới nắng mai. Thế rồi, Tống Thư Hàng nói. Chào buổi sáng, Bạch Tiền Bối. Ừ, chào buổi sáng, một giọng nói bình thản vang lên sau lưng đồng quái tiên sư. Đồng quái tiên sư cứng đờ người, quay đầu lại. Sau đó hắn nhìn thấy bạch tôn giả đang ngồi xổm không xa sau lưng mình, nghịch mấy con kiến trên mặt đất. Có hơn ba chục con kiến bé tí không ngừng bò tới bò lui dưới ngón tay của bạch tôn giả. Khi chúng nó vất vả bò đi xa một chút thì bạch tiền bối lại gẩy nhẹ một cái, bắt chúng nó về chơi tiếp đến là vui. Đồng quái tiên sư nuốt ực nướng miếng, chỉ có thể nói là không hổ danh Tôn giả thất phẩm, ngài đến gần như thế mà mình chẳng cảm ứng được chút khí tức nào. Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của đồng quái tiên sư, Bạch Tôn giả quay đầu lại gật đầu với hắn. "Chào buổi sáng, đồng quái đạo hữu." Vừa nói chuyện, Bạch Tôn giả vừa thò ngón tay dí chết tươi con kiến sinh sắn đang bò. Chương 337, phi kiếm dùng một lần bản mới 005. "Tiền bối ơi, kiến nhỏ đáng yêu như thế, ngài đừng làm đau nó mà." khi nhìn thấy con kiến chết tươi dưới ngón tay thon dài của bạch tôn giả trong lòng đồng quái tiên sư bỗng nhiên trào lên một nỗi thương cảm xót xa cứ như con kiến kia là bản thân hắn vậy chào buổi sáng bạch tôn giả đồng quái tiên sư biết là giọng nói của mình chắc phải cứng ngắc lắm đây bạch tôn giả vẽ một vòng tròn bao vây tất cả ba chục con kiến vào trong rồi ngẩng đầu lên nói với đồng quái tiên sư đúng rồi đồng quái đạo hiếu Ngươi tính cho ta xem thử người của Tam thập tam thần thú môn hôm nay có đến đây không được chứ? Không thành vấn đề, ta khởi quẻ ngay đây. Đồng quái tiên sư giảm nhỏ lửa nướng thức ăn rồi lấy mai rùa ra, ra sức lắc, sau đó lại lấy ra ba đồng tiền. Ba đồng tiền lăn trên mặt đất một lát, cuối cùng xếp thành hình tam giác. Đồng quái tiên sư nhìn hình tam giác ấy rồi cong ngón tay tính toán. Tống thư hàng không hiểu cách xem bói, không biết quẻ này có ý nghĩa gì. Một lát sau, tiên sư cười vang mà nói. Bạch tiền bối yên tâm, hôm nay người của tam thập tam thần thú môn nhất định sẽ tới, tiền bối cứ việc quăng một lưới bắt hết bọn chúng đi. À, bạch tiền bối lặng lẽ gật đầu, nói cách khác, hôm nay người của tam thập tam thần thú môn cũng sẽ không tới đây đâu. Rõ thật là, đám nhóc này làm ăn lâu lắc quá, có mỗi việc tới cứu người thôi mà cũng dây dưa mãi. Đồng quái tiên sư nở nụ cười nhẹ nhõm. Tiền bối à, ta nướng tiếp nhé. Ừ, cố gắng lên, bạch tôn giả gật đầu. Đồng quái tiên sư âm thầm thở phào, xem ra mình đã vượt qua kiếp nạn này rồi. Thế là tiên sư lại tăng lửa nướng đổ vui vẻ. Đúng lúc này thì bạch tôn giả lại hỏi. Đúng rồi, đồng quái đạo hữu này, người cần thu thập khí vận đúng không? Hôm qua người xây tế đàn kia hình như là đàn tế của vô tộc thời viễn cổ dùng để tế trời, nhằm tăng cường khí vận của bản tộc hả? Đồng quái tiên sư cười ngượng gật đầu, vì đệ tử yêu thiết quái toán tiên của mình hắn cần khí vận cường đại hơn nữa bạch tôn giả thế nhưng ngươi không phải là cổ vu người có xây pháp đàn cũng vô dụng thôi đồng quái tiên sư thở dài hắn cũng chỉ là coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa vậy bạch tôn giả mỉm cười thực ra nếu ngươi cần khí vận thì ở chỗ ta có thứ này hay lắm có lẽ ngươi dùng được đấy đồng quái tiên sư nhất thời mở to hai mắt bạch tiền bối xin hỏi là thứ gì vậy Tống thư hàng cũng hiếu kỳ thò cổ vào ngó, muốn xem bảo vật thần kỳ gì mà có thể tăng cường được cả khí vận. Các ngươi nhìn cho kỹ đây." Bạch Tôn Giả vươn tay phải ra rồi dùng ngón trỏ tay trái điểm nhẹ lên tay phải mình một cái. Sau đó, một khúc gì nhỏ bé kỳ lạ nhìn giống cái đuôi bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. "Đây là bảo vật ta tình cờ đào được khi bế quan dưới lòng đất lần trước. Tuy chỉ còn lại cái đuôi nhỏ này thôi, thế nhưng nếu muốn cầu vận khí thì nó chính là bảo bối đấy." Bạch tôn giả bình thản nói. Tống thư hàng tò mò nhìn vật trong tay bạch tôn giả rồi hỏi. Đây là cái gì, nhìn như đuôi con cá gì ấy tiền bối nhỉ? Không phải đuôi cá mà là đuôi rồng. Đồng quái tiên sư mở to hai mắt, cảm thán nói, hơn nữa đây không phải là đuôi rồng bình thường, mà là đuôi của long mạch thực thể hóa để lại đúng không? Không sai, tuy nó không phải long mạch nắm giữ vận mệnh quốc gia, chỉ là một long mạch nhỏ mà thôi. Thế nhưng để giúp đỡ khí vận cho một người thì cũng không tồi chứ." Bạch Tôn giả mỉm cười nói. Đồng Quái tiên sư gật đầu như bổ củi, ánh mắt lấp lánh mấy chữ ta muốn tương đương, vẻ mặt hắn cứ như đang nói với người khác rằng, "Tôi muốn thứ này lắm tương đương mau thì ta đi tương đương mau làm thì ta đi tương đương ấy." Bạch Tôn giả nói, "Cái đuôi của tiểu long mạch này chẳng có tác dụng gì với ta cả, cho nên ta có thể cho ngươi mượn một thời gian." Vận khí của hắn căn bản đã ở tầm nghịch thiên rồi, đâu cần để ý đến cái đuôi long mạch bé tí này làm gì bạch tiền bối vãn bối lên núi đao xuống biển lửa cũng quyết không chối từ đồng quái tiên sư vỗ ngực cam đoan ừ yên tâm đi ta không bắt ngươi làm cái gì khó khăn đâu bạch tôn giả vẫn giữ nguyên nụ cười làm người ta mê muội trước đây không lâu ta có đồng ý với cấp dưới chu ly của hoàng sơn trân quân là làm mai hắn cho một giảng viên tên là âu dương viện của thư viện bạch vân ở nho môn làm mai à đồng quái tiên sư vỗ ngực nói bạch tiền bối muốn ta đại diện ngài đi làm mai cho họ đúng không không vấn đề gì dân xem bói bọn ta trời sinh đã có quan hệ với nghề mai mối cứ giao cho ta đi nhất định ta sẽ mai mối đâu vào đấy ừm có lời này của ngươi thì ta yên tâm rồi bạch tôn giả gật đầu để ta kể qua cho ngươi nghe một chút về tình huống của chu ly tiểu đạo hữu và âu dương viện lão sư đã nhé đồng quái tiên sư làm tư thế rửa tay lắng nghe trước đó không lâu vì đậu đậu nên giữa chu ly và âu dương viện lão sư xảy ra chút hiểu lầm nhỏ bạch tôn giả nói rồi liếc mắt nhìn sang đậu đậu và tiểu quả quả trước cửa lều sau đó kể hết một lượt việc đậu đậu làm hành làm tỏi chu ly cho đồng quái tiên sư nghe kinh ba đậu đậu và nhóc sư con rụt cổ lại đậu đậu chỉ cần nhớ tới chuyện lúc ấy thôi mà đã sợ rồi khi đó chu ly sụp đổ hoàn toàn thế mà vẫn còn muốn yêu đương với nó sau đó chu ly tiểu đạo hữu hơi ngốc trong việc tình cảm đã kể hết đầu đuôi việc đậu đậu quấy rối và mình thì tưởng đậu đậu là Chu Lai Yon của Âu Dương Viện Lão sư cho Âu Dương Viện Lão sư nghe Bạch Tôn giả nói tiếp thế là hình như Âu Dương Viện Lão sư khó chịu rồi người cũng biết tính cách của đám người trong bạch phân thư viện rồi đấy mấy cô ấy rất để ý vấn đề trung thủy trong tình yêu đã yêu nhau là tin tưởng nhau vô điều kiện chắc là trong sự kiện đậu đậu Âu Dương Viện Lão sư cảm thấy Chu Ly không đủ tin tưởng cô ấy hoặc là trong lúc kể chuyện Chu Ly tiểu đạo hữu đã nói sai cái gì đó. Tóm lại là sau đó thì Âu Dương Viện lão sư khó chịu, mấy hôm nay không để ý đến Chu Ly rồi. Nói đoạn, Bạch Tôn giả lấy điện thoại ra cho đồng quái tiên sư xem một tấm ảnh mà Hoàng Sơn chân quân chụp được. Trong ảnh là Chu Ly giam mình trong phòng hút thuốc, cả người chìm trong khói thuốc mông lung, nhìn qua rất là phiền muộn. Còn vì sao Chu Ly nhốt mình trong phòng mà Hoàng Sơn chân quân vẫn chụp được ảnh thì chỉ có thể đổ cho pháp thuật thần kỳ đồng quái tiên sư, gạch nối. Hắn cũng quen biết Chu Ly Tiểu Đạo Hiếu, đó là một hậu bối có năng lực xử lý công việc cực mạnh, biết cách tùy cơ ứng biến, chẳng ngờ IQ lại thấp thế. Không chỉ thế, bên cạnh Chu Ly Tiểu Đạo Hiếu còn có một thiếu nữ chóc yêu nhân lần trước cùng hắn chóc nã đậu đậu. Bạch Tôn giả vuốt màn hình điện thoại tìm ảnh thiếu nữ chóc yêu nhân. Cũng là Hoàng Sơn chân Quân chụp được. Đồng quái tiên sư, thiếu nữ chóc yêu nhân này lại có vấn đề gì? Ừm, cô nàng có vẻ rất thông cảm với Chu Ly tiểu đạo hiếu. Cô ta tỏ vẻ nếu Chu Ly bị Âu Dương Viện lão sư vứt bỏ thì cứ đến tìm mình, hai đứa cùng nhau đi chóc yêu, cùng nhau ăn khói nằm xương. Không may là lúc đó Chu Ly tiểu đạo hiếu lại đang nói chuyện với Âu Dương Viện lão sư, thế là hiểu lầm lại càng thêm hiểu lầm. Bạch Tôn giả đáp, ngọn nguồn câu chuyện đều do Hoàng Sơn chân quân kể cho Bạch Tôn giả nghe. Túm lại, sự tình chính là Chu Ly IQ thấp chọc cho Âu Dương Viện lão sư dập, thiếu nữ chóc yêu nhân tốt bụng không đúng lúc, đổ thêm dầu vào lửa. Bạch tôn giả tổng kết. Nói chung chuyện là thế đấy, đồng quái đạo hiếu, người có thể xử lý ổn thỏa vụ này không? Đồng quái tiên sư vỗ ngực nói như đinh đóng cột. Không thành vấn đề, cứ giao cho ta đi, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, giải thích rõ là được rồi, hơn nữa anh có tình mà em có ý, không khó giải quyết đâu. Đúng là giải quyết việc của Âu Dương Viện Lão Sư với Chu Ly thì không có gì khó, bởi vì hai người họ chân tình thật ý với nhau, chỉ cần ở giữa có người hòa giải cho là ngon nghẻ ngay. Bạch tiền bối đang cho đồng quái tiên sư một cơ hội để thuận nước song thuyền. Bạch tôn giả mỉm cười gật đầu nói. Chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của hai vị đạo hữu đấy, không thể qua quyết được đâu. Thời gian cấp bách, đồng quái đạo hữu đi tìm chu ly đạo hữu luôn đi. Đồng quái tiên sư chắp tay. Vãn bối lập tức tới động phủ của Hoàng Sơn chân quân ngay đây. Nói xong, hắn kéo xe đẩy tay của mình, chuẩn bị nhảy lên phi kiếm Ngự Kiếm Đằng Không. Hay là ta tiến đạo hữu một đoạn nhé?" Bạch Tôn Giả cười chói lóa. Đồng Quái Tiên Sư xua tay. "Không cần phiền tiền bối đâu ạ, à, ta tự đi là được rồi." "Không không, cứ để ta tiến người một đoạn đường đi." Nói đoạn, Bạch Tôn Giả duỗi tay lấy một thanh kiếm gỗ từ trong tay áo ra, nhìn là biết đã chuẩn bị từ sớm. "Đây là phi kiếm dùng một lần phiên bản 005." So với bản 004, nó có thêm công năng, bay đường di giác, bớt đi công năng, hạ cánh nhảy dù, làm cho lúc xuống người có thể hưởng thụ cảm giác vui thú kích thích khi nhảy bungee. Đương nhiên, để đảm bảo an toàn cho người dùng nên khi tiếp cận mặt đất 0,1m, phi kiếm bản 005 sẽ tự động bật chế độ bảo vệ chủ nhân, loại bỏ tất cả mối lo tiềm ẩn. Cuối cùng chân tướng cũng lộ rồi. Đồng quái tiên sư nuốt nước miếng đánh ực một tiếng, mấy công năng này nghe cao xa quá, Người thường như hắn làm sao mà hưởng thụ nổi đây? Tiên sư vội vàng xua tay từ chối. Không cần phiền bạch tiền bối đâu mà, thật đấy, ta tự dùng độn pháp mau chóng lên đường là được, nhanh lắm. Xin tiền bối không cần lo lắng cho ta. Đừng nói thế tương đương đi đi. Bạch Tôn giả đột nhiên bắt kiếm quyết, phi kiếm dùng một lần bản 005 nhấc bổng đồng quái tiên sư và xe đẩy tay của hắn rồi phóng lên cao. Sau khi phóng vụt lên trời, phi kiếm muốn lượn vặn mình theo đường bay hình chữ S dáng đi thì xà nẹo như rắn đi đường nhưng tốc độ lại vèo vèo như tên bắn, chỉ một nháy mắt sau đồng quái tiên sư đã mất hút phía chân trời. Từ trên trời cao vọng xuống tiếng kêu thảm thiết liên hồi cuộn sóng, chứng minh đồng quái tiên sư đã từng tồn tại trên hòn đảo nhỏ này đây. Nhìn đồng quái tiên sư bị bạch tiền bối dùng một câu, đi đi, tiến lên đường, khóe miệng của tống thư hàng run bắn. Cú hu, không tự tìm đường chết thì sẽ không chết, các tiền bối trong nhóm cửu châu số một không thể lý giải nổi đạo lý này đâu. Ồ, hiệu quả không tồi, độ uốn của đường bay còn có thể cải tạo thêm một chút. Phiên bản này dùng trong nội địa trái đất được, có lẽ phải làm thành một series thôi. Bạch tôn giả lẩm bẩm Cuối cùng, tôn giả thêm thêm một câu nữa. Vốn không định đưa cho đồng quái dùng đâu, thôi, dành thời gian chế thêm một thanh phi kiếm bản 005 nữa vậy. Tống Thư Hàng đứng bên cạnh sung sướng khi người gặp họa đột nhiên thấy trong lòng lạnh ngắt. Vốn không định đưa cho đồng quái tiên sư dùng, thì cho ai dùng, trên đảo này trừ thiên sư ra thì chỉ còn có đậu đậu, nhóc sư con và một tiểu hữu họ tống nữa thôi. chương 338, phi kiếm thăng cấp phiên bản 005 Tống Thư Hàng định hỏi ý của bạch tôn giả, hắn cảm giác với thân thể nho nhỏ của mình, thật sự không thể nào hưởng thụ nổi sự cuồng dã của phi kiếm dùng một lần bản 005 bởi vì hắn nhìn thấy cảnh tượng đồng quái tiền bối bay trên tời khi nãy trong đầu tưởng tượng cái kiểu cách mở dù đáp đất của lính nhảy dù khi dùng phi kiếm dùng một lần bản 005, cùng với cảm giác ám ảnh khi đi nhảy ban di. Không được, sẽ chết người mất. Nhưng Tống Thư Hàng cũng không ngu ngốc mà đi hỏi thẳng bạch tôn giả rằng, tiền bối, phi kiếm dùng một lần bản 005 của ngươi lần này liệu có đưa ta bay thẳng lên trời không? Cho nên, phải hỏi cái giả thiết nào mé mé thôi, thử cẩn thận vào, nhưng lại phải to gan một chút. Trước tiên, giả như bạch tiền bối thật sự muốn dùng phi kiếm dùng một lần bản 005 đưa hắn bay thẳng lên trời thật, thì nhất định phải có nguyên nhân nào đó, nhất định là mình đã làm trò ngu dại tự tìm đường chết nào đó, giờ bị bạch tiền bối phát hiện. Lại nhớ tới cảnh ngày hôm qua bạch tiền bối đột nhiên cầm tóc giả bộ làm tóc hai chùm, rất có thể là chuyện lần trước hắn và Vũ Nhu Tử làm đủ trò nghịch kiểu tóc của bạch tiền bối đã bị lộ ra rồi. Cách bị lộ, rất có thể là cái tập tin mà Vũ Nhu Tử gửi lên không gian trên nhóm, cho nên, trước tiên phải nghĩ cách lên nhóm Cửu Châu số 1 xem thử một cái đã xác định tình hình cái đã. Điện thoại của Tống Thư Hàng chỉ là một sản phẩm của một hãng điện thoại nội địa bình thường mà thôi, ở nơi biển đông này, hắn không thể nào lên mạng được. Còn đồng quái tiên sư thì đã bị Bạch Tiền Bối đưa đi ra xa ngoài ngàn dặm. Cho nên, bây giờ mà muốn lên nhóm Cửu Châu số 1 xem thử thì chỉ có thể mượn điện thoại của Bạch Tôn giả mà thôi. Bạch Tiền Bối này có thể cho ta mượn điện thoại di động của ngài dùng một lát được không? Tống Thư Hàng cố dặn ra nụ cười mà hắn cho là tự nhiên nhất, ôn hòa nhất, vô hại nhất ra. Lúc này Bạch Tôn Giả đang nhận lấy giá nướng của đồng quái tiên sư, gia vị với dầu ăn các thứ đồng quái tiên sư đã nêm đủ cả rồi, Bạch Tiền Bối chỉ cần căn lửa cho tốt, nướng chín đổ trên giá là được. Mượn điện thoại à, Bạch Tôn Giả quay đầu lại, mỉm cười hỏi, để làm gì thế? Là thế này, Hình như ta đã gặp được kỳ ngộ lúc ở trên hòn đảo thần bí kia." Nói đoạn, Tống thư hàng móc long cốt khô đằng trong túi thu nhỏ con thỏ kia ra, rồi nói tiếp, tổng cộng có 16 gốc long cốt khô đằng, nên ta muốn liên hệ với Tô thị A thất tiền bối một phen. Bảo hắn tới lấy mớ long cốt khô đằng này về chữa thương cho A thập lục. Lý do này đúng là quá tuyệt vời, kín kẽ vô cùng luôn. "Ừ, ta biết rồi, nhưng mà để ta liên lạc với A thất đạo hữu giúp ngươi đi vậy." Bạch tôn giả gật đầu, hắn lùi lại một bước, chỉ vào giá thịt nướng, thư hàng, người tới đây dùng khống hỏa huyết để khống chế hỏa hậu đi nhé, đúng dịp để ta xem trình độ khống quả huyết của người bây giờ ra sao. Nếu như đạt chuẩn thì tới lúc quay về chúng ta có thể học cách luyện chế khí huyết đan rồi. Nói xong, bạch tôn giả yên lặng lấy điện thoại di động ra, hắn còn quay người sang một góc mà tống thư hàng không nhìn tới được, bắt đầu quẹt quẹt lướt lướt trên màn hình điện thoại. Tống thư hàng, hắn nhận lấy giá thịt nướng, dùng khống hỏa quyết để khống chế hỏa hậu, nhưng trong lòng thì như có ngàn con sóng vỗ. Tèo rồi, tèo rồi, tèo thật rồi. Bạch tiền bối làm thế này, rõ ràng cho thấy không muốn để hắn tiếp xúc với vấn đề rồi, không, trong nhóm cửu châu số một nhất định là to chuyện lắm rồi đây. Nói cách khác, cái thanh phi kiếm dùng một lần bản 005 khi nãy là bạch tôn giả chuẩn bị cho mình đây mà. Nào ngờ phải lúc đồng quái tiên sư bắt đầu công tác tự tìm chết mỗi ngày, nên mới gánh dùm mình một kiếp nhưng đồng quái tiên sư chỉ có một mà thôi, gánh xong một kiếp thì không ai gánh giúp cho Tống Thư Hàng kiếp nữa cả. Làm sao đây, bây giờ phải làm sao đây? Phải nghĩ cách gì đó, để cho bạch tiền bối vui lên, biết đâu hắn mà vui lên rồi, sẽ tha cho mình một lần thì sao? Có tệ lắm thì cũng phải nghĩ cách đổi phi kiếm dùng một lần bản 005 thành phi kiếm bản 004 bình thường cái đã. Công năng của bản 005 thật sự đáng sợ quá đi mất đầu óc Tống Thư Hàng bắt đầu vận chuyển hết tốc lực. Chấm chấm. Bên cạnh, Bạch Tôn giả mở nhóm cửu châu số 1 ra. Trong nhóm cửu châu số 1 vẫn tràn ngập tin spam, các đạo hữu trong nhóm Bạch Tôn giả không online, cũng không giống như nổi giận gì, nên spam còn ác liệt hơn nữa. Đạo hữu đổi ảnh đại diện thành meme của Bạch Tôn giả ngày càng nhiều hơn. Bạch Tôn giả nhếch môi, thành một nụ cười thâm sâu khó dò. Sau đó hắn ấn mở ảnh đại diện của Tô Thị A Thất. Chấm. Ảnh đại diện của Tô Thị A Thất cũng chạy theo trào lưu đổi thành mim bạch tiền bối thở dài. A Thất bây giờ đang chat ở trong nhóm, nhưng hắn không nằm trong đám spam thả phanh vô tình vô nghĩa kia, mà là đang hỏi han xem các đạo hữu trong nhóm có biết ai có long cốt khô đằng hay không. Hắn đang cần long cốt khô đằng gấp. Đúng lúc này, A Thất đột nhiên nhận được một tin nhắn riêng. Hắn xem thử là ai gửi tin cho mình, sau đó bất giác dùng mình một cái là bạch tôn giả gửi tới dược hoàn, lộn, là tiêu rồi, bạch tôn giả thế mà lại PM riêng cho hắn. Tô thị A thất rẻ giặt mở khung chát riêng ra. Bạch tôn giả, A thất đạo hữu này, có muốn long cốt đằng không? Nếu như muốn thì ta có thể cho ngươi hết, ngươi tới đây tìm ta đi, bây giờ trong tay ta đang có 16 gốc long cốt khô đằng đây. Vừa dứt khoác, lưu loát mà lại trực tiếp nữa. 16 gốc long cốt khô đằng kia đánh trúng điểm yếu của Tô Thị A Thất bây giờ hắn thật sự rất cần long cốt khô đằng vậy nên hắn trả lời không chút do dự bạch tiền bối bây giờ ngài đang ở đâu thế ta đang ở trên một hòn đảo nhỏ ở biển đông để ta gửi tọa độ cho ngươi bạch tôn giả trả lời sau đó hắn lại gửi tọa độ cho tô thị a thất tô thị a thất nhận được rồi bạch tiền bối ta lập tức tới chỗ ngài ngay đây được ta chờ ngươi bạch tôn giả còn nữa ảnh đại diện mới của ngươi đẹp lắm, ai cần mỉm cười. Gặp lại trên đảo sau nhé, tạm biệt. A à thất lập tức đổ mồ hôi lạnh ào ào, không kềm lại được. Sao mình lại đi đổi ảnh đại diện làm gì kia chứ? Tuy rằng bạch tiền bối gửi ai cần mỉm cười, nhưng hắn cứ cảm giác như có một tương lai tăm tối đang bủa vây lấy hắn. Vậy bây giờ mình có nên đến hòn đảo kia không nhỉ? Đáp án chắc chắn trăm phần trăm là đi rồi, phải đi chứ. Dù có lên núi đao, xuống biển lửa thì hắn cũng phải đi. Tô thị A thất cắn răng một cái, cất điện thoại vào, thiên đạo sau lưng tự động bay ra, đáp xuống chân hắn. Đi, mục tiêu là Bạch Tiền Bối. A thất bắt đầu bay về phía hòn đảo kia. Chấm. Được rồi, ta đã báo cho A thất đạo hữu giúp ngươi rồi đấy. Hắn sẽ chạy đến đây ngay thôi." Bạch Tôn giả cười tủm tỉm nói với Tống thư hàng. Tống thư hàng cười trông cực kỳ vô tội, "Cảm ơn tiền bối." đừng khách khí làm gì. Có vẻ như tâm trạng của bạch tiền bối đang tốt lắm, hắn tự tay lấy hai sâu thịt và rau nướng trên giá xuống, ta đi chuẩn bị chút quà để lát nữa đón A thất tới chơi, người cứ nướng tiếp đi nhé. Dùng khống hỏa quyết tốt lắm, trông cũng ra dáng lắm, cố gắng lên, tới chừng về nhà là chúng ta có thể luyện khí huyết đan rồi. Nói xong, bạch tiền bối cắn sâu thịt nướng, ung dung đi về phía rừng cây kế bên. Nhìn bộ dạng của hắn thì hình như là muốn đi lựa một nhánh cây thì phải nếu như bạch tiền bối mà lựa nhánh cây thì chỉ có một chế tác phi kiếm dùng một lần mà thôi hốc mắt tống thư hàng đỏ hoe dương dức của nhiên sau đồng quái tiền bối thì sẽ tới lượt mình rồi sao không đây không phải nước mắt mình chỉ bị khói bay vào mắt mà thôi không được phải lấy lại tinh thần nhân dịp bạch tiền bối còn chưa xử đẹp mình phải nghĩ cách khiến bạch tiền bối vui lên mới được đầu óc tống thư hàng bắt đầu vận chuyển điên cuồng thử nghĩ kỹ xem, chuyện gì có thể khiến bạch tiền bối yêu thích hay vui vẻ đây. Ví như dỡ máy móc này, hay là ăn dương mai, hoặc là đua xe trăng, đua phi kiếm nữa, bế quan tu luyện thì sao, mấy sự kiện hay đồ vật thần bí, kỳ quái chẳng hạn. Phi kiếm dùng một lần bay cái vèo lên vũ trụ thì sao, lặn xuống biển nữa, hay đi sông hơi ở suối nước nóng này. Đợi đã, mấy cái đằng sau toàn linh ta linh tinh gì thế này. Tống Thư Hàng lắc đầu thật mạnh, vội vàng vứt mấy mục đáng sợ ở phía sau ra khỏi đầu. Mấy thứ đó không thực tế chút nào. Hay là kể mấy câu chuyện cười cho bạch tiền bối nghe nhỉ. Để ngài ấy cười vui một trận thử xem. Tống Thư Hàng từng xem rất nhiều sách, nhưng tự nhiên bắt hắn lập tức nghĩ ra một câu chuyện cười thì hắn không thể nào nghĩ ra được. Trong rừng cây, bạch tiền bối ngân nga một bài hát, chặt được một nhánh cây tuyệt vời, sau đó bắt đầu gọt gọt nhanh chóng gọt ra hình dạng của một thanh phi kiếm dùng một lần bản 005. Thân kiếm của bản 004 và 005 hơi khác nhau một chút, thân kiếm 005 hơi chỉa lên, có chứa độ cong. Tiêu rồi, chết rồi, bây giờ giải quyết kiểu gì đây? Điện thoại không có tín hiệu, hắn không thể nào lên mạng mà gửi tin kiểu online chờ tin, gấp. Được. Bạch tiền bối nhanh chóng khắc họa trận pháp lên thân của phi kiếm dùng một lần. Hai phút sau, một thanh phi kiếm dùng một lần bản 005 đã xuất hiện trong tay của Bạch Tôn Giả. Xong, làm xong rồi, tăng cường độ cong trong lúc bay, đồng thời lúc bay còn có mang theo ánh sáng của sao băng nữa. Vậy thì lúc bay sẽ phá rách không trung tựa như sao băng. Điểm cải tiến này đã tách ra một nhánh khác trong hệ liệt phi kiếm dùng một lần rồi, vậy thì cứ gọi nó là Lưu Tinh Kiếm Dùng Một Lần bản 001 đi vậy. Bạch Tôn Giả giơ cây kiếm gỗ trong tay lên, lẩm bẩm. Trên thân kiếm Loáng thoáng có thể thấy ánh sáng như lưu tinh lóe lên. Lúc thanh phi kiếm này bay lên nhất định là sẽ rất đẹp đây. Bản thân Tống Thư Hàng đã mở được nhĩ khiếu, cho nên mấy lời bạch tiền bối thì thào nãy giờ hắn đều nghe không sót chữ nào. Tống Thư Hàng cảm giác chân mình như nhũn ra. Lại thăng cấp nữa rồi, cái này còn đáng sợ hơn nữa, còn ghê hơn cả cái thanh phi kiếm 005 đã đưa đồng quái tiên sư bay thẳng lên trời hồi nãy luôn. Audio điện tử Võ Tấn Bền bên kia, ở trên một hòn đảo nhỏ nào đó giữa Thái Bình Dương. Ông giáo sư, Lâm Thổ Ba, Cao Mố Mố, anh em Gia Cát, chị em Lục Phỉ và một số người nữa đang bận sứt đầu mẻ chán. Ngày hôm qua, sau khi mấy hành khách trên máy bay lấy được quyền luận ngữ xong thì lấy ông giáo sư làm trung tâm, mọi người bắt đầu lên lịch, cho ra một cách dạy học có hiệu suất cao nhất. Đi thôi, mục tiêu hôm nay chính là phải tìm hiểu về trình độ, hiểu biết, về chữ hán của bọn họ cái đã. Sau đó chúng ta mới biết phải dạy từ đâu, ông giáo sư nói. Bọn họ chuẩn bị chọn đại một nhóm nhỏ trong số mấy người nguyên thủy kia để làm một bài kiểm tra nho nhỏ, để thử xem bọn họ biết được bao nhiêu về chữ Hán. Dựa theo những gì phủ chủ Thất Sinh phủ đã nói, những người thổ dân này đã học Tam tự kinh rồi, cơ bản thì gần như mỗi người thổ dân đều đã học thuộc lòng, hơn nữa phần lớn đều biết viết. Chấm. một giờ sau, mấy người giáo sư Lâm Thổ Ba và Cao Mỗ Mỗ nhìn sấp bài thi mới vừa thu xong, ai cũng đần mặt ra. Ai có thể nói cho bọn họ biết, chữ Hán mà mấy người thổ dân này viết ra thuộc quốc gia nào không? Viết chữ nào chữ nấy như gà bới thế này, còn cuồng thảo hơn cả cuồng thảo, căn bản không đọc ra được là chữ gì cả. Đây căn bản không phải tam tự kinh mà là đang vẽ bùa thì có, chắc chắn là vẽ bùa. Chương 339, ngược dòng leo lên đi, thư hàng Cao mỗ mỗ thầm nuốt nước bọt, cậu ta dám cá, cái đống tam tự kinh chữ như gà bới này, người hoa hạ của bất kỳ triều đạo nào cũng không đọc hiểu được mớ chữ này viết gì. Ngay cả đọc đã khó như thế rồi, mà còn phải nhớ và học được cái loại chữ như gà bới này thì phải cần bao nhiêu công sức và nghị lực mới làm được đây. Đúng là vất vả cho nhóm thổ dân này quá, phần lớn người trong bộ lạc đều có thể viết được cái mớ tam tự kinh chữ gà bới này ra như thế. Chắc là bọn họ phải chịu không ít khổ cực rồi ấy chứ. Lâm thổ ba sờ sờ cầm, lẩm bẩm tao nhớ lúc trước vị tiên sinh mặc áo đen kia từng nói qua. Hắn nói nếu như mấy người thổ dân này mà đọc sai tam tự kinh thì hắn sẽ cầm thước khẽ tay họ thật mạnh cho nhớ đời. Nếu như viết chữ sai thì hắn sẽ cột mấy người thổ dân đó lên trên gốc đại thụ ở cổng bộ lạc, dùng roi quật thật mạnh. Nghe thấy thế, tất cả hành khách trên máy bay đều im phăng phắc. Bạn gái nhà y của Cao Mỗ Mỗ nói, không phải là toàn bộ thổ dân ở đây đều từng bị vị tiên sinh mặc áo đen kia treo lên đánh rồi đấy chứ. Ông giáo sư trầm giọng nói, chắc chắn là thế rồi, nếu như không có áp lực nặng nề kiểu đó, sao mấy thổ dân này có thể viết cái mớ tam tự kinh trông như vẽ bùa này ra gọn lỏn như vậy được chứ? Tất cả hành khách lập tức tưởng tượng ra cảnh tượng khi tất cả thổ dân bản xứ trên đảo nơm nớp lo sợ đọc tam tự kinh, rồi lại phải viết ra cái loại chữ trông như gà bới này. Sau đó, một khi có người thổ dân nào đọc sai thì Andy kia sẽ bước tới, bảo người thổ dân kia xòe bàn tay ra, rồi cầm thước khẽ thật mạnh lên bàn tay của bọn họ. Còn lỡ như có thổ dân nào lỡ viết sai cái mớ chữ như gà bới kia thì cũng sẽ bị Andy đó kéo ra ngoài treo lên cây, bị treo như thịt gác bếp, rồi quất roi liên tục, sau đó là tiếng khóc tủi thân nghe mà xót lòng xót dạ của mấy người thổ dân kia. Chỉ nghĩ thôi mà cũng đã thấy tủi thân thay cho mấy người thổ dân kia rồi học cái mớ tam tự kinh chữ như gà bới này còn khó hơn học bình thường gấp mấy lần nữa. Ông giáo sư tay cầm sấp bài kiểm tra của mấy thổ dân, cảm thán, tôi cảm giác chúng ta nên gốc hết sức dậy cho mấy thổ dân này học chữ Hán, phát dương quang đại chữ Hán chân chính mới được. Tôi cũng thấy bọn họ thật đáng thương, chúng ta phải cố gắng giúp đỡ bọn họ hết mình trước khi rời khỏi hòn đảo mới được. Cao mỗ mỗ nói, hơn nữa, nếu như chúng ta có thể dạy cho mấy người thổ dân này học được luận ngữ càng sớm thì chúng ta có thể quay về sớm hơn mà, đúng không? Vừa mới nhắc tới từ quay về thì các hành khách lại lặng hẳn đi. Bọn họ tự nhiên rơi từ trên máy bay xuống cái hòn đảo nguyên thủy chỉ toàn người thổ dân này, bây giờ không có tín hiệu hay thông tin gì, căn bản không thể nào liên lạc với bên ngoài được. Nếu như muốn rời khỏi hòn đảo nhỏ này thì chỉ có thể ngồi chờ đội cứu viện tới. Hoặc là nếu may mắn mà có đội thuyền nào đó đi ngang qua, có thể đưa bọn họ đi một được thì tốt quá, nhưng khả năng này hơi thấp. Hoặc là, trông cái vị tiên sinh mặc áo đen trên đảo này có vẻ như thần thông quảng đại dữ lắm. Biết đâu hắn sẽ có cách đưa mọi người rời khỏi hòn đảo này thì sao? Chỉ là, nếu như muốn vị tiên sinh mặc áo đen kia giúp đỡ mọi người thì trước tiên bọn họ phải giúp vị tiên sinh mặc áo đen kia dạy cho thổ dân bản xứ trên hòn đảo này học được luận ngữ mới được. Cho nên Mặc kệ là vì mấy người thổ dân bản xứ đáng thương kia, hay là vì chính bản thân của hành khách, thì bọn họ cũng phải dốc sức cố gắng, sớm ngày dạy cho thổ dân học biết luận ngữ mới được. Ông giáo sư trầm giọng nói, nhiệm vụ dạy học này còn gian nan hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Kế hoạch phải thay đổi chút ít rồi, chúng ta phải dạy cho thổ dân bản xứ học biết được chữ viết căn bản mới được. Trước tiên, chúng ta phải để bọn họ quên sạch cái loại chữ viết ngoằng ngoèo như vẽ bùa kia mới được dạy thổ dân nguyên thủy học chữ đúng là gánh nặng đường xa mà cố gắng lên cao mỗ mỗ siết chặt nắm tay cố gắng lên nha y tiếp lời cố gắng lâm thổ ba nói chúng ta có thể làm được mà lục phỉ và chị gái của cô ấy lên tiếng những hành khách khác đều siết chặt nắm đấm cắn răng tự cổ vũ cho bản thân lúc này tại chỗ ở của phủ chủ thất sinh phù Phủ chủ thất sinh phù với vẻ mặt lạnh lùng đang mài một đĩnh mực có màu đỏ như máu. Trong lúc đang mài, hắn đột nhiên dừng tay lại. Gạch nối chấm hóa ra là do chữ viết mà mình dạy mấy người thổ dân này không đúng à? Phủ chủ thất sinh phù bỏ đĩnh mực xuống, gõ cái bộp vào lòng bàn tay, chẳng trách mình đã dạy xong tam tự kinh rồi mà lại không thể hoàn thành cái trí nguyện hữu giáo vô loại dạy một vạn người mù chữ học được chữ hán. Hóa ra vấn đề là ở chỗ này mình còn tưởng là do tam tự kinh đơn giản quá, không đạt tới trình độ của trí nguyện kia, cho nên mới chuẩn bị dạy cả luận ngữ. Nhưng bây giờ xem ra có thể là do chữ viết mà mình dạy bọn họ có vấn đề nhỉ. Phủ chủ thất sinh phù một mực nghe lén, chú ý tất cả hành động của nhóm người cao mố mố, lâm thổ ba, ông giáo sư và nhóm hành khách kia, dù sao thì cái này có liên quan tới việc liệu có hoàn thành được trí nguyện kia của hắn hay không. Sau khi đặt đĩnh mực xuống, phù chủ thất sinh phù đi về phía mấy người cao mỗ mỗ. Cái tiêu chí, dạy người ta biết chữ, trong trí nguyện kia, cần có hắn tự mình tham gia quá trình giảng dạy nữa. Đợi sau khi hoàn thành cái trí nguyện này thì cũng tới lúc mình có thể chuẩn bị tấn chức linh hoàng ngũ phẩm rồi. Tới lúc đó lại đi tìm tống thư hàng tiểu hữu giao dịch cái mảnh huyết thần toàn kia, chừng đó mình có thể trùng kích ngũ phẩm được rồi. Phủ chủ thất sinh phù khẽ nói. Hắn đã dừng lại ở cảnh giới tứ phẩm này quá lâu rồi nhưng có những gì hắn tích lũy được trong khoảng thời gian này, tới lúc đó có thêm huyết thần toàn nữa. Sau khi hắn trùng kích vào linh hoàng, ngừng tụ kim đan thì ít nhất có thể ngưng tụ được kim đan có bảy đạo long văn, tạo thành kim đan thượng phẩm. Bên khác, trên hòn đảo ở Biển Đông, Tống Thư Hàng hoàn thành tu luyện hàng ngày, luyện hết một lần tất cả các loại công pháp, pháp thuật, pháp quyết mà mình biết. Sau khi tu luyện xong, hắn lại quay về bên cạnh lều. Lúc này, đậu đậu và tiểu hòa thượng nấp ở trong cái lều bên cạnh. Thì thoảng lại ló đầu ra nhìn một cái, sau đó lại rụt về ngay. Tống thư hàng xoa xoa huyệt thái dương, lặng lẽ tới gần đậu đậu, bạch tiền bối vẫn còn đang chế tạo lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001 à. Đúng vậy, đậu đậu quay đầu lại, lè lưỡi nói câu, đây đã là thanh thứ 16 rồi. Tống thư hàng lặng lẽ nhìn về phía rừng cây. Bạch tôn giả đang bắt tay gọt một thanh kiếm gỗ, sau đó giơ tay khắc họa phù văn trận pháp trên thân kiếm, ở bên cạnh hắn đã xếp một chồng 15 cây lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001. Chỉ nhìn thôi đã rúng động lòng người rồi. Trong lòng tống thư hàng quảng thắt, bạch tiền bối thật sự muốn làm một trận mưa sao băng sao. Nếu như bạch tiền bối thật sự muốn làm một trận mưa sao băng thì trong đó nhất định có một ngôi sao băng họ tống đúng không? Chắc là muốn làm một trận mưa sao băng đấy. Đậu đậu thè lưỡi ra nói. Tiểu hòa thượng của của hạ giọng hỏi, chẳng lẽ bạch tiền bối bị cái gì kích thích à? Hay là chúng ta lại làm chuyện gì chọc hắn nổi giận rồi? Nói xong, tiểu hòa thượng quay sang nhìn chầm chầm đậu đậu. Đừng có mà nhìn ta, mấy hôm nay ta ngoan muốn chết luôn, gâu, làm sao mà chọc bạch tiền bối nổi giận được chứ? Đậu đậu lập tức phủ nhận. Tiểu hòa thượng lại nghi hoặc nhìn về phía tống thư hàng. Ta không dám chắc lắm, nhưng nói không chừng là ảnh hưởng do một tập tin Vũ Nhu Tử gửi lên trên nhóm cửu châu số 1 gây ra đấy. Tống Thư Hàng hạ giọng nói. Tập tin, bên trong chứa nội dung gì thế? Đậu đậu tò mò hỏi thử. Tống Thư Hàng mở miệng, đang định trả lời đậu đậu. Đúng lúc này, có một đạo quang mang lóe lên trên bầu trời. Đao quang đáp xuống, có một người đàn ông cao lớn nhảy xuống từ trên đao quang, đúng là Tô Thị A Thất vừa chạy tới. A Thất đáp xuống bên cạnh bạch tôn giả, thiên đao có linh tự động bay về trên lưng hắn, bạch tiền bối, ta tới rồi đây. Bạch tôn giả ngẩng đầu lên nhìn A thất, mỉm cười rất đối ôn hòa, tới nhanh thật đấy nhỉ. Bởi vì A thập lục đang cần dùng long cốt khô đằng gấp, nên ta mới dùng tốc độ nhanh nhất bay gấp tới đây. Tô thị A thất cảm thán. Người đang gấp lắm à? Bạch tôn giả hơi nghiêng đầu, mỉm cười hỏi dò. Đúng vậy, đúng vậy, đang gấp lắm. Tô thị A thất gật đầu như gõ trống gấp lắm, nên tốt nhất là lấy được long cốt khô đằng thì phải đi ngay bạch tôn giả gật đầu vậy thì ta cũng không lãng phí thời gian của ngươi nữa long cốt khô đằng ở chỗ của tống thư hàng tiểu hữu đấy đó là do hắn tìm được ngươi qua chỗ hắn lấy đi tống thư hàng tiểu hữu tìm được sao hắn lấy đâu ra nhiều long cốt khô đằng như thế chứ a à thất có chút kinh ngạc long cốt khô đằng cũng chẳng phải dược thảo bình thường gì loại thiên tài địa bảo như nó bình thường đều có linh thú và yêu thú bảo vệ rất khó lấy được Tống thư hàng tiểu hữu lấy được từ chỗ nào mà có tận 16 gốc long cốt khô đằng thế này. Hòn đảo thần bí, bạch tôn giả nói khẽ. Tô thị A thất giật mình, đảo thần bí. Vậy chẳng phải là thư hàng tiểu hữu cũng bị mất ký ức à? Bạch tôn giả gật đầu, cho nên có được 16 gốc long cốt khô đằng này cũng không dễ dàng gì, người không thể bạc đãi thư hàng tiểu hữu đấy. Đương nhiên rồi, tống thư hàng tiểu hữu đã giúp nhà ta nhiều lần như thế, ta làm sao mà bạc đãi hắn được? Tô Thị A thất gật đầu nói, sau khi suy tư một lát, hắn lại nói tiếp, ta nhớ là thư hàng tiểu hữu đã mở được khiếu thứ hai là nhãn khiếu rồi. Bây giờ chắc đang mở tị khiếu đúng không? Chờ ta quay về gia tộc tìm vài loại đan dược tốt nhất dùng để mở tị khiếu, nhĩ khiếu, khẩu khiếu cho hắn, tuyệt đối sẽ đủ dùng, bảo đảm có thể một hơi đẩy tống thư hàng tiểu hữu lên cảnh giới dược long môn luôn. Ngoài ra, đợi sau khi tống thư hàng tiểu hữu tấn thăng lên cảnh giới nhị phẩm thì ta sẽ cho hắn thêm một cơ hội được vào tu luyện trong tầng một của thiên hà bí cảnh, 10 lần. Tiền bối, ngài thấy thế nào? Bạch tôn giả mỉm cười, tô thị A à thất đúng là chịu chi thật. Ngay cả đan dược mở tị, nhĩ, khẩu tam khiếu mà hắn cũng có thể cung cấp số lượng lớn, vì tống thư hàng đã bỏ lỡ thời gian tu luyện tốt nhất. Khẩu tiên thiên chân khí trong cơ thể không còn nữa, nên giá trị của mớ đan dược mà A Thất đưa ra đã bằng giá của 6 gốc long cốt khô đằng rồi. Còn tư cách vào, tầng một thiên hà bí cảnh, kia tu luyện lại càng quý giá hơn. Thiên hà bí cảnh đó chính là căn cơ của thiên hà tô thị. Nghe đồn ở sâu trong bí cảnh kia có ẩn giấu một thiên hà linh mạch khổng lồ, phàm là những tu sĩ tu luyện ở bên trong bí cảnh đó. Được thiên hà linh mạch thanh tẩy, thân thể sẽ trở nên cường đại hơn, lại thêm tốc độ tu luyện phải nhanh hơn từ năm tới 10 lần so với bên ngoài là nơi cực tốt để bế quan tu luyện. Giá trị của 10 lần tu luyện trong thiên hà bí cảnh này hoàn toàn vượt xa giá trị của 10 gốc long cốt khô đằng. Phần thù lao này của ngươi đúng là xứng đáng với 16 gốc long cốt khô đằng kia, nhưng có một vấn đề. Bạch Tôn giả thản nhiên nói. Tô thì A à thất. Bây giờ Tống Thư Hàng Tiểu hữu đã tới cảnh giới dược long môn của nhất phẩm rồi. Chỉ cần tích lũy thêm một thời gian nữa, khi bắt được cơ hội thì sẽ có thể trùng kích long môn thôi bạch tôn giả mỉm cười nói hả tống thư hàng tiểu hữu đã tới cảnh giới dược long môn nhất phẩm rồi sao tô thị a thất thiếu chút nữa còn cho là mình nghe nhầm hắn xài tuôn hách hiệu gì thế tốc độ tấn cấp thế này thật đúng là khoa trương mà thời gian gần đây tống thư hàng tiểu hữu có gặp được vài lần kỳ ngộ lại thêm nguy cơ sinh tử kích thích tóm lại là bây giờ hắn đã tới cảnh giới dược long môn rồi thù lao của ngươi không thích hợp lắm thế này đi thời gian rất gấp trước tiên ngươi cứ tới chỗ thư hàng lấy lòng cốt khô đằng về chữa thương cho a thập lục đi đã về phần tặng lễ vật gì cho tống thư hàng tiểu hữu mới hợp thì sau này ngươi lại từ từ cân nhắc cũng được bạch tôn giả cười nói trong lúc nói chuyện hắn nhẹ nhàng vạch một vòng trên thanh lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001, chế tác xong xuôi tô thị a thất cười ha hả nói đúng là đau đầu thật xem ra ta phải nghĩ ra món lễ vật nào khác phù hợp hơn để báo đáp thư hàng tiểu hữu mới được sau đó hắn mỉm cười đi về phía tống thư hàng. Chấm chấm, thư hàng tiểu hữu chúng ta lại gặp mặt rồi. Tô Thị A thất đi tới trước mặt tống thư hàng, hắn thử cảm ứng khí huyết chi lực và khiếu huyệt trên người tống thư hàng thử. Mẹ nó, đúng là ngũ đại khiếu huyệt là tâm, nhãn, tị, nhĩ, khẩu đã thông với nhau. Biến thành thế dược long môn mất rồi. Lần trước gặp mặt tống thư hàng thư hữu còn chưa mở được tị khiếu nữa chỉ mới một tháng ngắn ngủi thôi mà hắn đã tới dược long môn mất rồi. Tôn Hách phiên bản bạch tôn giả mạnh tới vậy sao? Đúng vậy, lại gặp mặt rồi, A thất tiền bối. Tống thư hàng nói, đồng thời hắn đưa cái túi giấy có chứa long cốt khô đằng lên, trong này là 16 gốc long cốt khô đằng, A thất tiền bối ngài cầm lấy đi. Tô thị A thất cẩn thận nhận lấy túi giấy nho nhỏ này, thư hàng tiểu hữu, cảm ơn rất nhiều. A thất là người không giỏi ăn nói, dù trong lòng rất đối cảm kích. Nhưng cuối cùng chỉ có thể nói ra được bốn chữ cảm ơn rất nhiều mà thôi. Nhưng trên mặt hắn vẫn tràn ngập vẻ cảm kích, không cần nói cũng có thể cảm giác được. Đúng rồi, Tiền Bối à, thương thế của A Thập Lục đã đỡ hơn chút nào chưa? Tống Thư Hàng hỏi thử. Ngày 18 tháng 6, A Thập Lục tự gửi bản thân cô ấy tới đi chơi cả buổi trưa với hắn, sau đó thì không thấy tin tức gì nữa, Tống Thư Hàng thậm chí còn không biết sốt cuộc thương thế của cô ấy thế nào rồi. A à thất thở dài nói, tính mạng thì không có gì đáng ngại. Nhưng cụ thể có thể khôi phục được tới đâu thì phải xem chính bản thân nó. Người ngoài chỉ bất lực, những việc ta có thể làm cũng chỉ là cố gắng thu thập một ít long cốt khô đằng, khiến cho thương thế của nó khôi phục thuận lợi hơn một chút mà thôi. Sau khi nghe thấy tính mạng không có gì đáng ngại, Tống Thư Hàng rốt cuộc cũng an tâm hơn phần nào, mong là A à Thập Lục có thể nhanh chóng khôi phục, hắn cũng đã cố gắng hết sức rồi. Thư Hàng tiểu hữu ta sẽ nhận 16 gốc long cốt khô đằng này trước, còn tạ lễ, thì chờ sau khi quay về suy nghĩ cho thật kỹ, xem nên tặng cái gì cho ngươi. Bây giờ A thập lục đang cần long cốt khô đằng gấp, ta không thể ở lại lâu được. A thất lấy được long cốt khô đằng xong thì nóng lòng muốn quay về ngay. Tống thư hàng gật đầu, A thất tiền bối đã khách sáo quá rồi, tạm biệt. Tô thị A thất vẫy tay, sau đó lại quay người lại, nói với bạch tôn giả, bạch tiền bối, ta phải đi trước đây, thời gian cấp bách, ta không thể ở lại lâu được. Sớm chết sớm siêu sinh, á lộn, nói sai rồi, là rời khỏi hòn đảo này, rời khỏi bạch tiền bối sớm một chút thì hơn, miễn cho bạch tiền bối nhớ tới chuyện hắn đổi ảnh đại diện trên phần mềm chat, rồi lại tặng phần kinh hì thêm chút kích thích cho hắn. Rời đi cho sớm mới là vương đạo. Chấm. Lúc này, ngón tay của bạch tôn giả đang lướt lướt trên điện thoại. Có thể thấy loáng thoáng hình như hắn đang kéo bản đồ. Nghe thấy Tô Thị A Thất nói thế xong thì Bạch Tôn giả ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười chói lóa, A Thất đạo hiếu, nếu như ngươi đang gấp lắm thì để ta tiến người nhé. Tô Thị A Thất còn tưởng là Bạch Tôn giả đang khách khí với hắn, vậy nên hắn cười rất chi là tiêu sái, xua tay, ha ha ha, không cần làm phiền tiền bối đâu, ta tự mình ngự đao phi hành về cũng được. Thiên hà Tô Thị cách đây không xa lắm, ta đi về đó nhanh thôi ấy mà. Không không, để ta tiến người một đoạn đường đi, phi kiếm của ta nhanh lắm đấy. Bạch tôn giả nheo mắt lại, cười tươi hơn nữa. Trong lúc nói chuyện, hắn phất tay, một thanh lưu tinh kiếm dùng một lần bản không không một bay lên. Tô Thị A thất cảm giác sao mà tình hình là lạ thế này. Ở trong lều, Tống Thư Hàng, Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng đều giơ tay lên che mặt không đành lòng nhìn thẳng. Đây là lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001 mà ta mới cải tạo ra đấy, so với phiên bản trước kia thì lúc sử dụng tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều, lúc cất cánh sẽ dùng kiểu bay xoắn ốc tiên tiến nhất bay thẳng lên trời. lúc bay còn dùng kiểu bay rích rác, vô cùng thú vị nữa. còn cách đáp thì lại là kiểu bung dù hạ cánh của lính nhảy dù, xưa nay chưa từng có, bảo đảm có thể cho người hưởng thụ niềm vui thú tựa như đi nhảy bungee lúc hạ cánh nữa. đương nhiên, vì bảo đảm an toàn mạng sống khi đạt tới khoảng cách 0,1 mét với mặt đất thì phi kiếm sẽ tự động hộ chủ, để người ta không phải lo lắng vấn đề nguy hiểm về sau. ngoài ra phi kiếm còn mang theo ánh sáng sao băng nữa. Lúc bay thì sẽ tựa như sao băng bay qua trời cao, trông cực kỳ đẹp mặt. Tập hợp toàn bộ ưu điểm tốt nhất rồi đấy, tuyệt vời khỏi chê. Bạch tôn giả giơ ngón tay cái lên. Tô thị A thất càng nghe càng cảm thấy sai sai. Phóng lên trời theo hình xoắn ốc là cái gì? Bay kiểu rích rác là gì nữa? Đáp kiểu nhảy dù là cái gì đây? Ánh sáng sao băng là cái quỷ gì hả? Đủ thứ kỳ quái, A à thất cũng không biết phải bắt đầu phỉ nhổ từ chỗ nào nữa. Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ mấy cái này tuyệt đối. Tuyệt đối không thể để cho bạch tiền bối dùng cái lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001 này đưa hắn về nhà được. Sẽ chết người đó, cho dù hắn là linh hoàng kim đan ngũ phẩm, mà leo lên cái cây phi kiếm đáng sợ này thì cũng sẽ toi mất. Tiền bối khách khí quá rồi, xin dừng bước. Vãn bối có thể tự mình đi, tiền bối, chúng ta tạm biệt tại đây nhé thiên đao sau lưng Tô Thị A thất vèo một cái bay ra đáp xuống dưới chân hắn. Không đợi bạch tiền bối nói thêm gì, A thất đạp trên thiên đao, cưỡi đao bay lên. Chuẩn bị chạy khỏi hòn đảo này. Muộn rồi, cứ để tiền bối ta tiến người một đoạn đường đi, khi nãy ta đã so bản đồ rồi, cũng đặt ra cả mục tiêu sẵn cho người đây, bảo đảm phi kiếm có thể đưa ngươi về tận bản tộc Tô Thị luôn. Bạch tôn giả cười ha hả, bấm kiếm quyết, đi đi. Vèo một cái, Lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001 đã bay tới dưới chân A thất, nâng cả A thất lẫn thiên đao bay lên. Sau một khác, lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001 đã bay lên. Bay lên trời theo dạng xoắn ốc hiệu suất cao, với tốc độ cực nhanh. Toàn thân tô thị A thất quay tròn như một cái mũi khoan điện. Ư ư ư ư ư trong miệng A thất phát ra tiếng kêu la kỳ lạ, xoay tròn bay thẳng lên không. Bởi vì tốc độ xoay quá nhanh, tạo thành gió lốc cực kỳ đáng sợ bên cạnh hắn, trông hoành tráng giống hệt như tuyệt chiêu của một nhân vật kiếm thánh tên, kiếm nhận phong bạo trong một trò chơi kinh điển tên ma thú vào mười mấy năm trước vậy. Cũng là gió lốc xoay tròn, cũng có kiếm khí tung hoành trong lúc xoay tròn như thế. Cứ thế, kiếm nhận phong bạo mang theo tô thị A à, thất bay thẳng lên không trung bắt đầu khởi động năng lực thứ hai của lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001, ấy chính là ánh sáng sao băng, than kiếm phát ra ánh sáng chói lóa, Khiến cho A Thất biến thành một ngôi sao băng, bay vạch qua không trung. Chỉ là quỹ tích di chuyển của ngôi sao băng này hơi lạ, trong lúc xẹt qua bầu trời thì lại di chuyển lên lên xuống xuống, trái trái phải phải, y như hình zích zắc. A à, a, à, a, à, khi kêu tới tiếng, a, à, thứ tư, bóng dáng của Tô thì A Thất đã biến mất trong tầm mắt của Tống thư hàng, đậu đậu và tiểu hòa thượng rồi. Tốc độ còn nhanh hơn gấp đôi so với thanh phi kiếm dùng một lần bản 005 đã tiến bước đồng quái tiên sư lúc trước thật đáng sợ, ngay cả người mạnh nhất ở cấp bậc linh hoàng ngũ phẩm trong nhóm cửu châu số 1 như Tô Thị A Thất. Mà vẫn không có khả năng chống cự trước uy lực của lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001, chỉ có thể há họng kêu la thảm thiết mà thôi. Hơn nữa, A Thất đã cưỡi lên đao chuẩn bị bay đi rồi đấy, thế mà vẫn không thoát khỏi uy lực của lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001. Phi kiếm do bạch tiền bối nghiên cứu ra đáng sợ thật đấy. Tống Thư Hàng lặng lẽ quay đầu qua nhìn bạch tôn giả, lúc này bạch tôn giả đang dơ điện thoại lên quay lại cảnh tô thị a thất bay xoắn lên trời chật tốc độ nhanh quá di động chụp bị mờ rồi chức năng quay phim chụp hình của điện thoại này cũng phải tăng cường lên mới được bạch tôn giả lẩm bẩm lại nói hay là lại thêm một cái pháp thuật thác ảnh thuật lên phi kiếm để giữ hình ảnh lại truyền về đây nhỉ ngoài ra lúc bay mà tất cả chỉ bay kiểu rích xác thôi thì hơi đơn điệu quá nếu có mấy thanh lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001 cùng bay một lúc thì có thể dùng kiểu bay có ô say gió nhỉ. Hoặc bay kiểu chữ V như đàn chim nhạn cũng được lắm ấy chứ. Thôi thì lại sửa tiếp vậy. Tiếp theo, làm thêm chừng 20 thanh lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001 nữa là tạm đủ dùng rồi. Bất quá tốt nhất là cứ làm thêm vài cây phòng hờ bất chắc đi, bởi vì số đạo hữu đặt hàng, lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001 càng lúc càng nhiều rồi. Bạch Tôn giả nghĩ thầm trong lòng. Chấm. Đúng rồi, thư hàng này. Bạch Tôn giả cất điện thoại, quay lại gọi. Tim của Tống thư hàng đập thình thịch, run rẩy đáp có chuyện gì thế tiền bối. Đừng lo lắng, ta chỉ đột nhiên nhớ tới bây giờ ngươi đã đến cảnh giới dược long môn rồi, tới cảnh giới này mà chỉ bế quan thôi thì chẳng có tác dụng mấy đâu. Bạch Tôn giả mỉm cười nói. Sao tự nhiên đề tài lại nhảy tới việc tu luyện thế này? kiểu tư duy của bạch tiền bối cũng bắt đầu nhảy vọt như ngựa thoát cương rồi à. Nhưng chủ đề gì cũng được, chỉ cần đừng liên quan gì tới hệ liệt phi kiếm dùng một lần là được. Vậy nên Tống Thư Hàng trả lời, vậy ta cần phải làm gì bây giờ hả tiền bối? Cảnh giới dược long môn, cũng giống như cá vượt long môn vậy, đó là một quá trình phải bơi ngược dòng, không tiến ác phải lùi. Bây giờ người cần phải cố gắng hết sức tìm cơ hội tự mình thể nghiệm cái gọi là ngược dòng tiến tới, đó. Nếu như cảm ứng được nhiều thì sẽ có lợi rất nhiều cho việc trùng kích cảnh giới dược long môn của ngươi đấy." Bạch Tôn giả nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Tự mình thể nghiệm cảm giác ngược dòng tiến tới, Tống thư hàng suy nghĩ một lúc, hai mắt đột nhiên sáng lên, bạch tiền bối, chẳng lẽ ý của ngài là bảo ta đi tìm một thác nước để thử thể nghiệm cảm giác bơi ngược dòng lên à? Bạch Tôn giả cười tươi nói, mặc dù hơi khác một chút, nhưng cản bản cũng là ý này đấy. Chương 340, Bạch Hạc linh điệp tôn giả, thiết quái. Thư hàng đầu chọc, ta hiểu rồi, đợi sau khi chuyến đi này kết thúc, quay lại hoa hạ, ta sẽ đi tìm một cái thác nước to thật to. Tống thư hàng siết chặt nắm tay mà nói, vượt qua long môn, khí huyết chi lực trong cơ thể sẽ biến từ hư thành thực, ngừng tụ thành chân khí. Lúc đó thì có thể xem như trở thành tu sĩ thật sự đã đăng đường nhập thất. Tới lúc đó, hắn mới có thể xem như thoát khỏi thân phận tu sĩ gà mờ bây giờ. Ừ, thấy ngươi có động lực như thế thì ta cũng an tâm rồi. Bạch tôn giả mỉm cười, sau đó bạch tiền bối lại nói tiếp, thật ra ấy mà, ngược dòng mà lên không nhất định phải đi tìm thác nước mới được đâu tương đương tương đương. Không tìm thác nước thì cần tìm cái gì? Tống thư hàng vô thức hỏi ra miệng, nhưng chờ hỏi xong rồi thì hắn lập tức hối hận muốn chết. Không có thác nước thì vẫn còn có bầu trời và biển rộng, thậm chí là cả vũ trụ luôn. Đáng chết, tại sao mình không thể sửa cái tật miệng mồm nhanh nhỏ này lại không biết nữa, phải làm sao thì mới bất tài lanh đây. Phía trước, bạch tiền bối chắp tay đứng, lộ ra nụ cười vô cùng thần bí. Bạch tiền bối, tống thư hàng nuốt một ngụm nước bót, hắn muốn năn nỉ bạch tôn giả ít nhất thì đừng có dùng phi kiếm dùng một lần phóng hắn bay thẳng lên trời mà. Nhưng lời mới lên tới họng thì hắn đột nhiên nhớ tới cái ưu điểm, lanh mồm, của mình, đừng có mở miệng vội, Trước khi nói chuyện thì phải suy nghĩ cho kỹ càng cái đã. Lỡ như bạch tiền bối không định dùng phi kiếm dùng một lần tống hắn lên trời thì sao đây? Phải mà mình vì tiện năn nỉ, xin bạch tiền bối đừng có dùng kỹ năng phóng người với mình, lại khiến bạch tiền bối sinh ra hứng thú với việc sử dụng kỹ năng đó thì phải làm sao bây giờ? Trước tiên đừng có vội, đợi tới lúc bạch tiền bối thật sự muốn dùng kỹ năng phóng người đó, thì mình lại dùng tuyệt chiêu cuối, 500 cách đầu hàng, mà mình đã học được trong ký ức của thông nương để thử vớt phát lần sau cùng cũng được. Tuy rằng hắn chưa từng sử dụng kỹ năng chân truyền của thông nương ở ngoài đời bao giờ, nhưng ở trong giấc mộng ký ức kéo dài đến mấy trăm năm của thông nương kia. Hắn đã tu luyện cái tuyệt chiêu, 500 cách đầu hàng, này rất nhiều lần rồi. Ngay cả mấy kỹ năng quyến rũ đáng sợ như tuyệt kỹ mị lực sắc dụ của nữ yêu xinh đẹp, lúc ở trong mộng hắn cũng đã tu luyện không biết bao nhiêu lần, đúng là một đoạn ký ức nghĩ lại mà kinh đừng có nhớ tới, đừng có nhớ tới nữa, đừng có nhớ tới nó nữa. Nhớ tới nó sẽ cảm thấy thẹn muốn chết luôn. Khổ, nói tóm lại, Tống Thư Hàng vừa định nói ra miệng thì đột nhiên lái qua chuyện khác. Hắn lộ ra một nụ cười cực kỳ ngây thơ, bạch tiền bối, ngoại trừ thác nước ra thì còn cách nào để thể nghiệm cảm giác dược long môn nữa thế? Ừ, bạch tiền bối gật đầu mỉm cười, sau đó nói, trước đây không lâu, sự thấu hiểu của ta về đại đạo lại sâu sắc thêm vài phần, nên đã lĩnh ngộ ra được một năng lực thú vị lắm. Năng lực này có thể thỏa mãn yêu cầu cảm ứng cảnh giới dược long môn của ngươi. Năng lực thú vị, xem ra bạch tiền bối thật sự sẽ không dùng cái kỹ năng phóng người kia với mình rồi. Thế thì tốt quá đi mất, đồng thời, trong lòng tống thư hàng thầm thở phào nhẹ nhõm may mà mình nhanh trí kịp dừng lại, không có nhanh mồm nhanh miệng. Vậy nên, tống thư hàng mới hỏi do tiếp, bạch tiền bối, đó là năng lực thú vị gì thế? Bạch tôn giả không trả lời ngay mà hỏi ngược lại trước thư hàng này người có biết năng lực thực tại ảo không? Đương nhiên là biết thực tại ảo rồi. Đó là một thế giới hư ảo nhưng lại có cảm xúc chân thực. Tống thư hàng gật đầu nói sa mạc nóng bỏng của bạch tôn giả cùng với thiếu niên áo xanh dắt ngựa trắng kia nữa. Tất cả những thứ đỏ chỉ là những sự vật có trong ký ức hoặc do bạch tôn giả tưởng tượng ra nhưng ở dưới tác dụng của năng lực thực tại ảo thì lại có thể khiến cho người ta chạm được vào hạt cát, tiếp xúc được với thiếu niên áo xanh rắt ngựa trắng kia. Thậm chí nếu như bị thương lúc ở trong sa mạc thì sau khi quay lại hiện thực, những vết thương ấy cũng vẫn còn. Ngoài ra, thiếu niên áo xanh rắt ngựa trắng trong cái sa mạc nóng bỏng kia cũng là đầu sỏ khiến cho chứng sợ độ cao của tống thư hàng nắng hơn. Lại thêm một đoạn ký ức ngẫm lại mà kinh. Cái năng lực thú vị mà ta mới vừa lĩnh ngộ ra kia cũng tương tự như thực tại ảo đấy. Tuy rằng rất giống, nhưng vẫn khác một chút, Bạch Tôn giả chắp tay sau lưng, khóe miệng cong lên, lộ ra nửa nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Năng lực tương tự, nhưng vẫn khác biệt là sao? Tống thư hàng không hiểu gì hết. Tạm gọi nó là ảo ảnh chân thực đi, bị loại năng lực này ảnh hưởng thì một số chuyện đã xảy ra thật sự đều có thể biến thành hư ảo. Ta cũng chỉ mới tiếp xúc sơ sơ với loại năng lực này thôi, nhưng chơi vui lắm. Để ta biểu diễn cho ngươi xem." Bạch Tôn giả nói. Mới biết sơ sơ thôi, chơi vui lắm, đợi đã, tiền bối à, ngài để cho ta chuẩn bị tâm lý chút đã. Nhưng không đợi Tống Thư Hàng kịp mở miệng thì Bạch Tôn Giả đã giơ tay búng một cái chóc, giống như đang phát động cái năng lực kia. Tống Thư Hàng vội vàng chuẩn bị tinh thần lên cực hạn, nghiêm túc nghênh đón ảnh hưởng từ năng lực sắp ập tới của Bạch Tiền Bối. Nhưng chờ hoài chờ mãi mà Tống Thư Hàng cũng không hề có cảm giác như khi tiến vào thế giới chân thực hư ảo kia gì hết. Hắn không thấy xung quanh có gì thay đổi cả. Bạch Tiền Bối, ngài đã thi triển năng lực ảo ảnh chân thực kia chưa?" Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi lại. Nói xong, hắn nghi hoặc nhìn về phía Bạch Tiền Bối. Vừa mới nhìn một cái thôi thì Tống Thư Hàng lại càng hoảng sợ hơn. Chỉ thấy ở cách đó ba thước, hai mắt Bạch Tôn giả đờ đẫn, giống như đang rơi vào trong trạng thái thất thần. Sao mà mới một giây trước còn đang nói chuyện, một giây sau đã thất thần là sao? chẳng trách đợi mãi mà không thấy cái năng lực, ảo ảnh chân thực kia được phát động, hóa ra là do bạch tiền bối đang thất thần. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng phát hiện ra một chuyện khác còn đáng sợ hơn nữa. Hình như trước lúc thất thần bạch tôn giả đang định đi tới chỗ hắn, cho nên dù là trong lúc thất thần thì bạch tôn giả vẫn bước tới theo bản năng, đi về phía Tống Thư Hàng. Một bước, hai bước, sau đó, giống như đột nhiên vấp phải thứ gì đó, khiến cho bạch tiền bối bị trượt chân, từ từ ngã thẳng tắp về phía trước. Lại là cái chui ngã lún đất này đây, bởi vì lâu lắm rồi bạch tiền bối không có ngã lún đất, nên thiếu chút nữa là tống thư hàng đã quên mất cái đại sát chiêu này của hắn rồi. Bạch tiền bối, dừng lại, tống thư hàng leo lên thật to, vội vàng sông thẳng lên, giờ hai tay ra muốn đỡ lấy bạch tôn giả. Tuy rằng không biết với chút sức nhỏ nhoi của mình, liệu có chống đỡ nổi lực trùng kích đáng sợ lúc bạch tôn giả ngã xuống hay không, nhưng dù sao cũng phải thử xem sao hết cách rồi, Tống Thư Hàng chỉ có thể chọn đỡ hoặc không đỡ, căn bản không còn lựa chọn nào khác nữa. Lực sát thương từ cú ngã lún đất này của bạch tôn giả là bán kính 100 m Tống Thư Hàng căn bản không cách nào chạy ra được hơn 100 m trước khi bạch tôn giả ngã dập mặt trên đất được. Chấm chấm. Cái này gọi là có lòng như không đủ sức đây. Tống Thư Hàng đã dốc hết sức muốn đỡ lấy bạch tôn giả. Nhưng cuối cùng vẫn còn cách bạch tôn giả chừng nửa cánh tay nữa hắn chỉ đành trơ mắt nhìn bạch tôn giả, ầm một cái ngã xuống đất. ầm móc lửng, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, tống thư hàng cảm giác như toàn bộ thế giới đều rung chuyển. Tất cả những thứ ở gần đó đều bị ngã nhào, toàn bộ cứ đổ ào ào xuống giống như sắp rơi xuống tận địa ngục. Đáng sợ quá, quả thực giống như tới hồi tận thế vậy. Điều đáng sợ hơn chính là lần này bạch tôn giả thất thần còn ghê gớm hơn mấy lần trước, hắn không thể phân ra một chút sức mạnh bảo vệ tống thư hàng được. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy đất đá bay loạn xạ, toàn thân đau đớn vô cùng. Hôm nay mình có đi đời không đây? Mình vất vả lắm mới sống lay lắt qua được mấy tập, không chết dưới phi kiếm dùng một lần của bạch tiền bối, lại teo trong cú ngã lún đất của bạch tiền bối hay sao? Trong lúc Tống Thư Hàng đang miên man suy nghĩ lung tung thì có một cục đá bay cái vèo qua chỗ hắn. Tống Thư Hàng đang lăn quay căn bản không thể nào tránh né được, cuối cùng, cục đá kia xẹt qua đầu hắn cạnh của cục đá bén như dao cạo kéo thẳng một đường qua ra đầu của tống thư hàng cạo bay một mớ tóc một khắc sau hai mắt của tống thư hàng tối sầm lại hôn mê bất tỉnh mẹ ơi bạch tiền bối đang thất thần thật là đáng sợ ngay lúc nào trên không trung ở biển đông ba cặp cánh sau lưng bạch hạc chân quân đang đập rất khí thế chỉ cần hắn nghĩ tới mình sắp có thể gặp được bạch tôn giả kính yêu nhất trong lòng mình thì trái tim của hắn cũng ngọt lịm như mới vừa được ăn mật ong xong hắn nhịn không được, chỉ muốn cất cao giọng hát một bài để giải tỏa sự kích động trong lòng. Lúc này, đột nhiên ở đằng trước có một đạo kiếm quang đang phóng nhanh về phía hắn. Đạo kiếm quang kia kèm theo ánh sáng sao băng, trông cực kỳ đẹp mắt. Hơn nữa kiểu bay cũng có cá tính lắm, trái phải trái phải, lên cao xuống thấp. Hơn nữa, tốc độ còn cực kỳ nhanh nữa. Ồ, đó là khí tức kiếm khí của bạch tiền bối mà. Là một loại phi kiếm dùng một lần nào đó hay xoa. Từ xa, Bạch Hạc chân Quân đã cảm ứng được khí tức trên thân kiếm rồi. Cái gì ở trên thân kiếm thế nhỉ? Bạch Hạc chân Quân mở to hai mắt, ánh mắt xuyên thấu qua ánh sáng sao băng, nhìn về thứ ở trên phi kiếm. Sau đó, hắn phát hiện có một người đàn ông trông rất quen, mặt mày tái nhợt ở trên phi kiếm. Ồ, đây không phải là Tô Thị A thất đạo hữu à? Sao hắn lại cưới trên phi kiếm dùng một lần của Bạch Tiền Bối thế nhỉ? Trong lòng Bạch Hạc chân Quân cảm thấy nghi hoặc vô cùng tuy rằng bạch hạc chân quân không quen thân gì với tô thị a thất nhưng dù sao thì hai bên cũng là bạn bè chung một vòng nên gặp mặt thì ít nhất cũng sẽ chào hỏi nhau một tiếng cho nên mình phải lên chào hỏi mới được bạch hạc chân quân vỗ cánh bay về phía đạo kiếm quang kia đứng từ xa vẫy tay với tô thị a thất hello a thất đạo hiếu xin a a a a a, -a, -a. tương đương a thất đạo hiếu chỉ có thể dùng một tràng kêu la thảm thiết để đáp lời bạch hạc chân quân một khắc sau kiếm quang vèo một cái bay ngang qua sát bên cạnh Bạch Hạc Trân Quân. Bạch Hạc Trân Quân vừa mới quay đầu lại nhìn thì Tô Thị A Thất đã biến khuất bóng mất tiêu rồi. Tốc độ này nhanh tới mức khiến cho người ta hết hồn. Bạch Hạc Trân Quân, Tô Thị A Thất đảo hữu đang chơi cái trò gì thế? Một lúc sau, Bạch Hạc Trân Quân lắc đầu. Thôi kệ hắn vậy, gặp Bạch Tiền Bối quan trọng hơn. Bạch Tiền Bối, ta tới đây. Không biết Bạch Tiền Bối có còn nhớ mình hay không nữa, hắn chính là con bạch hạc nho nhỏ ở bên cạnh thiên giác nhai năm nào đây. Bạch hạc chân quân càng nghĩ càng có cảm giác nôn nao trong dạ, vậy nên hắn tiếp tục vỗ cánh, hớn hở bay về phía hòn đảo nhỏ ở biển đông kia. Chấm, bên kia, ở chỗ giao nhau giữa biển đông và Thái Bình Dương, có một hòn đảo nhỏ thần bí chưa bao giờ xuất hiện trên bản đồ thế giới. Toàn bộ hòn đảo đều được sức mạnh siêu nhiên bao phủ. Dù là khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay cũng không thể nào phát hiện ra được sự tồn tại của nó phía trên hòn đảo kia có vô số bươm bướm đủ màu bay muốn nơi này chính là Linh Điệp Đảo, nhà của Vũ Nhu Tử Cô Nương. Linh Điệp Tôn Giả ngồi tĩnh tọa trong một ngôi đình nghỉ mát, miệng nhấm nháp trà do con gái cưng tự tay làm. Đồng thời, Tôn Giả cũng lên tiếng, hỏi Vũ Nhu Tử chuẩn bị xử lý chuyện của thế gia họ sở với hư kiếm phái kia kiểu gì. Tạm thời sư muội không có hành động gì hết, ý của sư muội là muốn yên lặng theo dõi diễn biến trước, ít nhất thì đợi đến khi cuộc chiến đoạn tiên đài của thế gia họ sở và hư kiếm phái kết thúc thì lại xem tình hình mà làm việc. Một con linh điệp cực lớn cầm theo điện thoại, bay bay bên cạnh linh điệp tôn giả. Bên trong điện thoại phát ra giọng của đại sư huynh lưu nhất kiếm của linh điệp đảo. Tốt lắm, nếu như vũ nhu tử đã muốn yên lặng theo dõi tình hình thì các ngươi cũng đừng vội nhúng tay vào chuyện của thế gia họ sở và hư kiếm phái. Linh điệp tôn giả thản nhiên nói. Vâng thưa sư tôn, lưu nhất kiếm lớn tiếng đáp lại yên lặng theo dõi tình hình là chuyện mà hắn thích nhất đấy bởi vì đỡ vất vả ừ nhưng phải chú ý theo dõi nhất cử nhất động của hư kiếm phái nếu như trong bọn chúng có người dám ra tay với vũ nhu tử thì ngươi biết phải làm gì rồi đúng không linh điệp tôn giả nhắc vào điểm chính hiểu rồi sư tôn lưu nhất kiếm đáp mong rằng hư kiếm phái đừng có tự tìm đường chết dù sao thì nếu hắn mà ra tay thì tốn sức tốn thể lực lắm đấy thứ như hát tể lực này có thể bớt được chút nào thì hay chút đó, nó là những năng lượng quý giá, xa xỉ lắm. Linh điệp tôn giả gật đầu hài lòng, sau đó cúp máy. Con linh điệp lớn kia đưa điện thoại tới trước mặt linh điệp tôn giả. Sau đó vui mừng vỗ cánh bay về lại trong đàn linh điệp. Linh điệp tôn giả lại nhấp thêm một hớp trà, mở cái máy laptop ở trước mặt, mở phần mềm chat ra, lên nhóm cửu châu số 1. Ừ, tài khoản của bản thân tôn giả không gia nhập nhóm cửu châu số 1 cho nên hắn lén lút online nick của con gái. Sau khi mở nhóm cửu châu số 1 lên thì cái mớ, mim bạch tiền bối, đủ loại tư thế spam đầy màn hình thiếu chút nữa đã trói mù mắt của linh điệp tôn giả. Ồ, đây không phải là ảnh của bạch đạo hữu à? Sao lại biến thành mim hết thế này? Linh điệp tôn giả cảm thấy khó hiểu. Hắn nghi hoặc kéo nhật ký chat trong nhóm lên xem, vất vả lắm mới kéo tới phần đầu tiên của nhật ký chat, tìm ra đáp án hóa ra đây là bộ mim do vũ nhu tử tự mình làm à. Linh điệp tôn giả xem tới đây thì trong lòng chợt động. Bộ mim do con gái tự mình làm đấy. Ngón tay của tôn giả lặng lẽ ấn một cái, im lặng tải bộ mim bạch tiền bối này xuống. Sau đó, hắn thấy phần lớn các đạo hữu đang online trong nhóm cửu châu số một đều đã đổi ảnh đại diện của mình thành ảnh mim của bạch tôn giả hết rồi. Đây là trào lưu mới ở trong nhóm à, linh điệp tôn giả lầm bẩm nếu như đây là trào lưu mới thì con gái của mình cũng không thể bỏ lỡ được. Hơn nữa đây là bộ mim do con gái mình tự tay chế ra mà. Vậy cho nên Linh Điệp Tôn Giả chọn ra một bức, mim bạch tiền bối hạnh phúc, trong bộ mim bạch tôn giả kia, tiện tay đặt bức này thành ảnh đại diện mới của Vũ Nhu Tử. Ừ, không tệ, trông đẹp lắm. Linh Điệp Tôn Giả gật đầu ra chiều vô cùng hài lòng. Sau đó, hắn lại mở tên tống tiền bối trong danh sách bạn bè ra để đọc nhật ký chat của Vũ Nhu Tử với Tống Thư Hàng. Ừ, được lắm, Linh Điệp Tôn Giả lại gật đầu thỏa mãn lần nữa, quan hệ giữa con gái với vị Tống Tiền Bối này không có tiến triển về hướng quan hệ trai gái gì, rất tốt. Cuối cùng, Linh Điệp Tôn Giả cảm thấy mỹ mãn lo cao. Chấm. Bên kia, chỗ giao nhau giữa Hoa Hạ và Cao Ly, ở trong dưới lòng đất sâu bên dưới một khu nhà dân bình thường, có ẩn chứa một cái động phủ bế quan đệ tử của đồng quái tiên sư là thiết quái toán tiên đang bế quan ở trong cái động phủ này. Một quẻ, siêu may mắn, đại cát đại lợi, vận may ập xuống đầu, quẻ thượng 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 của sư tôn đã dọa cho thiết quái toán tiên sợ mất mật. Nên hắn chui rúc ở bên trong chỗ bế quan này, không dám bước ra cửa chính một bước. Ngoài ra, hắn còn bày thêm gần 300 cái trận pháp phòng ngự khác ở phía trên chỗ mình bế quan bởi vì có vết xe đổ của tiền bối hiến công cư sĩ trong nhóm cửu châu số 1, trong lúc hiến công cư sĩ vui vẻ bế quan thì tự nhiên bị dội một quả bom nguyên tử vào đầu. Cho nên thiết quái toán tiên cảm thấy, với cái vận rủi đáng sợ của mình bây giờ, lỡ mà tự nhiên có một quả bom nguyên tử dội xuống đầu thì hắn cũng chẳng lấy làm lạ. Nên không thể không đề phòng. Bế quan lâu quá, nên thiết quái toán tiên cảm thấy hơi chán, dù sao thì cũng không phải hắn đang bế quan thật, hắn chỉ đang tránh vận rủi mà thôi, không thể nào thật sự bế quan suốt mấy năm được. Trong lúc nhàm chán, hắn móc điện thoại ra, lên nhóm cửu châu số 1 xem mọi người buôn chuyện. Thiết quái toán tiên không thích chat chít nhiều trong nhóm, nhưng hắn thích xem các tiền bối trong nhóm chuyện trò đủ loại chủ đề khác nhau. Hôm nay hắn vừa mới mở nhóm ra, thì trên màn hình toàn là mim của một vị tiền bối vô cùng xinh đẹp. Cái gì thế này, thiết quái toán tiên nhanh chóng kéo màn hình điện thoại, đọc lại nhập ký chat. Một lát sau, hóa ra vị tiền bối này chính là bạch tôn giả có, vận khí vô song, trong truyền thuyết đây sao, quả nhiên giống hệt như lời sư tôn đã nói, là một người cực kỳ xinh đẹp. Thiết quái toán tiên lầm bẩm Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, hắn nhanh chóng mở không gian nhóm ra, quyết đoán ấn tải bộ mim của bạch tiền bối xuống. Sau khi tải xong, hắn bắt đầu tìm tìm kiếm kiếm trong số các mim đó, rốt cuộc cũng tìm được bức vừa ý nhất mim bạch tiền bối chúc phúc. Thiết quái toán tiên lại quyết đoán đổi cái mim này thành ảnh đại diện của mình. Sau khi đổi ảnh đại diện xong, thiết quái toán tiên lại quay màn hình lại, phóng to cái bức bạch tiền bối chúc phúc kia ra toàn màn hình. Sau đó, hắn lại lấy lưu hương, cắm nhang vào lại. Tuy rằng tới giờ vẫn chưa gặp mặt lần nào, nhưng bạch tiền bối may mắn vô song ơi, xin ngài hãy phù hộ cho ta, khiến ta bớt xui rủi đi, có thể an toàn sống qua đại kiếp nạn lần này, thiết quái toán tiên thành tâm thành ý khấn vái. Sau khi khấn xong, có lẽ là tâm lý có chỗ gửi gắm thiết quái toán tiên cảm giác hình như tâm trạng của mình tốt hơn hẳn. Chấm chấm, trên hòn đảo ở Biển Đông. Không biết qua bao lâu, Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Hắn nhớ là mình đã nếm thử một cú ngã lún đất của bạch tiền bối ở khoảng cách gần thì phải. Chắc là bây giờ mình phải bị thương nặng dữ lắm, nói không chừng còn nghiêm trọng hơn cả cái cô nàng sở sở kia nữa. Hứng chọn uy lực của cú ngã lún đất do bạch tiền bối gây nên ở khoảng cách gần như thế mình còn sống được cũng là may mắn lắm rồi. Ủa, lạ thế, sao không thấy đau đớn chút nào là sao? Tống Thư Hàng mở to hai mắt. Hắn nhìn khắp người mình, lạ thật, vẫn nguyên si chẳng bị xây sát gì. Không chỉ có thân thể, ngay cả cái hố bị bạch tiền bối ngã sập xuống cũng không thấy đâu. Là ảo giác à, ảo giác chân thật cỡ này đúng là hiếm thấy thật. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì Tống Thư Hàng phát hiện ra thân thể của bạch tiền bối lại thật sự nằm bẹp trên mặt đất, vẫn đang nằm bẹp trên đất không cục cửa. Tống Thư Hàng, mẹ ơi, lẽ nào ban nãy bạch tôn giả thật sự đã ngã lún đất à? Vậy tại sao trên mặt đất lại không có cái hố nào? Chẳng lẽ trong nháy mắt khi bạch tiền bối ngã xuống thì đã khống chế được lực đạo từ cú ngã của mình rồi à? Nếu thật sự là thế thì tại sao bạch tôn giả vẫn chưa đứng dậy nữa? Hắn đang chơi trò giả chết sao? Không, đợi đã, chẳng lẽ đây là tác dụng của cái năng lực ảo ảnh chân thực mà bạch tôn giả vừa dùng khi nãy ngược lại với thực tại ảo năng lực này có thể khiến một số chuyện đã xảy ra thành ảo giác chẳng lẽ khi nãy đúng là bạch tôn giả đã ngã lún đất tạo thành một cái hố to mà tiểu tu sĩ họ tống đáng thương là hắn đây vì đứng gần nên đã lĩnh chọn màn phục vụ ngã lún đất của bạch tôn giả nhưng rốt cuộc chuyện đã từng xảy ra thật sự này lại biến thành một trận ảo giác dưới tác dụng của năng lực ảo ảnh chân thực kia nếu thật sự như vậy thì chẳng phải năng lực này rất nghịch thiên à. Tôn giả thất phẩm đáng sợ tới vậy sao? Tỉnh lại đi, bạch tiền bối, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại nào. Tống Thư Hàng ngồi xổm xuống bên cạnh bạch tôn giả, chọc chọc vào mặt của bạch tôn giả. Hửm, bạch tôn giả rụi rụi đôi mắt nhập nhèm, sau đó nhìn Tống Thư Hàng với vẻ mơ màng. Tống Thư Hàng vội chuyển tầm mắt sang chỗ khác, hỏi, bạch tiền bối, sao tự nhiên ban nãy ngươi lại thất thần thế? Ừm, ban nãy ta thất thần à, bạch tôn giả ngồi xếp bằng lại rụi rụi mắt, đây là năng lực ảo ảnh chân thực đấy, ta vẫn chưa thể nắm giữ nó hoàn toàn, đôi lúc dùng tới sẽ phải đầu nhập quá nhiều tinh thần lực, xảy một cái là lại thất thần ngay. Không tạo thành ảnh hưởng gì đấy chứ. Chắc là không có, tống thư hàng đáp. Đột nhiên, đậu đậu nó ló đầu ra khỏi lều, chêm vào một câu, không ảnh hưởng tới mấy thứ khác, câu, ngoại trừ đầu của thư hàng. Đầu của ta, tống thư hàng nghi hoặc sờ lên cổ của mình đâu có gì đâu hắn vừa mới nói xong thì có một cơn gió biển thổi vào gió biển ào ào mang theo cảm giác mát lành tống thư hàng cảm giác trận gió này thổi qua người rất thoải mái duy chỉ có trên đỉnh đầu là lành lạnh thôi vậy nên hắn giơ tay lên sờ sờ đầu của mình tống thư hàng hắn không tin lại giơ tay kia lên sờ sờ trên đầu của mình tống thư hàng Bạch tôn giả ngồi phía trước vẫn giữ bộ dạng cực kỳ nghiêm trang, trên mặt hắn không lộ ra vẻ gì hết. Bạch tiền bối, ngài có cái gương nào không? Tống thư hàng lên tiếng hỏi thử. Bạch tôn giả xoẹt một cái, rút bội kiếm của mình ra dơ lên trước mặt tống thư hàng. Thân kiếm bóng loáng, còn rõ ràng hơn cả gương soi. Tống thư hàng soi soi trên thân kiếm. Trên kiếm phản chiếu ra bộ dạng của một thiếu niên trắng nõn, thiếu niên có làn da trắng, mặt mày hiền lành chỉ riêng mái tóc của thiếu niên là có vấn đề mái tóc nam sinh bình thường của hắn nay lại xuất hiện một đường trụi lủi ở giữa tống thư hàng thôi thì cạo hết luôn đi dù sao thì cũng mọc lại nhanh thôi bạch tôn giả đề nghị tống thư hàng thở dài thườn thượt nào ngờ hắn một mực tránh cho chân ngã trong thức hải biến thành đầu chọc nhưng bây giờ chân thân của hắn lại đi lên con đường đầu chọc trước một bước là sao sau khi cạo chọc liệu mình có mạnh lên không nhỉ Đạo đi, Tống Thư Hàng lại thở dài thêm lần nữa. Bạch Tôn giả giơ tay ra, trong lòng bàn tay được một tầng linh lực mỏng bao trùm, bàn tay của hắn lướt nhẹ một vòng trên đầu Tống Thư Hàng. Ba ngàn sợi phiền não, rơi hết xuống đất. Thư Hàng sư huynh, lúc này, tiểu hòa thượng vội chạy tới, nó vui hớn hở nhìn Tống Thư Hàng, có phải là người định xuất ra hay không? Không phải, sư huynh chỉ đổi kiểu tóc mà thôi. Tống Thư Hàng trả lời cực kỳ kiên định nhưng thư hàng sư huynh cạo chọc trông đẹp trai lắm, tiểu hòa thượng chắp tay, ta cảm giác thư hàng sư huynh để đầu chọc rất hợp, đúng là trời sinh đã có duyên làm hòa thượng mà. chương 341 suyệt, các ngươi xem ta phát hiện ra thứ gì này. Một con cá lạc đàn ngốc nghếch, trời sinh có duyên làm hòa thượng á, bậy 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 nè, đồng ngôn vô kỵ, đại cát đại lợi, chỉ là mấy cọng tóc thôi mà, mấy ngày nữa là mình sẽ mọc lại ngay. Tự an ủi xong, Tống Thư Hàng cốc đầu Tiểu Hòa Thượng một cái thật mạnh. Tiểu Hòa Thượng giơ hai tay lên che lấy cái chán của mình, mắt dương rưng, trên khuôn mặt nhỏ xíu nghiêm túc của nó tràn đầy uất ức rõ ràng nó chỉ nói suy nghĩ thật lòng ra thôi mà, tại sao lại cốc đầu nó. Thư Hàng sư huynh thật là quá đáng. View view view, lại thêm một trận gió biển thổi qua, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy đầu vô cùng mát mẻ, loại cảm giác mát mẻ kỳ quái này làm cho hắn không quen lắm. Tống Thư Hàng sờ lên cái đầu trụi lùi của mình, thở dài hỏi bạch tôn giả, bạch tiền bối à, vừa rồi chính là ảo ảnh chân thực phải không? Nếu như đã biến chân thực thành hư ảo rồi thì tại sao tóc của ta lại bị cạo một đường thế? Ngay cả cái hố to trên mặt đất cũng đã biến mất. Vậy thì tại sao phần tóc bị cạo chọc của hắn lại không mọc lại kia chứ? Ha ha, thực ra đây chỉ là một vấn đề kỹ thuật nho nhỏ mà thôi. Bạch Tôn giả mỉm cười giải thích, ta vẫn chưa hoàn toàn nắm vững năng lực ảo ảnh chân thực này cho nên để tránh khi sử dụng ảo ảnh chân thực chính bản thân mình cũng không phân rõ hiện thực hay hư ảo vì vậy ta đã tạo ra một vật mấu chốt thứ này sẽ không bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh chân thực có thể phát huy tác dụng nhắc nhở ta để ta không không bị mất khống chế mà xa vào trong ảo ảnh chân thực này quá sâu mà thứ mấu chốt do ta đặt ra chính là lông tóc bởi vì cho dù tóc có mất đi hết thì cũng không tạo thành ảnh hưởng với thân thể con người lại còn dễ nhìn thấy nữa chứ Tống Thư Hàng sờ lên cái đầu chọc của mình nói cách khác, hắn có chút xui xẻo, bị thương ở đâu không bị, chỉ có tóc bị dính trường. Bởi vì thân là, vật mấu chốt, cho nên tóc không được năng lực ảo ảnh chân thực của bạch tôn giả bảo vệ, thế nên mới bị cạo sạch. Biến thành một tên đầu trọc thật sự. Đây đúng là một câu chuyện bi thương mà. Trong lều, không biết đậu đậu lấy từ đâu ra một thứ trông như thủy tinh, dơ lên nhắm ngay phía Tông Thư Hàng vật thủy tinh trong tay đậu đậu lóe sáng lên một cái. Ánh sáng chiếu lên người Tống Thư Hàng, trong đó có một phần ánh sáng tụ lại ở trên đỉnh đầu của Tống Thư Hàng, phát ra ánh sáng phản xạ trói mắt. Tống Thư Hàng, hắn xoay đầu lại, im lặng nhìn về phía đậu đậu, đậu đậu, ngươi làm gì đấy? Chụp cái ảnh lưu niệm đấy, go, đậu đậu chỉ chỉ vào khối thủy tinh kia, rồi giải thích đây là bảo thạch lưu ảnh, trước kia nó là thứ rất quý hiếm đó, Trước khi camera được tạo ra thì các tu sĩ cấp thấp đều dùng thứ này để chụp ảnh. Điện thoại của ta vẫn đang nằm trong tay Chu nên chỉ có thể lấy nó ra chụp một bức ảnh mà thôi. Nói xong, Đậu Đậu lại ấn nhẹ lên khối thủy tinh một cái, khuôn mặt phóng to của Tống thư hàng chiếu lên trong hư không. Trong bức hình, Tống thư hàng đang tò mò xoay đầu lại, mà đúng lúc này trên cái đầu chọc lóc của hắn vừa lúc hắt lại ánh sáng từ phát ra từ khối thủy tinh. Phản xạ ánh sáng làm cho cả cái đầu của Tống Thư Hàng bị bao phủ một chùm sáng, trông giống như đầu hắn có kèm theo tháng quang vậy. Trông ngu si khỏi nói. Tống Thư Hàng, không ngờ ta lại có thiên phú chụp ảnh đến thế. Đậu đậu đắc ý cất khối thủy thủy tinh kia đi. Tống Thư Hàng cắn răng nói, đậu đậu, mau xóa tấm hình này đi. Bằng không thì chúng ta tuyệt giao. Đậu đậu đắc ý phất phất tay với Tống Thư Hàng, vậy tuyệt giao đi há, gâu tương đương. Tống Thư Hàng xoa xoa huyệt thái dương của mình, mệt mỏi thật. Hắn quay đầu lại nhìn bạch tiền bối, bây giờ đầu mình cũng chọc rồi, không biết bạch tiền bối đã bớt giận chưa nhỉ. Sau đó, Tống Thư Hàng lập tức nhìn thấy bạch tôn giả đang ngửa đầu nuốt một viên đan dược ổ, lẽ nào cái ảo ảnh chân thực ban nãy đã làm bạch tiền bối tiêu hao rất nhiều năng lượng. Lại phải nuốt đan dược để khôi phục linh lực à? Được rồi, tinh thần lực đã khôi phục lại tới trạng thái tốt nhất rồi. Lần này nhất định có thể làm được. Bạch tiền bối nói khẽ, sau đó vẫy vẫy tống thư hàng, thư hàng chuẩn bị đi, chúng ta lại thử ảo ảnh chân thực thêm một lần nữa nhé. Khoan đã tiền bối, ta đã không còn tóc nữa rồi, nhất định phải giữ lại lông mày cho ta đấy nhé. Tống thư hàng kêu lên hắn nhớ là khi nãy bạch tiền bối mới nói qua, vật mấu chốt của ảo ảnh chân thực là long tóc. Nói cách khác không chỉ là tóc, kể cả tất cả những thứ vào hàng lông như lông mày, lông mi, dâu đều được. Đã không có tóc rồi, nếu như lại không có lông mày nữa thì xấu lắm. vừa dứt lời, tống thư hàng đã cảm thấy hoa mắt, nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây, tiếng nước chảy ầm ầm vang lên bên tai tống thư hàng. hắn cố gắng ngẩng đầu lên, sau đó hắn lập tức trông thấy một thác nước hùng vĩ khổng lồ không cách nào tả nổi, quả thực tựa như nước từ ngân hà trút xuống. hùng vĩ thật, tống thư hàng lên tiếng nói nhưng vừa mới há miệng ra thì hắn phát hiện có điều gì đó là lạ. Bởi vì có nước ùa vào trong miệng của hắn, sau đó, phần nước này lại bị đẩy ra ngoài từ hai bên mặt của hắn. Mà trong toàn bộ quá trình này, hắn vẫn cảm nhận được một loại cảm giác giống như đang, hô hấp, như thể hắn được bổ sung thêm dưỡng khí từ trong nước là sao. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trong lòng Tống Thư Hàng cảm thấy rất đối nghi hoặc hắn định đưa tay lên sờ mặt mình thử thì lại xảy ra biến hóa quỷ dị gì nữa rồi không biết. Nhưng ngay sau đó, ủa, tay đâu, sao ta lại không cảm giác được tay của mình nữa rồi? Không chỉ có tay, mà dường như cả chân cũng bị mất nữa. Tống thư hàng nôn nóng chuẩn bị cúi đầu, muốn nhìn xem rốt cuộc cơ thể mình bị làm sao. Thế nhưng hắn phát hiện mình không thể cúi đầu được, nói đúng hơn thì chắc là bây giờ hắn không có thứ gọi là cổ nữa, đầu và thân thể của hắn trực tiếp nối liền một chỗ với nhau nên hắn không thể cúi xuống nhìn thân thể của mình được bạch tiền bối lại đang chơi trò gì nữa đây sao rồi đã quen với thân thể mới này chưa hả đúng lúc này tiếng nói quen thuộc của bạch tôn giả lại vang lên ở phía trên tống thư hàng tống thư hàng ngẩng đầu lên thì lập tức nhìn thấy bạch tôn giả tuấn mỹ vô song quen thuộc lúc này bạch tôn giả đang mỉm cười hớn hở ngồi xổm bên cạnh thư hàng lớn thật đấy ở trong tầm nhìn của Tống Thư Hàng lúc này, thoạt nhìn Bạch Tôn Giả quả thực trông giống như người khổng lồ trong truyền thuyết thời viễn cổ vậy. Tống Thư Hàng đoán chừng cơ thể mình chỉ to cỡ bằng bàn tay của Bạch Tôn Giả mà thôi. Tiểu Hòa Thượng quả quả đang im lặng đứng bên cạnh Bạch Tôn Giả, lúc này, Tiểu Hòa Thượng cũng biến thành kích cỡ người khổng lồ luôn. Ọc 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 ọc, Tống Thư Hàng đang định mở miệng nói chuyện, nhưng lúc há miệng ra thì lại có thêm một đợt nước tràn vào miệng hắn, sau đó sóng nước lại chảy ra hai bên má nhờ đó hắn lại được bổ sung dưỡng khí. Cảm giác này thực sự là quá chua sót. Vẫn chưa quen với thân thể mới này sao? Thời gian có hạn thôi, nên người cố mà tập làm quen đi. Bạch tôn giả cúi đầu xuống, cười nói với Tống Thư Hàng. Thân thể mới, Tống Thư Hàng nhìn vào mắt Bạch tôn giả. Suốt cục, hắn dùng con người của Bạch tôn giả làm tấm gương, thấy rõ bộ dạng của mình lúc này. Đó là một con cá màu vàng, đang chìm nổi, đung đưa qua lại ở trong nước ta biến thành cá rồi. Ảo ảnh chân thực của bạch tôn giả thậm chí còn có thể thay đổi được cả giống loài luôn sao. Từ sau khi biết được mình bị biến thành một con cá cá, Tống Thư Hàng thử lắc lư thân dưới, thân thể đung đưa ở trong nước theo bản năng. Bơi lội chỉ đơn giản như vậy. Xem ra ngươi đã quen với thân thể mới này rồi. Bạch tôn giả cười ha ha nói, sau đó chỉ lên thác nước to lớn kia, nhìn thấy thác nước chứ hả? Lên đi, lên. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía thác nước, tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây kia, độ khó hơi bị lớn. Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng của Tống Thư Hàng từ qua ánh mắt của hắn. Độ khó chỉ cỡ này thôi mà đã dọa người sợ rồi à? Cá vượt Long Môn trong truyền thuyết còn khó hơn bơi lên cái thác nước này nhiều lắm, hơn nữa cảnh giới Dược Long Môn nhất phẩm mà người phải vượt qua để tấn cấp cũng không dễ dàng hơn việc người phải dùng thân thể cá nhỏ này bơi ngược dòng thác nước đó đâu. Bạch tôn giả cười nói, cho nên đừng có sợ gì hết, cứ việc xông lên đi. Bây giờ ngươi đừng nghĩ gì hết, chủ yếu chỉ cần thể nghiệm thử cảm giác, dược long môn, này là được. Thư hàng sư huynh cố lên, tiểu hòa thượng quả quả chắp tay, nhìn về phía tống thư hàng đã bị biến thành con cá nhỏ màu vàng nói, ta tin rằng với nghị lực của thư hàng sư huynh, chắc chắn có thể xông lên thác nước kia được. Tống thư hàng âm thầm cắn răng trong lòng, liều mạng vậy, không phải chỉ là bơi ngược dòng lên thác nước thôi à, dù sao thì ở trong ảo ảnh chân thực này cũng không chết được, vậy thì sợ gì chứ? Thế là Tống Thư Hàng lắc đầu vẫy đuôi, ra sức bơi về phía thác nước, vừa bơi vừa làm quen với thân thể mới của mình nhưng trong lòng của hắn vẫn thắc mắc vài điều, bơi ngược dòng lên thì cũng được thôi, nhưng tại sao Bạch Tôn giả lại phải biến mình thành một con cá chứ? Chẳng lẽ ngài ấy có thâm ý gì sao? Chấm chấm. Trong lúc hắn suy tư, phía trước Tống Thư Hàng lại xuất hiện một thân ảnh to lớn khác đó là thân ảnh một con chó kinh ba chính là đậu đậu. Ủa, đây là đâu thế này? Đậu đậu khẽ lắc đầu, xem ra lần này phạm vi ảo ảnh chân thực của bạch tôn giả bao phủ rất rộng, ngay cả đậu đậu đang trốn ở trong lều cũng bị cuốn vào. Chỉ là thời gian đậu đậu bị cuốn vào hơi muộn hơn tiểu hòa thượng và tống thư hàng một lúc. Bây giờ đậu đậu trông có chút mơ hồ. Một lát sau, nó khôi phục lại, gâu, xem ra, đây là ảo ảnh chân thực mà bạch tôn giả nói tới sao. Thật là lợi hại. Nó quay đầu nhìn xung quanh, thấy Bạch Tôn Giả và Tiểu Hòa Thượng đang đứng đó không xa. Sau đó lại nhìn bốn phía thấy thác nước cùng đáy nước. "Xuyệt, các ngươi xem ta phát hiện ra thứ gì này." Một con cá bơi lạc đàn ngốc nghếch. Đây là con cá nhỏ màu vàng nhìn rất ngu ngốc, động tác bơi lội của nó cũng rất kỳ cục. Đậu Đậu nghĩ mình chỉ cần chụp nhẹ về phía trước là có thể bắt được con cá màu vàng kia. Nghĩ là làm đậu đậu kêu lên một tiếng hớn hở rồi nhào vào trong nước, vỗ móng vuốt đập cho con cá ngu ngốc trong nước bay lên. Sau đó, móng vuốt nó chộp lấy con cá ngốc ngách này. Tiếp theo đậu đậu há to mồm, thuần thục ném con cá màu vàng ngu ngốc ban nãy vào trong miệng chó, nhai nhai hai cái rồi ực một tiếng nuốt luôn con cá ngu ngốc ấy xuống. Không cần ngạc nhiên đâu, đậu đậu là tay bắt cá cử khôi đấy. Hồi nó mới bỏ nhà ra đi, còn chưa tu luyện tới cảnh giới tích cốc, vậy nên nó đã luyện được bản lĩnh đi săn. Đậu đậu lên núi có thể bắt hổ, xuống biển có thể vớt cá mập, chỉ là một con cá bé tẹo thế này, chân chó vói xuống một cái là bắt được ngay. Không tệ, hất thịt tươi, nhai lại dai, mùi vị rất ngon. Đừng mà đậu đậu tiền bối, đó thư hàng sư huynh đấy. Âm thanh lo lắng của tiểu hòa thượng truyền tới chậm mất nửa nhịp. Bạch tôn giả ở bên cạnh chớp chớp mắt, sự cố đột nhiên xảy ra này đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn chương 342, cảm xúc trên tay không tệ lắm. Móng vuốt chó sắc nhọn đâm vào thân thể, khiến hắn đau đớn thấu tim can. Sau đó là cái mồm chó to lớn cùng với hàm răng sắt bén. Ở giữa mấy kẻ hở còn có mấy mảnh rau củ nhỏ, thử nghĩ xem hàm răng này mà cắn xuống một phát trên người mình, sau đó lại nhai nhai thêm mấy cái. Cảm giác đau đớn ấy chắc phải buốt thấu tim ấy chứ. Của thực là đau đến khắc cốt ghi tâm, khoảnh khắc này, e rằng sẽ trở thành cơn ác mộng ám ảnh Tống Thư Hàng suốt một khoảng thời gian dài về sau. Có khi nào mình bị mắc bệnh dại không? Bị cắn một cái mạnh cỡ này, chắc là sẽ bị bệnh chó dại chứ nhỉ? Sau đó, ực một tiếng, thiếu niên Tống Thư Hàng biến thành một con cá vàng nhỏ, cứ thế, bị kinh ba đậu đậu nuốt mất. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thân thể tuột xuống qua một lối đi trơn tuột, rơi thẳng xuống một cái vực sâu không đáy vô cùng đáng sợ nơi này là dạ dày của đậu đậu à. Đậu đậu, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Cho dù ngươi có quỷ gối trước mắt ta, khóc lóc van xin thì ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Ui 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 đây là dịch dạ dày sao, đau quá, cảm giác như thân thể đang bị hòa tan vậy. Tống thư hàng hận không thể khóc một trận thật lớn, nhưng hắn đã biến thành một con cá vàng, nên hình như lượng muối trong người không đủ, không thể nào tiết nước mắt được. Đây chính là nỗi buồn của những dòng nước mắt cạn khô đậu đậu tiền bối, mau nhả ra, mau nhả thư hàng sư huynh ra đi. Tiểu hòa thượng vắt đôi chân ngắn cuốn của mình chạy vội đến bên cạnh đậu đậu, rồi giơ tay ôm đậu đậu lại. Sau đó nó cầm chân sau của đậu đậu sách ngược lên, dùng sức lắc thật mạnh. Chờ một chút, chờ một chút, ta chỉ ăn có một con cá thôi mà. Người đang làm cái gì vậy hả? Đậu đậu bị lắc đến mức đầu váng mắt hoa, nhưng nó lại không dám dùng sức duỗi chân. Cái thân thể nhỏ xíu của tiểu hòa thượng mà bị nó đạp một cái thôi thì sẽ toi mất. Cho nên, đậu đậu chỉ có thể mặc kệ cho tiểu hòa thượng lắc lắc thân thể nó điên cuồng. Còn cá đó chính là thư hàng sư huynh đấy. Bạch tiền bối biến tống sư huynh thành con cá nhỏ, muốn huynh ấy bơi ngược lên thác nước kia để thể nghiệm cái cảm giác gọi là cá vượt long môn. Đậu đậu tiền bối, người đã ăn thư hàng sư huynh mất rồi. Mau nhả ra đi, nếu không mau nhả ra thì sẽ chế mất, lỡ như mà tiêu hóa hết thì hỏng việc mất đến lúc đó tống thư hàng sư huynh sẽ bị biến thành phân của ngươi rồi thải ra mất hòa thượng hoảng sợ kêu lên biến thành phân rồi thải ra những lời này truyền đến tai tống thư hàng đang trong dạ dày của đậu đậu tống thư hàng nghiêng đầu qua một bên ngay lúc hắn nghĩ tới phân sau đó lập tức nghĩ tới cái chết nếu như bị biến thành phân thì hắn thả chết luôn cho xong đừng lắc nữa đừng lắc nữa mau thả ta xuống ta sẽ nhả con cá nhỏ màu vàng kia ra mà đậu đậu kêu lên tiểu hòa thượng vội vàng buông đậu đậu ra, đậu đậu nhăn nhó, lấy móng vuốt móc móc trong miệng. Sau đó, quẹ, đậu đậu nôn ra, phun con cá vàng nhỏ cả người đầy thương thích, toàn thân đều là máu ra ngoài. Ai cũng nói mõm cho không thể mọc ra được ngà voi nhưng sự thất chứng minh, trong miệng của nó có thể phun ra. Một con cá vàng nhỏ. Sau khi phun ra, nó lẩm bẩm nói, chẳng trách ta còn nghĩ làm sao con cá nhỏ này nhai đã như vậy, thì ra là thư hàng hà. Trên mặt đất, cá vàng vỗ nhẹ đuôi một cái. Không hổ là do Tống Thư Hàng biến thành, sức sống ương ngạnh như thế. Nếu là con cá bình thường, bị đậu đậu cắn một cái rồi xuống vào bụng như thế thì nhất định là đã chết mất đất rồi. Con cá vàng do Tống Thư Hàng biến thành nhìn đậu đậu với vẻ ai oán. Bị đậu đậu nuốt xuống bụng, sau đó lại bị nhổ ra lại, quá trình này. Suốt đời khó quên. Thư Hàng sư huynh, huynh có sao không? Thư Hàng sư huynh huynh đừng có chết mà tiểu hòa thượng nâng tống thư hàng lên lo lắng kêu to sau khi kêu mấy tiếng nó lại quay đầu lại kêu lên với bạch tôn giả bạch tiền bối mau tới đây xem đi tống thư hàng sư huynh sắp chết mất rồi tống thư hàng yếu ớt vẫy đuôi miệng đớp đớp quả quả mau thả ta xuống nước đi khó thở quá đừng sợ để ta xem cái đã bạch tôn giả bước nhanh tới chỗ tiểu hòa thượng xem xét thương thế tống thư hàng từ trên xuống dưới vết thương do vuốt chó gây nên, vết thương do bị răng chó cắn, còn có tổn thương do dịch dạ dày ăn mòn, đúng là thảm quá đi mất. Bạch tôn giả đưa tay cầm một chiếc nhẫn, chính là chiếc nhẫn đồng cổ của Tống Thư Hàng. Từ lúc hắn biến thành cá xong, vật phẩm trên người cũng tạm thời để ở chỗ bạch tôn giả. Bạch tôn giả kích hoạt chiếc nhẫn, dùng trì rũ thuật với Tống Thư Hàng. Cá vàng bé nhỏ đắm chìm trong ánh sáng của trì rũ thuật, thương thế trên người dần dần khôi phục lại. Bạch tôn giả hài lòng thu hồi chiếc nhẫn, nói, xong, chắc là đã khỏi rồi đấy. Tiểu hòa thượng thở phào nhẹ nhõm, hỏi, thư hàng sư huynh, huynh thấy đỡ hơn chút nào không? Tống thư hàng yếu ớt vỗ đuôi, miệng đớp đớp, khép khép mở mở tiền bối, quả quả, mau thả ta vào trong nước đi, nhanh lên một chút. Không được, không được, sắp tắt thở rồi. Cá vàng nhỏ dùng hết sức vỗ đuôi một cái, ngay sau đó, trước mắt tống thư hàng tối sầm. Tống thư hàng bản cá vàng đã tèo. Cá vàng há mỏ, linh hồn giống như đang bay ra ngoài từ trong miệng. Tiểu hòa thượng sửng người ra, rồi lại kêu to lên, không xong, bạch tiền bối, có phải tống thư hàng sư huynh ngủm rồi không? Đậu đậu, bạch tôn giả sờ sờ cầm, ngón tay thon dài trọt trọt vào người cá nhỏ, ừ, đúng là chết thật rồi. Nhìn bộ dạng này thì không thể cứu được rồi. Tiểu hòa thượng, vậy bây giờ phải làm sao đây? Không sao đâu, không cần lo lắng, chỉ chết thôi ấy mà, không có chuyện gì. Bạch tôn giả yên lặng nhìn đậu đậu, ngược lại thì đậu đậu, người phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Lần này ngươi cắn nuốt một phát như thế, tống thư hàng nhất định sẽ hận chết ngươi. kinh ba đậu đậu, đây cũng đâu thể đổ hết lên đầu nó chứ. Ai mà biết được tống thư hàng lại đột nhiên biến thành một con cá vàng thế này chứ. chuyện này bạch tôn giả ngươi cũng phải chịu trách nhiệm nữa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chịu lửa giận của Tống Thư Hàng đi, tốt nhất là nhân lúc này nghĩ ra mấy lời xin lỗi hay ho vào. Tí nữa rời khỏi đây, trước khi Tống Thư Hàng nổi giận thì quỳ xuống xin lỗi trước một bước, với tính cách của Tống Thư Hàng thì có một nửa khả năng là sẽ tha thứ cho ngươi. Bạch Tôn Giả đề nghị, đậu đậu gái gái đầu, phải quỳ xuống để xin lỗi sao? Chuẩn bị nhé, chúng ta đi thôi. Bạch Tôn Giả cười ha ha, búng tay một cái chóc. Mọi người chợt cảm thấy hoa mắt sau đó, thác nước, mặt nước, cá vàng nhỏ đều biến mất không thấy đâu nữa. Một khắc sau, mọi người lại trở về hòn đảo nhỏ trên biển đông kia. Bạch tôn giả xoa xoa huyệt thái dương, sắc mặt có chút mỏi mệt năng lực hư ảo, chân thực này hơi tốn sức một chút. Thật ra thì năng lực này không phải thứ linh tôn thất phẩm có thể dùng được. Bạch tiền bối chính là vượt cấp sử dụng kỹ năng, đương nhiên sẽ tốn sức hơn hẳn. Bên cạnh tôn giả, đậu đậu cau mày, vất vả nghĩ kiểu xin lỗi. Tiểu Hòa thượng ngơ ngác đứng tại chỗ, trong tay nó đang ôm Tống thư hàng bị hôn mê. "Thư hàng sư huynh, thật tốt quá, thư hàng sư huynh đã biến trở lại rồi." Tiểu Hòa thượng vội đặt Tống thư hàng xuống, tiếp đó vươn tay thử dò xét hơi thở của hắn, sau đó nó thở phào nhẹ nhõm, "Tốt rồi, tốt rồi." Tống thư hàng sư huynh vẫn còn sống. Ken két, ken két Tống thư hàng đang hôn mê dùng sức nghiến răng nghiến lợi thật không biết là do tức giận hay là đang hoảng sợ nữa thư hàng sư huynh tỉnh lại đi mau tỉnh lại tiểu hòa thượng xoa gò má tống thư hàng thật mạnh rất nhanh tống thư hàng mơ mơ màng màng tỉnh lại hôm nay ta lại có thể ngoan cường sống sót tống thư hàng lẩm bẩm nói tiểu hòa thượng chắp tay nghiêm túc nói không phải thư hàng sư huynh thật ra thì hôm nay huynh đã chết một lần rồi chết sao khóe miệng tống thư hàng co quắp móng chó cái miệng chó to lớn, hàm răng chó sắc bén, dạ dày chó đáng sợ. Đậu đậu, Tống Thư Hàng gào thét tuyệt đối không thể tha thứ cho nó được, nó lại dám cắn người mình nhai nhai mấy cái nữa, đau muốn chết luôn. Xin lỗi mà, đậu đậu cũng lớn tiếng đáp lại, ta sai rồi, Thư Hàng, tất cả đều là lỗi của ta. Ta không nên thấy cá là thèm, ta không nên ăn thịt cá nhỏ trước khi hỏi rõ tình hình. Coi như chịu phạt, ta sẽ không ăn cá trong vòng một tháng nữa, thế nào hả? Tống Thư Hàng, nói xin lỗi cộng hình phạt ngươi tự đặt ra cho mình cả rồi, ngươi bảo ta nên nói gì cho phải đây. Sao ngươi đám chiếm lời thoại của ta hả đậu đậu? Xin hãy tha lỗi cho ta đi mà Thư Hàng. Đậu đậu dùng ánh mắt ngập nước cực kỳ đáng thương nhìn Tống Thư Hàng, liều mạng bán manh. Tống Thư Hàng để nắm tay lên đầu đậu đậu, a a a a a Hai quả đấm xoay tròn thật mạnh. Đậu đậu nghịch mặt ra, Tống Thư Hàng muốn làm gì thế này? Ừm, thực lực của Tống Thư Hàng là cảnh giới dược long môn nhất phẩm. Đậu đậu là đại yêu tu luyện lâu năm, cảnh giới tứ phẩm đỉnh phong, chỉ kém một bước nữa là có thể hình thành yêu đan tấn thăng thành cảnh giới đại yêu ngũ phẩm. Dù Tống Thư Hàng có dùng hết sức bú sữa mẹ ra thì nắm đấm của hắn cũng chỉ như gãi ngứa cho đậu đậu mà thôi. Nhưng mà đậu đậu rất thông minh. Nhìn thấy vẻ dữ tợn trên mặt Tống Thư Hàng, thì nó lập tức phối hợp kêu lên thảm thiết mấy tiếng, a a a tương đương đau quá tương đương đau quá đi tương đương xin hãy tha cho ta đi, ta sẽ không bao giờ. Ăn cá nữa tương đương đau chết ta rồi tương đương đau chết ta rồi tương đương. Tống Thư Hàng, đậu đậu nó kêu la thảm thiết kiểu này chi bằng khỏi kêu cho rồi. Hắn bất đắc dĩ thu hồi nắm đấm trên đầu đậu đậu, lặng lẽ thở dài chết tiệt, nắm tay đau quá đi mất. Đầu chó của đậu đậu cứng quá. Hết giận rồi à. Đậu đậu nháy mắt hỏi. Hai Tống Thư Hàng thở dài, hắn cảm giác mình sắp nhịn đến nội thương luôn rồi. Lúc này Bạch Tôn giả lại lên tiếng nói, "Mọi người nghỉ ngơi chút đi." "Tiền bối còn muốn làm tiếp nữa à?" Mắt Tống Thư Hàng đỏ hoe ươn ướt. "Đừng sợ, hôm nay mệt rồi, ngày mai lại tiếp tục. Hôm nay chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, ta đảm bảo ngày mai sẽ không xảy ra vấn đề gì." Bạch Tôn giả cười khẽ. Được, Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Dù sao thì ngày mai mới chết vẫn tốt hơn hôm nay chết. Nghỉ ngơi cho tốt đi, thật ra thì tiếp xúc với cái chết cũng là một loại thể nghiệm tốt, giúp ích rất nhiều cho việc giữ vững đạo tâm của ngươi trong tương lai. Bạch Tôn giả vỗ nhẹ lên đầu của Tống Thư Hàng. Sau đó, bàn tay Bạch Tôn giả xoa xoa cái đầu bóng lưỡng của Tống Thư Hàng. Ừ, cảm giác thật không tệ. Bên trong lều, sở sở cô nương tỉnh lại lần nữa, vết thương trên ngực và ở bên trong cơ thể đã không còn đau đớn nữa. Lồng ngực bị ép xẹp lúc này cũng có dấu hiệu khôi phục lại. Theo như vị tiền bối áo trắng xinh đẹp đã nói, thì chừng một tháng nữa là cô có thể hồi phục. Nhưng mà, thời gian một tháng thì chắc chắn không thể nào kịp cuộc chiến đoạn tiên đài được. Nếu như không có cô, đời đệ tử trẻ tuổi của thế gia họ sở khó mà thắng hư kiếm phái được. Ai có thể tới giúp cô? Chương 343, Bạch Tôn giả muốn chuyển phát nhanh với số lượng lớn. Đột nhiên, Sở Sở nhớ tới vị tiền bối xinh đẹp kia. Có lẽ, cô có thể tìm vị tiền bối kia cầu xin sự giúp đỡ chăng? Dường như vị tiền bối kia rất cường đại, nói không chừng còn là tu sĩ tứ phẩm, thậm chí có thể là linh hoàng kim đan ngũ phẩm nữa. Nhưng rất nhanh, cô lại thầm thở dài. Cô có tư cách gì để mời vị tiền bối kia trợ giúp gia tộc của mình đây? tiền bối có thể ra tay cứu cô một mạng đã là tốt bụng lắm rồi. Nếu cô còn được voi đòi tiên, cầu xin tiền bối ra tay tương trợ cho, thế ra họ sở của mình thì đúng là không biết điều. Đối phương và thế ra họ sở không quen không biết, dựa vào cái gì mà phải xuất thủ tương trợ kia chứ. Trừ phi, cô có thể đưa ra khoảng thù lao nào đó đủ để đả động vị tiền bối kia. Nhưng cô biết, cho dù dốc hết toàn bộ tài lực của thế gia họ sở ra, thì chưa chắc có thể đưa ra được thù lao có thể khiến vị tiền bối kia động tâm. Cho dù là kiếm quyết căn nguyên dẫn tới trận tranh giành của thế gia họ sở với hư kiếm phái, thì nói không chừng ở trong mắt vị tiền bối kia, nó cũng chỉ là một phần kiếm quyết thông thường mà thôi. Sở sở cười khổ, cô khẽ động cánh tay, ngón út móc thanh đoạn kiếm nhỏ ở bên người ra. Chuôi đoạn kiếm này được bạch tôn giả lấy lại từ trên người của kình bát, sau đó để lại bên người sở sở cô nương. Khẽ nắm chuôi đoạn kiếm, sở sở suy tư thật lâu. Đột nhiên, cô tự diếu cười một tiếng, không biết điều thì không biết điều vậy. Hiện tại là lúc thế gia họ sở là cần giúp đỡ nhất nếu thất bại trong quốc chiến đoạn tiên đài, với sự hèn hạ vô liêm sỉ của hư kiếm phái, ngay cả chuyện nửa đường chặn giết cô mà chúng còn làm được. Sau cuộc chiến đoạn tiên đài bọn chúng nhất định sẽ đưa thế gia họ sở vào chỗ chết. Thế gia họ sở sẽ có nguy cơ bị diệt phong. Lúc này, thế ra họ sở thật sự cần có một vị tiền bối tu sĩ cường đại ra tay tương trợ một phen. Nếu như cô cầu xin vị tiền bối ấy giúp đỡ, có thể vị tiền bối ấy sẽ không chút do dự mà cự tuyệt thỉnh cầu của cô. Nhưng lỡ như đấy là một vị tiền bối tốt bụng, sẽ chọn cách đồng ý giúp các cô một lần thì sao? Nếu mở miệng thỉnh cầu, có thể còn có một tia cơ hội, còn như không dám mở miệng, thì sẽ chẳng có bất kỳ cơ hội nào nữa. Cứ thử một lần xem sao. Vì thế ra họ sở, hãy để cô không biết điều một lần cũng được có lẽ sẽ khiến người khác chán ghét nhưng biết đâu được không chừng đây chính là chuyển cơ của thế gia họ sở không cần phải làm gì nhiều chỉ cần vị tiền bối này lộ mặt ở thế gia họ sở một lúc ngoài miệng tỏ vẻ muốn che chở cho thế gia họ sở là đủ rồi bàn tay nhỏ bé của sở sở nắm chặt lấy chuôi đoàn kiếm hít một hơi thật sâu trong đầu suy nghĩ nên nói như thế nào để thỉnh cầu vị tiền bối kia ra tay tương trợ đúng lúc này chỗ vào của lều vải bị người sốc lên. Một bóng người cao lớn bước vào trong lều vải. Tiền bối, sở sở có một yêu cầu quá đáng. Sở sở bất giác mở miệng nói ngay, dùng hết toàn lực, nói ra mấy câu mà cô đã nghĩ cả buổi trời ở trong đầu ra. Đứng ở cửa lều, tống thư hàng sờ sờ cái đầu chọc lóc của mình. Ánh sáng mặt trời chiếu lên trên đầu hắn, hắt ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Cái này, ta cũng không phải là tiền bối gì đâu. Tống thư hàng ngượng ngùng nói. Hắn chỉ muốn đến xem thương thế của Sở Sở cô nương như thế nào thôi, không ngờ vừa mới bước vào thì Sở Sở cô nương đột nhiên kêu to như thế, dọa hắn giật hết cả mình. Sở Sở cố gắng nghiêng đầu qua để nhìn rõ thân ảnh vừa tiến vào. Hóa ra là vị thiếu niên rơi từ trên trời xuống cùng lúc với con cá lớn kia. Sở Sở thầm thở dài một tiếng, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt trống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt. Cô khó khăn lắm mới dồn hết can đảm để thỉnh cầu tiền bối giúp đỡ, nhưng không ngờ tới người bước vào lại là Tống Thư Hàng. Nên cô lập tức xìu xuống. Sở sở cô nương, cô có thỉnh cầu gì thế? Không bằng nói cho ta nghe một chút thử xem. Tống Thư Hàng đi đến bên cạnh sở sở, đắp chăn kín lại thay cô để tránh xuân quang lộ ra ngoài. Mặc dù hiện tại cô cũng không có cảnh xuân gì để mà lộ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của sở sở đầy vẻ xoắn suýt, song cô vẫn nói cho Tống Thư Hàng nghe thỉnh cầu của mình ta muốn xin vị tiền bối cường đại kia ra tay trợ giúp, thế gia họ sở của ta một phen. Trận chiến đoạn tiên đài lần này, phần thua của thế gia họ sở chúng ta vốn rất ít. Nhưng bây giờ, trận chiến đoạn tiên đài còn chưa bắt đầu mà hư kiếm phái đã hèn hạ xuống tay với ta. Hiện tại ta đã bị trọng thương trong ba cuộc chiến trận đấu của đoạn tiên đài. Cuộc chiến giữa thế hệ trẻ tuổi nhất thì chúng ta đã thua mất rồi. Hai trận còn lại có phần thắng rất nhỏ, cho nên ta muốn xin tiền bối giúp đỡ. Tống thư hàng xoa cầm, mỉm cười nói, "Vậy là cô muốn mời Bạch Tôn giả Tiền Bối tham gia cuộc chiến, Đoạn Tiên Đài, này giúp cô à?" "Tôn, Tôn, Tôn, Tôn giả?" Sở Sở lắp bắp, vị Tiền Bối thoạt nhìn trông rất xinh đẹp kia hóa ra lại là một vị Tôn giả thất phẩm ư? Là một tồn tại đáng sợ vào hàng thất phẩm đấy, cô còn cho rằng Bạch Tiền Bối cao lắm cũng chỉ là tu sĩ tứ phẩm hoặc ngũ phẩm thôi mà thôi. Nếu như thế thì có lẽ lời thỉnh cầu của cô còn có thể có hy vọng nhưng nếu là tôn giả thất phẩm thì làm gì có vị nào ở không đến mức đi tham gia vào mấy chuyện tranh chấp giữa hai môn phái và gia tộc tôm tép đâu cơ chứ truyền ra ngoài sẽ khiến người khác chê cười mà thôi tống thư hàng cười ha ha thật ra thì những lo lắng của sở sở cô nương chỉ là dư thừa mà thôi phải biết bây giờ vũ nhu tử cô nương đang tỏa trấn tại thế gia họ sở đấy sau lưng vũ nhu tử cô nương cũng là một vị linh tôn thất phẩm có tiếng tăm lẫy lừng bao năm nay linh điệp tôn giả có vũ nhu tử cô nương ở đó, chắc chắn sẽ không để thế gia họ sở chịu thiệt thòi gì. Sở sở cô nương, hình thức sự thi đoạn tiên đài là thế nào vậy? Tống Thư Hàng tò mò nên hỏi thử. Lúc trước hắn đã nghe sở sở nhắc qua, đoạn tiên đài hẳn là cuộc chiến giữa môn phái tu sĩ và các thế gia có mâu thuẫn với nhau, nhưng lại không đến mức gây nên đại chiến sinh tử giữa các môn phái. Vì thế song phương sẽ tiến hành một trận chiến đoạn tiên đài dưới sự ước thúc tương tự liên minh tu sĩ để giải quyết ân oán rõ ràng. Nhưng Tống Thư Hàng lại rất tò mò với hình thức tổ chức đoạn tiên đài. Ít nhất là lúc song phương giao chiến thì sẽ phái ra bao nhiêu người, tất cả ra sân hỗn chiến một trận à? Hay là từng người đi lên một mình đánh lôi đài chiến? Hoặc là dứt khoát là tiến vào một bí cảnh nào đó, tiến hành các loại thi đấu đoạt bảo gì đó? Đoạn tiên đài, sở sở cô nương cười khổ một tiếng, nhưng vẫn giải thích cho Tống Thư Hàng, đoạn tiên đài cũng phân theo đẳng cấp, căn cứ vào sự khác biệt thực lực giữa hai bên ước chiến mà đoạn tiên đài sẽ có hình thức khác nhau. Đoạn tiên đài cấp bậc cao có hình thức thế nào thì ta cũng không rõ lắm. Cuộc chiến đoạn tiên đài giữa hư kiếm phái và thế gia họ sở bọn ta thì tiến hành theo kiểu chia ra đánh lôi đài. Chia làm ba cục, mỗi cục có ba trận. Ván đầu tiên thì hai bên sẽ phái ra hai tu sĩ dưới 60 tuổi thuộc đời trẻ tuổi ra, dùng kiểu đánh lôi đài một trọi một để quyết phân thắng bại. Người thắng xem như được một cục, sau đó hai bên lại phái ra một tu sĩ dưới 150 tuổi thuộc thế hệ trung kiên của môn phái gia cũng dùng cách đấu một trọi một để phân thắng bại. Nếu như hai trận đầu đều hòa thì trận cuối cùng, các bên sẽ phải phái người mạnh nhất lên đài, ba trận hai thắng định thắng bại. Nói tóm lại chính là thi đấu đánh lôi đài giữa các tu sĩ với nhau đúng không? Tống Thư Hàng nói. Ừ, sở sở cô nương nhẹ giọng đáp. Thú vị đấy, Tống Thư Hàng lại dò hỏi, như vậy, có thể mời người khác thi giúp được không? Ví dụ như ngươi vừa mới muốn mời Bạch Tôn giả ra sân đấy. Sở Sở cô nương lắc đầu, trên Đoạn Tiên Đài sống chết không oán, hơn nữa chỉ có người của thế gia họ Sở chúng ta cùng với người của Hư Kiếm phái mới có thể lên đài, không cho phép trợ giúp dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu Lâm Thời muốn tìm người gia nhập môn phái của mình để tham gia Đoạn Tiên Đài mà bị người bảo hộ Đoạn Tiên Đài phát giác, thì trận chiến Đoạn Tiên Đài sẽ trực tiếp bị phán là thua vậy cô muốn mời bạch tôn giả qua đó giúp các cô cái gì? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi lại, chẳng lẽ muốn mời bạch tiền bối giết chết toàn bộ tu sĩ hư kiếm phái à? Trên đoạn tiên đài sống chết không oán, hư kiếm phái nhất định sẽ thừa cơ hạ thủ, loại bỏ cao thủ tinh anh của thế gia họ sở bọn ta. Sau khi trận chiến ở đoạn tiên đài kết thúc, lấy phong cách hành xử của hư kiếm phái thì chắc chắn bọn chúng sẽ không dễ dàng gì buông tha thế gia họ sở chúng ta. Sở sở cười khổ nói, cho nên lúc đầu ta nghĩ nếu như có thể, thì ta muốn mời tiền bối đến thế gia họ sở làm khách, có tiền bối tỏa chấn một thời gian, có thể hư kiếm phái sẽ thu liếm một chút. Giữa các môn phái với nhau cũng có nhiều phiền phức thật đấu. Tống thư hàng sờ cái đầu chọc của mình ngoại trừ có chút rét cam cam ra thì sờ thích tay thật đấy. Dừng một chút, Tống thư hàng lại hỏi, đoạn tiên đài chừng nào thì bắt đầu thế? Nếu như kịp thời gian thì không chừng chúng ta có thể qua đó xem thử đấy. Tống Thư Hàng cảm thấy rất hứng thú với đấu lôi đài giữa các tu sĩ. Hắn muốn xem xem chiến đấu chân chính giữa các tu sĩ với nhau là như thế nào. Sở Sở nghe đến đó thì ánh mắt lập tức sáng lên, cô trả lời, có lẽ cũng sắp rồi, thời gian cụ thể phải xem người bảo hộ Đoạn Tiên Đài tới lúc nào nữa. Sở Sở cô nương cứ an tâm dưỡng thương đi, nếu như kịp thời gian, nói không chừng chúng ta có thể sẽ được quan sát thi đấu lôi đài trên Đoạn Tiên Đài đấy. Tống Thư Hàng lên tiếng an ủi. Cuối cùng, Tống thư hàng lại an ủi sở sở vài câu rồi quay người rời khỏi căn lều. Gần buổi trưa, Đậu Đậu vì muốn bù đắp sai lầm mà bản thân phạm phải trước đó, nên đã chủ động đi vào sâu bên trong hòn đảo để bắt con mồi. Tiểu Hòa Thượng cũng đi theo Đậu Đậu, nó phụ trách tìm một số rau dại và hoa quả có thể ăn được, bởi vì nó phải ăn chay. Còn Bạch Tôn Giả thì vẫn luôn bận rộn, số lượng lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001 đã gia tăng đến gần hơn 40 cây. Sau đó, Tống Thư Hàng nhìn thấy bạch tôn giả đã chặt mấy gốc đại thụ, rồi lại chặt những cây này thành thành từng lát gỗ, chế thành những chiếc hộp dài. Cuối cùng, bạch tôn giả đặt từng cây, lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001 phiên bản cải tiến đã kèm theo chức năng ghi hình vào trong hộp. Hết cái này đến cái khác, chất thành một đống lớn. Bạch tiền bối muốn làm gì vậy? Tống Thư Hàng trong lòng rất nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu bạch tôn giả muốn làm cái gì. Ừm, số lượng cũng đủ rồi. Bạch tôn giả rũi lưng một cái, sau đó hắn móc ra điện thoại di động ra, lướt lướt ở trên màn hình. Sau khi lướt lướt mấy cái, bạch tôn giả lại móc một cây bút ra viết lên trên hộp gỗ. Nhãn lực của tống thư hàng khá tốt, cho nên cách rất xa cũng có thể đọc rõ những chữ mà bạch tôn giả viết. Nhận lệ chi tiên tử, nhận cổ hồ quan chân quân, nhận cuồng đao tam lãng, nhận tạo hóa pháp phương, nhận. Đông Phương Lục Tiên Tử. Nhận, Lạc Trần chân Quân. Tống Thư Hàng lập tức toát mồ hôi lạnh, bạch tiền bối đây là muốn gửi chuyển phát nhanh à. Gửi cho rất nhiều tiền bối trong nhóm một cái hộp quả chứa, lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001, á. chương 344, nhân viên chuyển phát nhanh bạch hạc chân quân. Đến cả vũ nhu tử cô nương mà cũng có một phần sao. Trong đầu tống thư hàng lập tức hiện ra cảnh tượng khi vũ nhu tử cô nương đáng yêu sợ hãi hết to khi bị cây, Lưu Tinh Kiếm dùng một lần bản 001 này kéo bay lên không trung theo hình xoắn ốc. Không được, do sai lầm của mình nên mới khiến Vũ cô nương gửi bộ ảnh nghiêm của Bạch Tiền Bối lên không gian nhóm. Mặc dù một phần cũng do chính cô ấy tự tìm đường chết, nhưng Tống thư hàng cảm thấy bản thân cũng có trách nhiệm rất lớn ở trong việc này. Vì thế, hắn nhất định phải làm cái gì đó mới được. Sau khi rời khỏi đảo nhỏ này, một khi điện thoại có tín hiệu thì phải liên hệ với Vũ Nhu tử cô nương ngay lập tức. Dặn cô ấy tuyệt đối không được mở cái gói chuyển phát nhanh đó ra, Tống thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đang suy tư, Bạch Tôn giả đã viết đủ tên lên tất cả các hộp gỗ, đóng gói và xếp thành một đống. Xong xuôi cả rồi, đúng lúc nhân cơ hội này, triệu tập tất cả đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 tới đây luôn, ha ha. Bạch Tôn giả gật đầu với vẻ hài lòng. Kỳ thật, lần này vừa mới xuất quan không lâu thì Bạch Tôn giả đã muốn triệu tập các đạo hữu trước kia lại. Họp mặt một lần cho thỏa hai sau đó mở một giải thi đấu xe kéo, rồi tìm thêm vài đạo hữu nữa lập đội, đi tới một phó bản mới. Cái phó bản kia được Bạch Tôn Giả tìm thấy từ trước khi hắn bế quan lần trước. Lúc ấy Bạch Tôn Giả đang trở về sau chuyến tầm bảo từ Bắc Cực. Trên đường trở về Hoa Hạ, Bạch Tôn Giả bay qua mặt biển, đang bay thì lại ngẩn người. Sau đó, hắn đột nhiên đụng phải một chiếc quân hạm không biết là của quốc gia nào. Cứ như vậy, bạch tôn giả đang ngẩn người thì bị đụng rơi xuống biển sâu tuy nhiên vận khí của bạch tôn giả không tệ nên sau khi rơi xuống biển sâu thì vô tình phát hiện một cái di tích từ thời kỳ thượng cổ cái di tích này có niên đại rất lâu đời hình như là đồ vật có từ niên đại của thiên đạo cũ nhưng khi đó chứng bế quan tu luyện của bạch tiền bối lại tái phát vì vậy hắn không đi vào thăm dò cái di tích kia chỉ làm ký hiệu với phong ấn qua loa tại lối vào di tích sau đó thì lập tức trở về Hoa Hạ, tìm một chỗ tốt rồi an tâm bế quan. Ban đầu Bạch Tôn giả tính toán trong lòng, đợi sau khi đi hòn đảo nghỉ dưỡng kia chơi với Tống thư hàng xong thì sẽ gửi tin nhắn ở trong nhóm Cửu Châu số 1 để triệu tập các đạo hữu tới. Đến lúc đó, đầu tiên tổ chức giải thi đấu xe kéo, xong thì cũng sắp tới hồi giải thi đấu phi kiếm, 10 năm một lần được cử hành, thêm một giải thi đấu xe kéo cũng là chuyện tốt sau khi giải thi đấu xe kéo kết thúc thì có thể mang mấy vị đạo hữu cùng nhau tổ đội đi tới cái phó bản mới kia. Nhưng không ngờ, đa số thành viên của nhóm cửu châu số 1 đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tìm đường chết. Thế là sau khi Bạch Tôn giả nghĩ ngợi xong thì quyết định phái, xe chuyên dụng, triệu tập các đạo hữu tới đây. Thư hàng sư huynh, người lén lén lút lút trốn ở một bên làm gì vậy? Lúc này, thanh âm của tiểu hòa thượng đột nhiên vang lên chỉ thấy tay nó đang ôm rất nhiều rau dại và hoa quả có thể ăn được. Sau lưng nó là đậu đậu đã hóa ra yêu thân khổng lồ, kéo một con nai nhỏ. Vốn dĩ trên hải đảo thế này, xuống biển bắt cá hoặc các loại thủy sản khác là thoải mái nhất. Nhưng do cái người họ tống nào đó vừa biến thành cá đã bị đậu đậu ăn nhầm, để tránh cho hắn hồi tưởng một màn kinh hoàng kia. Thủy sản tạm thời bị gạch khỏi thực đơn. Khụ khụ, ta có lén lút cái gì đâu. Ta chỉ vừa mới đến lều của sở sở cô nương để nhìn xem thương thế của cô ấy ra sao. Sau đó, lúc đi ra sợ ý bị trượt chân, cho nên mới vươn tay vịn vào cạnh lều thôi. Tống thư hàng nghiêm túc nói. Tiểu hòa thượng yên lặng nhẹ gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, chân thành nói. Sau đó thư hàng sư huynh cứ thế vịn lều nhìn bạch tiền bối tới mức ngẩn người luôn à. Ban nãy ta và đậu đậu tiền bối đi từ thiết đằng xa đã trông thấy người vịn góc lều, cũng phải lâu lắm rồi đấy. Đậu đậu, phụt. Tống Thư Hàng, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn nhất định phải đánh cho tiểu hòa thượng này sớn hết cả cất ra mới được. Bạch Tôn giả nghe được tiếng cười của đậu đậu, hắn quay đầu lại mỉm cười với hai người một chó. Sau đó Bạch Tôn giả lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Tống Thư Hàng, đậu đậu và tiểu hòa thượng cũng vô thức ngẩng mặt nhìn lên trời. Chỉ thấy ở trên bầu trời, có một bóng người đang bay nhanh về phía đảo nhỏ. Thân ảnh kia, có mang theo tháng quang hai nó cũng không phải là ngụy thánh quang phản xạ lại từ quả đầu chọc như của tống thư hàng, mà là ánh sáng thánh khiết chân chính tỏa ra từ trên mặt. Ở sau lưng hắn còn có ba cặp cánh chim trắng noãn đang vỗ nhẹ, yêu nhã, xinh đẹp. Ôi, là thiên sứ kia, tống thư hàng kêu to, chỉ vào thân ảnh trên bầu trời. Trên đời này thế mà lại có thiên sứ thật sao? Thiên sứ, thứ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết huyền huyễn phương Tây, hoặc các tiểu thuyết của thiên chúa giáo, nay lại xuất hiện sờ sờ trước mặt hắn. Mà thiên sứ cũng có rồi, liệu loại rồng khổng lồ có cánh ở phương Tây có thật không nhỉ? Đậu đậu đứng ở bên cạnh vỗ vỗ Tống Thư Hàng, đừng ngạc nhiên như vậy, phải bình tĩnh. Ừ ừ, Tống Thư Hàng gật đầu hai cũng đúng, tu chân giả cũng thật sự có tồn tại ở trên thế giới này, thiên sứ gì đó xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa đó không phải là thiên sứ đâu. Đậu đậu tiếp tục nói, đây chẳng qua là một con bạch hạc lớn, cái này mà cũng nhìn không ra, thân là một tu sĩ, nhưng nhãn lực của ngươi còn kém quá. Tống Thư Hàng Bạch Hạc, lừa bố mày à, đạo thân ảnh này có ba đôi cánh còn kèm theo thánh quang chói lóa như thế, người bảo hắn phải liên tưởng đối phương tới sinh vật như Bạch Hạc được chứ hả? Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, thiên sứ sáu cánh rởm kia nhẹ nhàng hạ xuống từ trên trời, đáp xuống cách Bạch Tôn giả không xa. Trên mặt thiên sứ rởm lộ ra vẻ kích động không thôi, trong mắt của hắn chỉ có mỗi mình bạch tiền bối, không thèm liếc nhìn đám người tống thư hàng cái nào, bạch tiền bối, rốt cục lại gặp được ngài. Hắn vất vả lắm mới kềm chế được cõi lòng nhuộn nhạo của mình, nói tiếp, lần này ngài bế quan một hơi hơn 150 năm, đã hơn 150 năm rồi ta cũng không có tin tức gì của ngài. Bên kia, tống thư hàng hạ giọng, nghi hoặc hỏi, ủa, là người quen của bạch tôn giả sao? Đậu đậu gật đầu, hắn là bạch hạc chân quân dùng cách nói của chúng ta bây giờ thì hắn là fan não tàn của bạch tiền bối bạch tôn giả mỉm cười nói hóa ra là tiểu bạch hạc đấy à bạch tiền bối bạch hạc chân quân kích động lệ nóng lưng trong ngài vẫn còn nhớ ta ư thật là tốt quá Ừ, đương nhiên là còn nhớ rõ ngươi rồi bạch tôn giả gật đầu nói bởi vì bạch hạc chân quân cũng nằm trong danh sách những người đổi ảnh đại diện mà trong lúc nói chuyện bạch tôn giả xúc đống hộp quà kia lên Tìm ra cái hộp có tên Bạch Hạc, ngoài ra, người tới rất đúng lúc. Đến đây, tặng cho ngươi một món quà. Món quà này trước mắt ngươi đừng có mở vội, ta đã thiết lập phong ấn ở bên trên rồi, sau năm ngày hộp quà này sẽ tự động mở ra, bên trong chứa một kinh hỉ nho nhỏ mà ta muốn tặng cho ngươi đấy. Nói xong, Bạch Tôn giả đưa hộp quà này cho Bạch Hạc Chân Quân ngay. Đối Bạch Hạc Chân Quân mà nói, hạnh phúc tới quá bất ngờ. Bạch Tiền Bối tặng quà cho hắn đó. Tạ ơn Bạch Tiền Bối. Bạch Hạc Chân Quân cảm động, lệ rơi đầy mặt, tiền bối ngươi không chỉ còn nhớ rõ ta, mà còn tặng quà cho ta, ta cảm động quá. Bạch tiền bối, ta nguyện ý vì ngươi mà xông vào dầu sôi lửa bỏng. Bạch tiền bối, ngài có chuyện gì muốn sai bảo ta à? Xin cứ sai phái ta thoải mái đi, ta nhất định sẽ hoàn thành thật tốt. Chương 345, tâm lý may mắn sụp đổ. Bạch Hạc Chân Quân vốn muốn lấy cớ tranh công để tăng thêm can đảm tới gặp Bạch Tôn giả một lần thuận tiện nói mấy câu với bạch tôn giả thế là hắn đã mãn nguyện lắm rồi nhưng không ngờ hạnh phúc lại tới bất ngờ như thế bạch tiền bối không chỉ còn nhớ hắn lại còn tặng cho hắn một món quà mặc dù không biết trong hộp quà có cái gì nhưng chỉ cần là đồ mà bạch tiền bối đưa cho hắn dù là chỉ là cái hộp giống đi nữa thì đối với nó mà nói đó cũng thứ tốt nhất trên đời này bạch hạc chân quân ôm cái hộp nhỏ vẻ mặt vô cùng hạnh phúc bên kia Đậu đậu nhẹ nhàng vỗ Tống Thư Hàng, hạ giọng nói, đã nhìn thấy chưa, đây chính là phen não tàn đấy. Tống Thư Hàng, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Bạch Hạc chân Quân, Tống Thư Hàng đột nhiên thấy trong lòng có chút sợ hãi, giác quan thứ sáu nhạy bén nói cho hắn biết hai đây là một phiền toái cực kỳ lớn. Phiền toái cực kỳ cực kỳ lớn luôn, vì thế, không nên có quan hệ gì với tên Bạch Hạc chân Quân này cả, tuyệt đối không được có. Giác quan thứ sáu của tu sĩ rất nhạy bén, trên cơ bản, nếu như giác quan thứ sáu truyền lại cho chủ nhân tín hiệu nào đó thì không cần do dự, hãy làm theo sự mách bảo của giác quan thứ sáu, tuyệt đối sẽ không sai đi đâu được. Do đó, Tống Thư Hàng lặng lẽ lui lại phía sau, chuẩn bị rút vào bên trong lều. Bạch Tôn giả thấy trên mặt Bạch Hạc chân Quân mang theo vẻ nhiệt tình bừng bừng như thế thì cười nói, muốn giúp ta làm việc à? Đúng đúng, Bạch Tiền Bối, gần đây ngài có việc gì cần giúp đỡ không? vấn đề của trạm không gian ở phương Tây mà ngài giao cho ta xử lý lúc trước, cộng với việc phi hành gia bị đưa nhầm đi kia ta đã giải quyết cực kỳ êm đẹp rồi. Bạch Hạc Trân Quân dùng sức vỗ ngực của mình, khoa khoang công lao của mình ra với Bạch Tiền Bối một chút. Như vậy thì có thể tranh thủ kiếm được chút độ hảo cảm của Bạch Tiền Bối. Chuyện lần trước là do người giải quyết à, đúng là đã giúp ta một đại ân đó. Bạch Tôn giả đáp hai đã như vậy, có cần đổi lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001 của Bạch Hạc chân Quân lại thành phi kiếm dùng một lần phiên bản bình thường không nhỉ? Sự thật chứng minh, tranh thủ độ hảo cảm là hành động rất hữu hiệu. Trong lúc Bạch Tôn giả đang suy tư, Bạch Hạc chân Quân đứng ở phía trước, lộ ra vẻ hạnh phúc nói thêm, có thể giúp đỡ tiền bối phần nào, chính là hạnh phúc lớn nhất đối với ta. Đúng rồi, tiền bối, các kiểu tóc của ngài thật sự là rất đẹp đó. Ta đã tải hơn 70 bức mìm kia xuống lưu lại, ta muốn phóng to chúng rồi treo trong cung điện, để mỗi ngày đều có thể chiêm ngưỡng dung nhan của ngài. Có lẽ là do quá kích động, quá hạnh phúc, thế là Bạch Hạc Chân Quân không cẩn thận nói huỵch vẹt mấy lời trong lòng ra. Hơn nữa, Bạch Hạc Chân Quân vẫn đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc do món quà kia mang tới, nên không hề phát hiện ra bản thân mới vừa nói một số lời không nên nói. Bạch Tôn giả, uy lực của Lưu Tinh kiếm dùng một lần bản 001 có yếu quá không nhỉ? có cần phải tăng cường thêm một chút không ta? Dù sao con hạc lớn ở trước mặt này cũng là chân quân lục phẩm mà. Về phần bạch hạc chân quân đã từng giúp mình xử lý vấn đề của trạm không gian phương Tây và vụ tên phi hành ra bị đánh cháo. Chuyện gì ra chuyện đấy, đến lúc đó dùng danh ngạch tiến vào di tích thượng cổ để hồi báo cho hắn cũng được. Nghĩ tới đây, bạch tôn giả ghé mắt nhìn đống hộp quà trồng chất như núi ở bên người, hắn quay đầu nhìn bạch hạc chân quân nói, nếu như ngươi muốn giúp ta làm việc thì chỗ ta vừa vặn có chuyện có thế giao cho ngươi đi làm đây. Xin tiền bối phân phó, ta nhất định làm thỏa đáng cho ngài. Bạch Hạc chân Quân dùng sức vỗ ngực. Hiện tại ta có một ít quà muốn tặng cho các đạo hữu trong nhóm cửu châu số 1, nếu như ngươi rảnh rỗi thì gửi mấy hộp quà này giúp ta nhé. Chú ý, những lễ vật này đều được phong ấn cả rồi. Cần sau 5 ngày mới mở ra được, Bạch Tôn giả mỉm cười chỉ vào một đống lớn hộp quà toàn bộ đều là quà tặng sao bạch hạc chân quân nuốt ngụm nước miếng trong đầu hiện một ý niệm hay hay là chiếm hết toàn bộ những hộp quà này làm của mình nhỉ toàn bộ đều là quà tặng mà bạch tiền bối tặng đi đó bên trên còn có chữ viết của bạch tiền bối nữa thật muốn giấu hết toàn bộ chúng nó tại cung điện của mình quá đi nhưng mà đây là quà tặng mà bạch tiền bối phân phó cho hắn gửi giúp nếu như hắn chiếm toàn bộ làm của riêng thì bạch tiền bối nhất định sẽ tức giận lắm đúng rồi mình có thể gửi quà tặng đi trước, sau 5 ngày, phong ấn trên hộp quà tự động mở ra rồi, mình lại đến thu từng hộp quà lại cũng được. Dù sao, trên hộp có chữ viết của bạch tiền bối đấy, bản thân cái hộp cũng là một bảo vật vô cùng quý giá rồi. Sao cho ta đi, bạch tiền bối. Chỉ cần các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một không bế quan, thì ta bảo đảm tất cả lễ vật đều sẽ được đưa đến tay bọn họ. Chắc chắn trong ba ngày tất cả mọi người đều sẽ nhận được lễ vật hết. Bạch Hạc chân Quân cam đoan chắc nịch đi đi chờ sau khi ngươi hoàn thành xong nhiệm vụ ta sẽ tặng thêm cho ngươi một phần kinh nghỉ nữa bạch tôn giả thản nhiên nói tiền bối ngài đúng là tốt quá đi mất bạch hạc chân quân lệ rơi đầy mặt hắn nhấc tay một cái tất cả hộp quà nằm dưới đất đều được một làn gió nhẹ cuốn lên trôi lơ lửng bên người hắn vậy ta đi tặng quà nhé tiền bối nhất định ta sẽ đi cả đêm để gửi hết số lễ vật này xin hãy đợi tin tốt của ta bạch hạc chân quân lớn tiếng nói sau đó ba đôi cánh trên lưng hắn vỗ vỗ mạnh mang theo những hộp quả kia bay lên cao tới cũng vội mà đi cũng vội lúc bay lên giữa không trung hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện khác hai vừa rồi quên hỏi vị nào là tống thư hàng đạo hữu mất rồi luôn chung sớm chiều với bạch tiền bối lại không bị mị lực của bạch tiền bối chinh phục đây đúng là tội ác tài trời mà thôi lần này tạm bỏ qua cho hắn vậy chờ lần sau gặp mặt hắn nhất định phải tâm sự cùng với vị tống đạo hữu này mới được, nhất định phải làm cho hắn hiểu, nhận ra sự tốt đẹp từ mị lực của bạch tiền bối. Tất cả mọi người trên thế giới này đều phải thần phục dưới mị lực của bạch tiền bối. Mà lúc này, Tống Thư Hàng đứng cạnh lều chợt dùng mình một cái. Câu nói của Bạch Hạc chân Quân đúng rồi tiền bối, mấy kiểu tóc của ngài thật chói mắt, hơn 70 biểu cảm trên khuôn mặt, tấm nào ta cũng cất giữ, thật muốn đem mấy tấm này phóng to treo ở cửa cung điện để mỗi ngày đều có thể chiêm ngưỡng dung nhan của ngài đang vang vọng trong đầu hắn. Mặc dù trước đó Tống Thư Hàng đã suy đoán ra một loạt hành động cổ quái hôm nay của Bạch Tôn Giả rất có thể là do vũ nhu tử chế ảnh của Bạch Tiền bối thành một bộ mim đăng lên trên không gian nhóm. Nhưng trong lòng Tống Thư Hàng còn ôm chút may mắn hay có lẽ bộ mim mà Vũ Nhu Tử đã đăng lên không phải được làm từ ảnh của Bạch Tiền Bối thì sao? Hoặc là chỉ dùng có một hai bức ảnh của Bạch Tiền Bối thôi chẳng hạn. Con người luôn là như vậy, trong những lúc đối mặt với tuyệt cảnh, dễ dàng sinh ra tâm lý trốn tránh và cầu may kiểu chắc chừa mình ra. Nhưng bây giờ, một chút may mắn cuối cùng của Tống Thư Hàng cũng bị bạch hạc chân quân phá vỡ. Bộ mìm bạch tiền bối hơn 70 tấm. Hắn cảm giác hình như mình đã sắp tèo tới nơi rồi. Tống Thư Hàng rè rặt quay đầu lại, lặng lẽ nhìn bạch tôn giả một cái, muốn thử nhìn xem nét mặt của tiền bối bây giờ thế nào. Lúc này, Bạch Tôn giả vỗ vỗ bộ đồ màu trắng của mình một cái, có lẽ là cảm giác được ánh mắt của Tống Thư Hàng, nên Bạch Tôn giả quay đầu lại nhìn Tống Thư Hàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 345.